vào môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 971, khoảnh khắc kỳ diệu. Phòng hội nghị. Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, ban giám khảo, các phẩm rượu sư, các chuyên gia thẩm định rượu cùng nhau ngồi ở bên trong phòng họp, nghiên cứu lai lịch của chai rượu đỏ này. Các nhà thẩm định rượu thậm chí tay không cầm kính lúp, soi lên nhãn hiệu rượu, mắt tập trung cao độ, mày không ngừng nhíu lại, quan sát đi quan sát lại, bởi vì niên đại của nó đã quá lâu nhãn hiệu rượu gần như mơ hồ không rõ, hoàn toàn nhìn không ra lai lịch của nó. Ba nhân viên kiểm định, nhanh chóng mang bao tay màu trắng, cầm lên một dụng cụ giống như máy quét hình, quét qua một lượt nhãn hiệu của chai rượu, sau đó trực tiếp chuyển đến bộ phận máy tính, bắt đầu kiểm tra đo lường chai rượu đỏ này, xem nó có lai lịch như thế nào, xuất xứ ở đâu. Vitus cũng tay không cầm lấy chai rượu nho có hơn 300 năm lịch sử kia, hiện nay rượu nho 17 năm, mới chỉ có ở trang trại rượu Lafitte, đi cầm, còn có Seri 1775, cuối cùng là Khang Đế, dù là Mago 17 năm, rượu nho quý mới nhất, thế nhưng trên bình Mago cũng vẫn có ký hiệu, bình rượu này lại vô cùng thần bí, sâu xa, không giống với phong cách của trang trại rượu thông thường. Ông Trầm mặc mở chai rượu, đưa tới dưới mũi, cảm nhận một chút. Bác dịch ngồi ở một bên, đôi mắt khẩn trương mà sắc bén, nhìn chăm chăm Vitus, có lẽ mọi người đều có cảm giác sắc sờn khó ở chung, nhưng kỳ thực tính tình Vitus càng lộ vẻ liêm chính cùng công bằng, hơn nữa lại vô cùng cường ngạch, vốn có tiếng là công chính liêm minh, có liên quan rượu đỏ có được đưa vào trong kho hay không, ông một tiếng cũng không hừ, không tán thành, cũng không phản đối, đây mới là người khiến cho người ta phải xoắn suýt. Vitus mặt lạnh im lặng cầm lấy chai rượu, lại cúi đầu, nhẹ cảm nhận hương rượu, phát hiện ra trên nắp chai rượu này, có một cỗ hương vị hổ phách, ông lại trầm lặng cảm thụ tiếp. Ok, chuyên gia giám định và thử rượu, một thân sĩ người Anh khoảng 40 tuổi lấy mắt kính xuống, đem tư liệu trên máy vi tính đẩy đến trước mặt mọi người, nói qua về tư liệu sơ bộ chứng thực nguồn gốc của nó, căn cứ vào những gì ghi chép trên tư liệu, chai rượu đỏ này có từ thế hệ thứ 17 vườn nho tai, thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn, được đặt tại chỗ tổng giám mục ngũ tư, vừa vặn khi đó chính là chai rượu nguyên sơ nhất. Chai rượu đỏ 1788 này vẫn luôn được cất kỹ ở đời thứ hai của Vương quốc Balia, về sau mấy lần đã được mang ra công khai bán đấu giá, cuối cùng do thương nhân ai nhĩ mạn ở London Anh Quốc mua được. Mà sau một thời gian dài ở tay, thì chỉ còn lại chai rượu 1540. Ở thế kỷ 18 đã được đưa ra, cho nên đến bây giờ nó là chai rượu thứ hai trên thế giới, cũng là chai rượu nho tai duy nhất. God, Jackson hết sức kinh ngạc nhìn về phía nhân viên giám định, nói anh xác định đây là một chai rượu đỏ tai. Audio điện tử võ tấn bền Đúng vậy, còn là ở thế kỷ thứ 17 nữa. Nhân viên giám định rượu đỏ thập phần khẳng định gật đầu, chúng tôi vừa rồi đã nhanh chóng đem nhãn hiệu rượu này khôi phục lại. Sau đó lại đối chiếu với nhãn hiệu rượu đỏ tai hơn 300 năm trước, phát hiện ra chúng hoàn toàn ăn khớp. Thế kỷ 17, Lauren nhíu mày đọc lại, nhàn nhạt nói, vừa lúc là thời kỳ oxy hóa chỉ thịnh hành. Vitus nghe thấy những lời này, liền nhíu mi cầm lấy chai rượu đỏ, nhìn trái nhìn phải, vô ý thức tìm tòi, so sánh với đối thủ của nó Mago hơn 300 năm, ông vẫn cảm thấy nghi hoặc, lại theo thói quen nhìn vị trí nắp chai. Bác dịch nhàn nhạt ngồi ở một bên, nhìn chăm chăm vào Vitus đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát, lại nhớ tới lúc tưởng lão sợ hãi khi thấy người khác mở chai rượu này ra, cho nên đặc biệt mời chuyên gia đến khôi phục lại nguyên vẹn chai rượu này tốn không ít thời gian, thật đúng là không chê vào đâu được. Vitus lại muốn quan sát chai rượu này thêm nữa, huống hồ khi đó. Ok, Saxon ngồi ở vị trí của mình, trực tiếp nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình nói, đây là chai rượu quý nhất trong tay, nó lẽ ra phải được đặt ở bảo tàng. Có lẽ nên ở thời khắc nào đó đáng giá để ăn mừng, mới lên đem nó mở ra, để cho tất cả các chuyên gia rượu đỏ trên thế giới cùng chứng kiến giây phút lịch sử đó. Mà không phải trong một trận thi đấu rượu như thế này, thật là lãng phí, xa xỉ. Tóm lại một câu là ông cảm thấy một trận thi đấu rượu như vậy không cần phải sử dụng đến một chai rượu đỏ truyền kỳ như vậy bác dịch rốt cuộc nhịn không được nữa ngẩng đầu nhìn về phía jackson Peters cũng chậm chạp ngẩng đầu trầm mặc nhìn ông mọi người trong hiệp hội rượu đỏ đều trầm mặc suy nghĩ về chuyện này rốt cuộc bác dịch cũng nhàn nhạt bộc lộ tươi cười cả người triệt để thả lỏng thở dài một hơi bác dịch tiên sinh ngài có dị nghị gì không chủ tịch hiệp hội rượu đỏ quay đầu nhìn về phía bác dịch không hiểu hỏi lại trên mặt bác dịch bộc lộ nhàn nhạt, nhạt tươi cười, ngẩng đầu nhìn mọi người nói, "Tôi tin các vị, đều biết chai rượu đỏ này có từ hơn 300 năm trước, cũng biết chai rượu đỏ này đến từ hiệp hội rượu đỏ Trung Quốc. Ở 10 năm trước, hiệp hội rượu đỏ còn chưa có vị trí gì, cho tới bây giờ đã có thể cho cả thế giới rượu đỏ biết đến một chai rượu đỏ kinh điển như vậy. Đây là sự thật sao?" Mọi người đều trầm mặc nhìn anh. Bác dịch thật tình nhìn về phía mọi người nói, "Đây thật không chân thực." toàn bộ thị trường Trung Quốc còn có rất nhiều nơi khác đều nhao nhao bán ra rượu đỏ, thậm chí là rượu giả, theo giá từ mấy chục đồng đến mấy trăm đồng không nói. Mà rượu đỏ đối với chúng ta, chẳng qua cũng chỉ là một danh từ. Phi thường xa lạ, cũng không thể biết được từ cùng một loại trái cây mà có thể tạo ra mấy nghìn loại hương vị khác biệt đến như vậy. Tỉ như vị hoa hồng, vị bách hợp trong vườn hoa, còn có trái cây chuối tiêu, táo, ngay cả vị quả mâm xôi, đến cả hương vị của rừng rậm cũng có bọn họ đều không hiểu, họ chỉ là người đứng ngoài. Điểm này chúng ta phải thừa nhận, thế nhưng các vị cũng biết, thế giới rượu đỏ vốn không có giới hạn. Vitus cũng trầm mặc ngẩng đầu, nhìn anh. Bác dịch sâu xa nhìn về phía mọi người nói, rượu đỏ cũng đã tồn tại một vạn năm lịch sử, văn hóa rượu châu Âu, vẫn là bắt nguồn từ Hy Lạp, khi đó, thượng đế có thể có ghét bỏ mọi người sao? Jackson nghe thấy lời này, yên lặng cúi đầu, mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình đều im lặng không lên tiếng. có sao? bác dịch nhìn lại mọi người, thật tâm nói quốc gia của chúng ta thật sự có khả năng cảm thụ rượu nữa hay không? trên thế giới quốc tử của chúng ta là mao đài, lúc nó được mọi người trên thế giới đánh giá thì nó vốn chỉ là một chai rượu xấu xí không có người thưởng thức, sao lại không may bị ngón tay của rượu sư đụng vào, khiến cho nó bị rơi xuống đất, làm hương thơm nồng nàn của rượu lan tỏa trong không gian trong nháy mắt chinh phục toàn bộ mọi người, chuyện truyền kỳ như vậy, cứ được lan truyền như một điều kỳ diệu như trong các câu chuyện của những vị tiên, hơn một nghìn loại rượu, mỗi một giai đoạn hình thành của nó đều không có sự đổi mới. Chờ đợi của chúng ta sao? Chúng ta cũng đều gặp nhiều khó khăn, gian khổ, chứ không phải là dễ dàng mà đạt được. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều ngưng trọng, nhớ lại quãng thời gian ấy. Bác dịch lại mỉm cười nhìn về phía mọi người người Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, ý nói cùng người yêu ở chung một chỗ đều đơn thuần, tuyệt vời như lúc vừa mới quen vậy, mỗi người chúng ta đều yêu thích rượu đỏ, đều đối với nó ôm tâm tư thuần khiết mà yêu quý, đều muốn được học hỏi, đều mong được thưởng thức, thế vì sao hôm nay, Hiệp hội rượu đỏ đưa ra một chai rượu đỏ quý hiếm thì lại bị coi là lỗ mãng được. Jackson im lặng không lên tiếng, Vitus cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bác dịch chậm chạp đứng lên giữa mọi người nói ra những lời tâm huyết, chúng ta cũng là người đều phải gặp sự cố, bất quá tại giây phút kia ông trời đã cho chúng ta gặp được chai rượu đỏ chân quý này, chẳng lẽ lại không phải ý trời sao? Chẳng lẽ lại không phải duyên phận? Khó lắm mới có được kỳ duyên này, chúng ta ngày hôm nay mới có dịp ngồi chung một chỗ, cùng bình phẩm về vị rượu. Là một người dân của Trung Quốc, tôi thực sự không hy vọng nhìn thấy thành kiến, cố chấp, cùng ngoan cố. Phu nhân Gióc phu nhân gióc ngẩng đầu nhìn về phía bác dịch mỉm cười. bác dịch đứng ở đằng sau rắc sơn nhìn về phía phu nhân gióc mỉm cười nói: ngài là một trong ngũ đại thương nhân chuyên buôn bán rượu đỏ Trung Quốc. thấy được người Trung Quốc tiêu phí năng lực vào rượu đỏ như vậy, các sản phẩm rượu đỏ xa xỉ như vậy trong nước còn có thể tiến được bao xa? thật xa sao? phu nhân gióc trầm mặc nhìn anh. không có người nào là vĩnh viễn vô tri cùng ngu muội bác dịch nhìn về phía mọi người. Đôi mắt anh trầm xuống, nói, giả như chút hương thơm của rượu kia có thể kéo dài một khoảng thời gian, không có khả năng được mọi người nhận thức, không có thể ở Á Châu lật mình vươn lên, như vậy xa xỉ gì đó đều cũng sẽ từ từ bị thay thế, quá khứ chẳng phải là như thế sao? Rượu đỏ từng bị cà phê, trà, bia thay thế để cho nó có thể sống lại, trừ những linh hồn bất diệt ra, thì chỉ còn lại là chính trị. Mọi người đều chú ý câu nói sau cùng, thầm tự hỏi có phải vậy chăng? Trong mắt của tôi, bác dịch trong lúc ấy, đôi mắt anh được bao phủ bởi những tia sáng dạng người, phát biểu ý kiến của mình, thật sâu nói, chống lại tuyên truyền gì đó, ít nhiều cũng mang theo một điểm bi ai, bởi vì lúc chính nó bị nhân loại lợi dụng, nó thật khó lòng có thể phòng bị, trở tay không kịp mà đi xuống. Lafitte là một ví dụ như thế, rượu đỏ đang lấy một loại tư thái hoàn toàn mới, tiến vào những quốc gia mới, người Trung Quốc chúng ta chính là lấy cái tâm bao dung của mình, Tổ chức một cuộc thi đấu rượu đỏ lớn như vậy, thậm chí tại đây vào thời khắc này, vì ủng hộ cho trận thi đấu lớn mà dâng lên một phần rượu đỏ chí tôn cao quý, bên trong nó không chỉ có ủng hộ, chờ mong, mà còn có tinh thần học hỏi, nghĩ lại chai rượu đỏ dẫn đầu thế giới này, rốt cuộc có thể cho bọn họ ngộ ra được điều gì. Các vị đều là tinh anh trong giới rượu đỏ, chẳng lẽ lại không có một sự rung động với sứ mệnh này? Như vậy để cho một cuộc tranh tài lớn mang tính chất giao lưu học hỏi để cho rượu đỏ tại cái thế giới này biểu hiện một mặt truyền kỳ, mê hoặc của nó. Hãy để cho mọi người thấy được thành ý lớn nhất của các vị. Mọi người nghe xong, đều không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bác dịch. Bác dịch chậm rãi cầm lên một chai mago cũ kỹ, vừa từ từ mở ra, vừa nhàn nhạt nói, kỳ thực mỗi một chai rượu đỏ, đều là được trưng cất bởi linh hồn của các rượu sư, không có giá nào có thể đánh đổi được. Như tôi đây, một năm 365 ngày, trung quy thời thời khắc khắc đều đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn bầu trời bao la, khát vọng cùng thượng đế đối thoại, hy vọng ngài có thể khoan dung một chút, cho tôi ánh sáng cần thiết, cũng cho tôi mưa gió bão bùng, để trong lòng tôi có thể nảy sinh ra khát vọng chân quý rượu đỏ, tôi nguyện ý vì nó mà trả giá tất cả, bao gồm cả sức khỏe, hạnh phúc, thậm chí là người yêu. Người đàn ông kiên nghị, nói đến đây, không hiểu sao lại nghĩ tới bóng dáng một người con gái, đôi mắt anh lại càng thêm sáng, một chút đau đớn thoáng qua, lại rất nhanh biến mất, tiếp tục cầm chai rượu, vì mọi người từng chút từng chút phô diễn chất lỏng vàng óng kia, yếu ớt nói, giả như "Tôi có một chút đánh giá sai lầm về rượu đỏ, trong lòng tôi sẽ rất đau đớn. Tôi đến nay vẫn luôn tìm kiếm, càng không ngừng tìm kiếm một linh hồn tri kỷ có cùng sự cuồng nhiệt về rượu đỏ với tôi. Nếu có ngày đó, tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cho nên, tôi với tư cách là một rượu sư" sẽ không quan tâm tới một chai rượu được mở ra bằng hình thức nào, mà cái tôi quan tâm là người chân chính có thể hiểu nó là ai. Đây mới là báo đáp tốt nhất cho một người trưng cất rượu, như vậy trận thi đấu rượu đỏ lớn nhất thế giới, tập trung toàn bộ những tuyển thủ ưu tú nhất thế giới này, bọn họ mỗi người đều là vì truy tìm hương vị rượu đỏ kia mà đến, mang theo một loại tín ngưỡng khiến lòng người cảm động, tâm tình lúc này của tôi vô cùng kích động cũng giống như các vị tuyển thủ bên kia, bởi vì sản phẩm do chính mình tạo lên rốt cuộc cũng đã tìm được người hiểu chúng nó nhất. Mọi người tiếp tục lắng nghe. Bác dịch dám vì mọi người sau khi bị phản bác, chính mình, nâng lên ly rượu nho quý giá, để cho hương thơm của rượu như phồn hoa rực rỡ, như hồ điệp bay lượn lan tỏa khắp không gian, khắc sâu giây phút này nói, các vị. Hãy thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng cùng ủng hộ của các vị đi. Thể hiện chúng ta là những rượu sư hàng đầu, ở trong một cuộc thi đấu lớn như vậy, nghênh tiếp những quốc gia hoàn toàn mới, để cho họ thấy được phong thái cùng thành ý lớn nhất của chúng ta, để truyền thống thi đấu được tiếp thêm động lực, để chai rượu chân quý này, ngay tại chính đất nước xinh đẹp này thể hiện được sự chân quý của nó, bao gồm cả chai rượu đỏ hơn 300 năm kia nữa, để thế giới có thể chứng kiến thời khắc cao quý nhất của nó, để thế giới biết được rượu đỏ cũng từng trải qua lễ rửa tội, nó có sinh mệnh, có linh hồn. Nó thậm chí có thể đi qua 100 năm, 200 năm, 300 năm lịch sử cùng trường tồn trong chiến tranh, cùng trường tồn với hạnh phúc. Chúng ta vì khoảnh khắc kỳ diệu này, cụng ly. Anh nói xong, trong nháy mắt kích động giơ lên ly rượu trong tay, mặt hướng về mọi người. Toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị, không một ai nhúc nhích, tất cả đều yên lặng ở đó. Bác dịch khẩn trương thở dốc, nhìn về phía mọi người, nâng ly chờ đợi. Phu nhân gióc, Peters, Lauren, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ, tất cả đều trầm mặc ngồi im. Bác dịch nhìn về phía bọn họ như vậy, đôi mắt anh không nén được mà đỏ bừng, tay cầm chiếc ly chân dài, không hiểu sao nhớ tới cha mẹ của mình, vì chờ đợi một chai rượu đỏ thành phẩm, được cất giấu ở không độ C, chờ đợi đến khuôn mặt trắng bệch, chờ đợi đến đôi tay bị đông cứng, anh nghẹn ngào nói, chẳng lẽ đất nước này không có lấy một người tâm huyết với rượu đỏ sao? Không có ai nguyện ý vì thời khắc lịch sử này của nó mà đứng lên sao? Không có ai sao? Mọi người vẫn không lên tiếng bác dịch trầm lặng nhìn bọn họ cuối cùng thất vọng để ly rượu xuống. Một bàn tay, lãnh đạm dơ lên ly rượu quý kia. Bác dịch lập tức khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về người phía trước. Vitus nhàn nhạt giơ ly rượu đỏ lên, nét mặt vẫn cứng rắn cùng trầm ổn, hiện lên một chút tươi cười, nhìn anh nói, chúng tôi không lên tiếng, không đại biểu cho việc chúng tôi không ủng hộ, mà là bởi vì cảm động. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi một bài diễn thuyết đặc sắc như vậy. Yes, Phu nhân dốc cũng cười, bà Tiêu Sái nâng lên ly rượu, hướng về phía bác dịch cảm động nói: vì khoảnh khắc kỳ rượu này, cụm ly, Cụm ly, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cùng tất cả mọi người mỉm cười nâng lên ly rượu vàng óng, cụm ly, hãy để cho chai rượu đỏ tai này tiến vào thi đấu, thật là điều đáng mong đợi. Chỉ có Jackson cùng hai vị nguyên lão Anh Quốc ngồi im một chỗ, bất động. Lauren vừa uống rượu, vừa liếc mắt nhìn về phía ba người bảo thủ kia. Vitus nói đúng, mấy người anh này thật sự khó chiều. chương 972, đau. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc. Kỳ thực tôi cảm thấy bác dịch không được. Trang hạo nhiên đã trở đến không còn kiên nhẫn nữa. ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói cái tên đầu gỗ kia, lúc ngâm thuốc cho chị tôi, ngay cả một câu nói cũng không vừa ý. Bị chị tôi chế nhạo anh ấy là chuối tiêu, cũng chỉ tức giận đến mức nói không nên lời. Nếu có người mắng anh là chuối tiêu, anh sẽ như thế nào? Anh mắng một người không được, lại còn muốn một người trả lời. Tưởng Thiên lỗi phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận nói, cậu còn không nhanh một chút chia tay với Khả Hinh đi. Người không biết xấu hổ giống như cậu, sớm muộn cũng làm hư cô ấy. Cô ấy đều bị cậu dạy dỗ, nghe thấy dưa chuột cũng đã cười. Giờ lại còn đến chuối tiêu. Chuyện đó không liên quan đến tôi, đó là mấy người sở nhai dạy hư. Trang Hạo Nhiên chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên nói cho nên mới nói, thượng lương bất chính, hạ lương oai, sao? Tưởng thiên lỗi không khách khí mắng. Sao cấp trên không chính trực, cấp dưới hành xử lệch lạc, gần với nghĩa câu tục ngữ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng của Việt Nam. Nói như vậy, Oscar nhà anh bình thường buồn nôn, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thậm chí còn có lúc cắn loạn cả bạn bè, tôi cũng không cảm thấy nó là anh dậy. Tôi lại cảm thấy là cha mẹ nó không tốt, Trang Hạo Nhiên có chút bị thương oan uổng nói. Được rồi, tưởng thiên lỗi thật là chịu không nổi, trực tiếp nổi giận mặt lạnh nói, vẫn nên chờ một chút nữa đi. Nếu như mỗi người đều có tài ăn nói tuyệt vời như cậu, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Bác dịch hẳn là có cách của anh ta, chỉ sợ Jackson và Vitus. Thầy của cậu nổi danh là công chính liêm minh. Thầy tôi tôi không sợ, Trang hạo nhiên bộc lộ vẻ cương trực, nói ông ấy mặc dù là người lạnh lùng cứng rắn, nhưng tuyệt đối không cổ hủ, thậm chí về phương diện trưng cất rượu, tư tưởng hết sức vượt mức quy định, chỉ cần ông ấy không nhìn thấy rượu có vấn đề, hẳn là sẽ ủng hộ bác dịch. Huống chi, ông ấy trường kỳ ở trong nước, chai rượu này là trên danh nghĩa hiệp hội rượu đỏ Trung Quốc xuất ra, dù thế nào, đều sẽ lấy lại vài phần mặt mũi. Tưởng thiên lỗi cũng vô cùng khẩn trương, tựa trên sofa, trầm mặc ngồi. Trang hạo nhiên lưu động trong mắt, liếc nhìn vẻ mặt này của tưởng thiên lỗi, đột nhiên cười như không cười tiến sát lại gần thân thể anh, nhìn về phía anh, thần bí nói, có phải anh cảm thấy, dù cho xảy ra bao nhiêu chuyện, cùng với tôi ở một chỗ, anh đặc biệt có cảm giác an toàn hay không? Tưởng thiên lỗi nghe được câu này, hoàn toàn không chịu nổi, thong thả quay đầu, nhìn người này, trên mặt run run bộc lộ vài phần không chấp nhận được, ngầm nuôi lửa giận nói, từ nhỏ, cậu đã muốn thả thuốc diệt chuột, đầu độc Oscar nhà tôi, sau đó mặc váy màu hồng phấn, ở trên giường tôi lăn qua lăn lại, sau đó đem rất nhiều kẹo cao su, dính trên quần áo của tôi, trên chăn, trên sách bài tập trên bút lông thêm muối vào ly trẻ của tôi bỏ đường vào phần thức ăn của tôi sau đó lớn hơn một chút liền cùng tôi tranh giành như mạt khi lớn hơn nữa liền cùng tôi tranh đoạt hoàn cầu thậm chí cho tới hôm nay cướp đi người phụ nữ tôi yêu mến cho chó của tôi mặc váy màu hồng phấn đi tìm chồng sau đó còn muốn lên kế hoạch giúp tôi một tay đều muốn chiếm tiện nghi của tôi sốt cuộc là cậu nghĩ như thế nào cậu rốt cuộc sao lại có thể cảm thấy tôi và cậu ở cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn. Cậu như một mớ da chó vô lại không thể tả, vừa thối lại vừa buồn nôn. Trang hạo nhiên lúc này, đã không nhịn được nữa, hai tay nắm lấy tay tưởng thiên lỗi, đầu đụng trên cánh tay anh, cười đến mức thân thể phát run. Bỏ đi, tưởng thiên lỗi tức giận giấy dụa hất trang hạo nhiên ra, vẫn chưa hả giận nói, thật hận không thể đạp cậu một cước, tống cậu quay về bắc bán cầu, không nên ở chỗ này mỗi ngày làm vướng mắt tôi, chọc người ta tức chết. Ha 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 ha, Trang Hạo Nhiên vẫn cả người tựa trên sofa, tay chống chán, cười đến không nhịn được. Cửa, âm âm mở ra. Trang Hạo Nhiên cùng tưởng thiên lỗi đồng thời cấp tốc khẩn trương đứng lên, nhìn về phía người trước mặt. Đông Anh cùng tiêu đồng cùng đi vào, nhìn về phía hai vị tổng giám đốc, kích động nói, rượu đỏ đích thực là qua rồi. Đã tiến vào kho rượu, làm dịch rượu chính trong vòng thi đấu cuối cùng trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi trong nháy mắt kích động nhìn bọn họ không khỏi thở hổn hển tươi cười cửa lớn phòng tiệc trong nháy mắt mở ra bác dịch trước mọi người một bước ngẩng đầu bước ra nhìn đại sảnh khách sạn dưới lầu mọi người đều đi qua đi lại hai mắt anh lóe lên nhớ lại quá trình biện luận trong phòng họp kia lúc này mới thở hổn hển một hơi sắc mặt vẫn cứng lại nhanh chóng xuống cầu thang đi ra đại sảnh nhìn trời xanh mây trắng phía trước chim biển bay nghĩ chai rượu đỏ hơn 300 năm kia, kỳ thực đã vào một thời khắc nào đó, vô tình bị đánh cháo. Trong lòng anh một trận đau đớn, vừa rồi trong nháy mắt, anh đã đánh lừa mọi người. Một chiếc xe đua màu vàng đậm, dừng sát trước đại sảnh khách sạn, trang ngải lâm mặc váy ngắn bó sát vàng đậm, mang dầu cao gót trắng sữa, bên ngoài khoác áo dài ngắn tay trắng, mái tóc suôn dài đến eo, đeo kính dâm nâu, tiêu sái mạnh mẽ bước xuống xe, cô vừa ra khỏi xe, vừa lạnh lùng, nhìn về phía bác dịch, đang suy nghĩ người này ở đây làm gì. Bác dịch vừa muốn xoay người đi vào trong, lại không hiểu sao nhìn thấy Trang Ngải Lâm, anh hơi giật mình. Hai người tối qua triền miên cả một đêm, hai bên trong nháy mắt lý trí thành thục, là có thể biến thành người lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể là người xa lạ. Bác dịch thật sâu nhìn người phụ nữ này, nhớ tới vừa rồi biểu diễn một màn rượu đỏ, trong lòng anh không hiểu sao cảm giác đau đớn, cúi đầu, bộc lộ một chút đau lòng cùng tịch mịch. Trang Ngải Lâm nhìn thấy ánh mắt buồn phiền mất mát của anh như vậy, rõ ràng cảm giác được anh xảy ra chuyện gì đó, mi tâm nhíu chặt, muốn mở miệng, nhưng vẫn trầm mặc. Hai tròng mắt bác Dịch Cường Liệt lưu chuyển, trong nội tâm vùng vẫy, nhưng vẫn thở dốc, nắm chặt nắm đấm đi vào bên trong, một mình cô đơn và tịch mịch mà rời đi. Trang Ngải Lâm đứng trên thảm đỏ, nhìn bóng lưng bác Dịch yên lặng và cô đơn, từng bước đi về phía trước, cách lúc càng cách xa mình. Cô vẫn duy trì vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn dõi theo không hề rời đi nhưng cũng biết không có duyên phận để đến gần hơn nữa bác dịch cũng không quay đầu lại ngẩng đầu bước đi về phía trước bác dịch tiên sinh vitus lại đúng vào thời khắc này nhàn nhạt, nhạt đi xuống cầu thang gọi anh lại bác dịch đánh trống ngực ngẩng đầu nhìn về phía vitus vitus trên mặt bộc lộ ý cười đi tới trước mặt bác dịch nhìn về phía người đàn ông kiên nghị này nhớ tới anh vừa rồi diễn thuyết xúc động như vậy chậm rãi nói, bác dịch tiên sinh, qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ say mê trưng cất rượu, hơn nữa rượu băng hồ điệp cũng vang danh quốc tế, thậm chí nghe nói ngài ở khu vực liêu ninh của đất nước chúng ta, tiếp nhận mấy khối đất, chuẩn bị mở rộng loại rượu băng của chính mình. Một phần tinh thần cố chấp này, quả thật làm cho chúng tôi cảm động, chỉ là... Ngài vẫn luôn kiệm lời, hôm nay vì một chai rượu đỏ hơn 300 năm, mà dốc hết tim phổi để nói, quả thật làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, khiến cho tôi không thể không suy nghĩ nhiều rằng, chai rượu đỏ này chẳng lẽ còn có ý nghĩa khác của nó nữa sao? Bác dịch nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra, nhìn về phía Vitus mỉm cười nói, xem ra, Vitus tiên sinh với hành động vừa rồi của tôi, còn có những ý nghĩ khác. Vitus trầm mặc nhìn anh. Vậy ngài vì sao vừa rồi lại ủng hộ tôi? Bác dịch nhìn về phía Vitus, không hiểu hỏi. Vitus thật sâu nhìn bác dịch, suy nghĩ nửa khắc, mới nói, bởi vì tin cậu. Bác dịch ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Vitus. Mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì, Vitus nhìn về phía bác dịch, thật sâu nói, những lời nói vừa rồi, tôi biết là thật lòng. Tôi cũng xác thực cảm thấy hẳn là như vậy, hy vọng lần này có thể cùng cậu trong cuộc thi rượu đỏ lần này, hợp tác thật vui vẻ. Đối với học trò của tôi, cũng không cần thủ hạ lưu tình, cô ấy thực sự không phải một đứa trẻ đạt tiêu chuẩn, Bác dịch nghe lời này, nhịn không được mỉm cười nhìn ông nói, Vitus tiên sinh, lời của ngài, khiến cho tôi cảm thấy ngài muốn tôi phá lệ chiếu cố học trò của ngài. Vitus bất đắc dĩ nhìn về phía bác dịch, đành không nói gì. Tôi đối khả hình vẫn có chút lòng tin, bác dịch nhìn về phía Vitus mỉm cười nói xong, lại nghĩ tới giám khảo lần này, cũng không tránh được có chút lo lắng nói, thế nhưng tuyển thủ thi đấu lần này, phải đối đầu với một tuyển thủ Nhật Bản, rất xuất sắc, thì viết lại càng chưa bao giờ gặp khó khăn, tôi đoán trong quá trình này, vô cùng có thể sẽ có ba người không được tuyển chọn. Hy vọng khả hình có thể thuận lợi vượt qua cửa này. Còn có 3 ngày nữa sẽ tiến hành thi đấu, cô ấy mấy ngày này nhất định phải tăng cường đọc sách, ưu thế lớn nhất của cô ấy, chính là trí nhớ vẫn còn. Ngoặc kép, Vitus nghe đến đó, thật muốn biết học trò hiện đang ở đâu, có nắm chắc thời gian học tập hay không. Phòng nghỉ ngơi, nhã tuệ một trận tim gan run sợ nhìn về phía trước, là yêu tư buồn phiền đến tận tim phổi nói, em nhất định phải như vậy sao? Khả hình, thi ngữ lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, cũng có chút bị dọa sợ, phía sau hai trợ lý quản gia lạp lạp và tiên nhi lui ra sau cô, hết cắn ngón tay, lại cắn răng nhìn về phía trước. Nhìn không được ấp a ấp úng, sợ hãi nói, như vậy sẽ rất đau. Đường khả hình mặc áo thể thao ngắn tay có mũ đội đầu, quần đùi trắng, tóc buộc cao đuôi ngựa, nhìn mọi người với vẻ mặt kiên quyết nói, không đau tôi nói cho các người biết a à, nhất định phải giúp tôi không ngủ được cũng phải giúp tôi tôi trong khoảng thời gian này xảy ra một số chuyện bỏ qua một vài chương trình học hiện tại tôi phải đem những chương trình học đã bỏ qua này toàn bộ đều bổ sung trở lại các người đem tài liệu tôi giao cho tưởng tượng như tôi đang thi nếu như tôi trả lời sai các người liền lấy những loại châm khác nhau đâm tôi tôi đau sẽ đặc biệt nhớ rất rõ ràng cô nói xong trong nháy mắt nâng lên một hộp nhung màu đen mặt trên sáng lấp lánh gần 20 cái kim, theo thứ tự từ ngắn đến dài, từ lớn đến nhỏ, lại khẳng định cùng kiên quyết, Hùng Hồn nói, "Nhớ kỹ, nếu như tôi trả lời sai, nhất định phải dùng sức đâm." Hướng vào bên trong, đâm đến chảy máu mới thôi. Hai người phụ tá, mỗi người đều nhìn 20 kim châm này, lập tức trợn tròn hai mắt, lại sợ đến nói không nên lời. Khả Hinh à, Nhã Tuệ thực sự bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh nói, "Từ lúc nhỏ, mỗi lần thi Cô ở trong lớp đều là lấy 100 điểm, bình thường cũng không có thấy cô chăm chỉ học tập như vậy, đến cuối cùng xem sách, cũng có thể thuận lợi vượt qua, lần này tôi tin cô có thể vượt qua. Thực sự không cần như vậy, châm cứu sẽ rất đau a. À. Không được, đường khả Hinh lại khẳng định nền châm xuống, vô cùng cương quyết nói, lập tức đến. Cô tùy tiện chọn một đề tài khó nhất tới hỏi tôi đi. Cô không nói hai lời, đã bắt đầu mở một phần đề thi, nhét vào trong tay lạp lạp nói cô. Tới hỏi đề thứ nhất, Nghi A lập tức: "A, à, tôi, tôi, tôi sao?" Lạp Lạp run run rẩy rẩy cầm phần đề thi này, có chút sợ hãi nhìn Đường Khả hình thật lòng nói, "Vậy cô nhất định phải trả lời. Tôi không muốn đâm cô đâu." "Được," Đường Khả hình lấy dũng khí, vươn tay ôm qua một cái gối, sắc mặt chính trực và nghiêm túc nói, "Hỏi đi." Lạp Lạp nghĩ nghĩ, mặc dù run như cầy sấy, liếc mắt nhìn qua một cây châm kia, do dự một hồi, liền chọn một câu hỏi thoạt nhìn khá đơn giản hỏi, vào năm 1697 đến 1755, người phân biệt rượu Lafite và Lecter của hai trang trại rượu là ai? Không khí trong nháy mắt ngưng động lại. Đường khả hình trong mắt mở to, nhìn lạp lạp, sau gái tê dại nói cô sao lại hỏi, vấn đề. Dễ dàng như vậy a à? Cô, cô, cô. Lạp lạp, cô gái mặc đồng phục đen, được tưởng ra dạy dỗ vô cùng tinh tế đáng yêu, ôm bài thi, mở to mắt nhìn về phía đường khả hình, hỏi, vậy, vậy, vậy cô biết sao? Nhã tuệ cũng nhất thời nghiêng mặt nhìn cô. Tôi, tôi, mặt đường khả hình tức khắc đỏ bừng lên, có chút run như cầy sấy nói tôi không biết. Nhã tuệ lập tức vô lực, thì ngữ lại khẩn trương đến mức muốn chết nhìn về phía đường khả hình. Lạp lạp cũng muốn khóc, trong nháy mắt cầm kim lên, đưa cho tiên nhi, nói cô. Cô đến đâm đi, tôi không dám đâm. Tiên Nhi trong lúc nhất thời, cầm cây châm nhỏ, cũng mở to mắt, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức tim phịch một tiếng vỡ vụn, toàn thân rét lạnh, nghĩ câu hỏi đơn giản như vậy cũng không biết, ngày thi đấu không phải sẽ xong đời sao. Nghĩ tới đây, cô nhất thời cắn răng kêu lên nói, đâm đi. Đâm, vừa nói cho tôi biết đáp án, vừa đâm vào tay tôi. Mau. Tiên Nhi lập tức cầm cây châm nhỏ, sợ đến mức liên tục phát run, nhưng vẫn cắn răng cất bước tiến lên, cầm châm nhỏ, cắn chặt răng, đặt trên cánh tay tuyết trắng của đường khả hình, chuẩn bị. Lạp lạp liếc mắt nhìn cây châm nhỏ trên tay tiên nhi một cái, cuối cùng vẫn nín thở nói, vào năm 1697 đến 1755, người phân biệt rượu Lafite và Leiter của hai trang trại rượu là hoàng tử cây nho, hầu tước Huser. Tiên nhi trong nháy mắt cắn răng, sơ châm hướng về phía cánh tay tuyết trắng của đường khả hình đâm xuống. Đường khả hình xé tan cổ họng, khóc mặt ngửa đầu kêu to, đau quá a, à, chương 973, so với anh trai còn kém xa. Chờ một chút, chờ một chút, đường khả hình sợ hãi khẩn trương trốn vào phía sau rèm cửa phòng nghỉ, kéo rèm cửa che khuất nửa người mình, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía lạp lạp, cầm châm đang run run vui vẻ đi tới, cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức dùng tay ngăn lại, sốt ruột nói cô. Cô, cô vừa hỏi tôi vấn đề gì, tôi không có nghe rõ. Cô hỏi lại một lần nữa, được được, lạp lạp đánh nhanh chóng thu hồi châm dài, lại khẩn trương mở đề thi, nhanh chóng hỏi, nước Đức khi nào thì công bố pháp lệnh cho phép trong dịch rượu được cho thêm lưu huỳnh. Nguồn gốc của việc này. Đường khả hình toàn thân từ trên xuống dưới đẩy dấu kim đâm, nhất là trên cánh tay, chi chít đều là lỗ kim, đều là vừa rồi không trả lời được, đáp án được tiết lộ, bị kim châm đâm, tựa như bị mũi trích nhìn qua thập phần đáng thương, trên chán cô đổ đầy mồ hôi, vô thức nghĩ cuộc thi viết rượu đỏ lần này, Vô cùng khó khăn, cô tức khắc nuốt xuống nơi cổ họng, trả lời ngay, năm 1487, hoàng gia Đức lần đầu tiên chính thức ban bố pháp lệnh cho phép bên trong dịch rượu cho thêm lưu huỳnh. Kỳ thực, bên trong rượu nho cho thêm lưu huỳnh cách làm này vẫn luôn tồn tại, thế nhưng chính thức ban lệnh chính là năm 1487. Đồng thời quy định về hàm lượng lưu huỳnh, phương thức cho thêm cùng với mục đích tăng thêm. Là vì dịch rượu khi tăng thêm lưu huỳnh có thể trợ giúp cho việc trưng cất nho chức năng chính là giết chết phi sinh vật, giúp rượu sẽ không bị oxy hóa. Cái gọi là lưu huỳnh cũng chính là sulfur dioxide mà ngày nay trong dịch rượu chiết xuất ra. Cô trả lời xong, tức khắc mắt mở to nhìn lặp lặp, cầu trời cầu thần cầu Phật. Đôi mắt lặp lạp thực sự rất bận rộn, vừa nhìn vừa xem qua tư liệu, kiểm tra đối chiếu đường khả hình trả lời có đúng hay không. Để cho tôi, thi ngữ tức khắc tiếp nhận đề thi, hai chồng mắt ôn nhu không ngừng lưu chuyển, từng chút nhìn tư liệu, dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình phân tích khảo chứng xem sai hay đúng nhã tuệ đứng một bên thực sự đau lòng nhìn về phía đường khả hình đúng rồi thi ngữ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nhìn đường khả hình đường khả hình thở hổn hển một hơi tức khắc lau mồ hôi trên trán lại căn dặn tiếp đi hỏi nữa đi còn hỏi a à, nhã tuệ đau lòng nhìn về phía đường khả hình sốt ruột nói em không muốn nghỉ ngơi một chút sao trên người em đã vô số lỗ kim rồi em còn sợ mũi đến cắn sao? Không sợ, đường khả hình lại nhanh chóng nói, nắm chắc thời gian. Lạp lạp lại nhanh chóng hỏi, khu vực chủ yếu sản xuất rượu ở Pháp. Đường khả hình nặng nề thở gấp, lại nhanh chóng trả lời. Bordeaux, Bourgogne, Champagne, The Rhone Valley, Languedoc, Roussillon, Sauvet, Provence, Corsica, Jura Region, Savoie. Lấy kim đến đâm vài cái đi. A, à, lạp lạp trong lúc nhất thời, khẩn trương ngẩng đầu nhìn đường khả hình nói vì sao a à? các cô đã từng dự thi hẳn biết thông thường đang trong lúc thi câu dễ dàng nhất thường thường chính là dễ sai nhất bởi vì sẽ lơ là mau đâm một nhát đề thi này khẳng định là sẽ thi tôi không thể để cho nó trở thành một loại quán tính đó mới là đáng sợ nhất đường khả hình nói xong người đã khát khô sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh tuôn ra nhưng vẫn nhanh chóng bảo mau a à, a à. Lạp lạp hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cũng đã cảm giác được trái tim run rẩy, không biết qua hôm nay, cô còn có thể giữ mạng sống đến ngày hôm sau không, nhưng vẫn nhanh chóng cầm kim châm lên, đi về phía đường Khả Hinh, nhắm mắt lại, trong nháy mắt liền vẻ mặt đau khổ, hướng về cánh tay cô đâm mạnh, kim châm kia vững chắc đâm vào trong thịt, thậm chí tràn ra một chút máu, đâm cũng quá mạnh rồi. A, à, đường Khả Hinh vẻ mặt đau khổ, mạnh tay giữ chặt nơi bị đâm, ngửa mặt thở dốc kêu lên một tiếng xin lỗi xin lỗi lạp lạp đã sợ đến nói không nên lời không có việc gì tiếp tục hỏi đường khả hình trên trán lại đẫm mồ hôi nhưng cô vẫn chỉ thở hổn hển cắn chặt môi dưới lại nói còn còn hỏi a à, tiên nhi đã sợ đến không còn bình tĩnh nữa mau nắm chắc thời gian đường khả hình trên mặt lại đầy mồ hôi cô cũng không kịp lau trong tay ôm một quyển tư liệu tối hôm nay muốn xem tinh thần nghiêm túc cùng kiên định nhìn về phía tiên nhi Tiên Nhi không còn cách nào, liền chỉ đành run run vui vẻ mở tư liệu, vội vàng đọc địa hình phía đông nước Pháp, cùng với giống nho sản xuất. Đường Khả Hinh lầm nhầm một chút, tức khắc lại nhanh chóng đọc ra miêu tả địa hình ưu tú của phía đông nước Pháp, ở khu vực phía đông nước Pháp, nó nằm ở tả ngạn của sông Gironde và sông Loa, ở đây bởi vì rất gần biển, nên đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi dòng biển nóng, là nơi có khí hậu ôn hòa nhất Bóc Đô, cũng bởi vì ven biển, chủ yếu là địa hình cát bằng phẳng những rừng thông bao trùm trải dài, những con đê thoát nước cạnh bờ sông, đất đai đầy phù sa màu mỡ. Nói chung, đại bộ phận khu vực tả ngạn không thích hợp để trồng nho, nhưng những vườn nho chất lượng tốt nhất đều nằm cạnh bờ sông. Giọng nói lanh lành, chậm rãi đến, mang theo chút kiên nghị cùng niềm tin, còn có những gian khổ phi thường đã nhận thức được, cô bé này từ vứt bỏ mọi thứ, tự biết rằng mỗi ngày đều là một lần xuất phát mới, con bướm nhẹ nhàng bay kia, cảnh hồ nước tiên trong giấc mơ, mang đến cho cô cảm giác thật đáng sợ, xã hội loài người thờ ơ lãnh đạm này thực khó có được. Nhã tuệ im lặng đứng một bên, đau lòng nhìn về phía đường khả hinh, kiên định đọc đáp án, dưới trạng thái tinh thần cẩn thận cùng khẩn trương, cũng hiểu được sự mệt mỏi của cô. Một bóng đen dần đến gần. Tưởng văn phong ngậm kẹo que, đang dọc theo hành lang phòng nghỉ ngơi thật dài đi tới, bởi vì anh họ nói, chờ sau khi cuộc đấu rượu đỏ kết thúc, nơi đây sẽ xây dựng một cửa hàng xì gà độc lập, bảo anh đến trước quan sát địa hình một chút anh vừa hết sức nhàn nhã đi về phía trước vừa cắn kẹo que một đường đi về phía trước một bóng người đi qua a à, một tiếng kêu đau truyền đến tưởng văn phong nhận ra đây là tiếng của đường khả hình hơi đánh chống ngực ngẩng đầu nhìn thấy tiểu vi cùng tiểu hà đang chia ra đứng hai bên trong phòng nghe tiếng kêu gào đau đớn kia mặt không khỏi bộc lộ vẻ ngượng nghịu hai mắt anh lưu chuyển liền hết sức tò mò trầm mặc đi qua Tiểu Hà cùng tiểu Vi thấy là Tưởng Văn Phong tới, các cô thay nhau quay về phía anh gật đầu. Tưởng Văn Phong đưa tay, ý muốn các cô không cần nói, một thân một mình, đứng giữa cạnh cửa phòng nghỉ, lập tức nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc t-shirt màu trắng có nón đội, quần đùi trắng, tóc buộc cao đuôi ngựa, đã lỏng lẻo phân tán, trên chắn còn sót lại vài sợi tóc mái lộn xộn, trên tay, trên chân trắng tuyết đầy lỗ kim, vừa hoảng sợ bò lên trên ghế dựa, đi chân trần từ bên này chạy đến bên kia.

vô cùng buồn rầu nói, xin lỗi, đường tiểu thư. Sai rồi, là 2010. Đường khả hình trong lúc nhất thời gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cầu xin, kêu to, không thể nào. Chính là 2011 a nhã tuệ tự mình cầm kim lên, cũng thay cô khẩn trương đứng dậy, vừa nhẫn tâm hướng vào mẫu u bàn tay cô đâm mạnh một nhát, vừa bất đắc dĩ nói, nhớ kỹ. Đề này nhất định sẽ thi, bởi vì tôi nghe nói dốc phu nhân đối với rượu của nước Đức là thứ duy nhất yêu thích. A, à, Đường Khả Hinh tóc rối tung ngã ngồi tại chỗ, vẻ mặt cầu xin, ôm chân ghế dựa, trực tiếp không phục nói, năm 2010 đáng chết. Chị đây chính là bị hủy dung vào năm đó. Tưởng Văn Phong đầu tiên hơi giật mình nhìn về phía Đường Khả Hinh, đã thật đáng yêu ngồi xếp bằng dưới đất, mặc kệ tóc trên trán rơi xuống, cô vẫn kéo sách tài liệu, hai mắt lấp lánh có thần nhìn, vừa nhìn vào đề vừa tỏ vẻ không phục. Anh liền nhàn nhạt nhìn, lại nhìn không hiểu sao bỗng phì một tiếng, cúi đầu cười. Đường khả hình hoàn toàn không phát hiện có người ở ngoài cửa nhìn mình, mà chỉ tự mình cầm sách giáo khoa lên, vất vả đọc thuộc lòng, hai chồng mắt kiên định dường như nhất định phải giành được quán quân. Tưởng văn phong trốn trong khe cửa, nhìn cô gái trước mặt, trên cánh tay, trên đùi tất cả đều bị thương, hai mắt anh càng lúc càng trở nên dịu dàng. Càng lúc càng dịu dàng. Năm 1831, chiêm mẫu sĩ đến từ Olympic Úc. Đường Khả Hinh vừa đọc đề thi này, vừa cảm thấy toàn thân mệt mỏi, có lẽ là do hôm nay hao tổn nhiều sức lực, dần dần, cô trong nháy mắt liền từ tinh thần cẩn thận, lại chậm rãi muốn rũ đầu xuống. Tiên Nhi cùng lạp lạp vô cùng khó hiểu nhìn dáng vẻ này của đường Khả Hinh, thậm chí thấy cô cúi đầu, nghĩ có lẽ cô đang suy tư, hoặc là đang mệt dã rời. Tưởng Văn Phong hai mắt chợt lóe, vô thức trong tay cầm một viên đạn trâu, bình thường dùng để chơi trò bắn đạn, món tay bắn mạnh ra phịch một tiếng viên đạn châu vừa mới trúng ngay huyệt thái dương của đường khả hình a à, đường khả Hinh đau đến mức kêu to ngẩng đầu lên trợn to mắt nhìn viên đạn tức khắc nhìn thấy tưởng văn phong với dáng vẻ buồn cười đi ra cô lập tức nghiến răng tức giận muốn bỏ dậy đi qua đánh anh ai ngờ vừa mới đứng lên chân trong nháy mắt đạp phải viên đạn kia Dầm một tiếng cả người ngã nhào trên mặt đất cầm đau muốn rơi ra trong khoảnh khắc tức giận kêu to tưởng văn phong cậu thực sự là không thể nào bị được với anh cậu Phốc. Tưởng Văn Phong vừa nhịn cười, vừa đi về phía trước. Trên hành lang một tiếng bước chân khác truyền đến, Trang Hạo Nhiên dẫn mọi người một lần cuối cùng khảo sát tòa nhà, nhìn thấy Tưởng Văn Phong nhìn cười đi về phía trước, trong phòng truyền đến giọng nói của đường Khả Hinh, anh cao mày căng thẳng. chương 974, Dũng Tuyền. Edit, Hương Giang. Anh vừa đi, em trai lại tới. Trang Hạo Nhiên dẫn mọi người đứng ở đằng này, nhìn về phía Tưởng Văn Phong đang thản nhiên đi về phía trước. Cả khuôn mặt hắn lộ vẻ tiêu sái hơn người bị che đậy dưới lớp kính, chỉ lộ ra đôi lông mày quang gánh, nhàn nhạt, nhạt nói: "Sao cậu ta lại quen thân với Khả Hinh như vậy?" Tô Lạc Hoành đi lên một bước, nhìn về phía bóng lưng đẹp trai của Tưởng Văn Phong, cảm khái nói: "Cũng khó trách, Tưởng thiếu gia và Khả Hinh tuổi không chênh lệch mấy, người trẻ tuổi thôi, ở cùng một chỗ, đề tài khẳng định thật nhiều." Phốc, Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn hắn. Tô Lạc Hoành nói xong, liền cười cười xoay người trong nháy mắt nhìn thấy Trang hạo nhiên chính hiếp mắt nhìn mình, hắn tức khắc ngẩn ra. Ăn cây táo, rào cây sung, nuôi lâu như vậy, ngay cả Oscar cũng không bằng. Nó một ngày chỉ ăn một bữa cơm, thế mà còn biết hướng tôi vẫy đuôi. Cậu được đại ra đây chăm sóc nhiều năm như vậy, tôi vừa mới qua 30 tuổi, cậu cho là thiên lỗi không ai muốn lão xử nam sao. Suốt ngày liền chỉ biết chơi với cậu, Trang hạo nhiên thoáng cái sinh khí lại nói, người tưởng ra cũng thật là kỳ quái suốt ngày bám bà xã người khác không buông sở nhai gọi người đem váy màu phấn hồng cho oscar thay nga lâm sở nhai nhịn cười nhìn về phía trang hạo nhiên thập phần vui sướng nói đại gia rốt cuộc công đức vô lượng tha thứ cho nó rồi cho nó thay một bộ quần trắng lại cho nó chụp nhiều tấm hình kỷ niệm một chút nếu như nó dám không theo thì nhốt nó lại bắt nó phải theo trang hạo nhiên không khách khí bước về phía trước tàn bạo nói anh như vậy không sợ tưởng tổng phát cuồng a lâm sở nhai biên theo vừa nhìn hướng trang hạo nhiên cười rộ lên hỏi lúc đó anh ta mang theo con súc sinh này tới nhà tôi sao không sợ tôi phát cuồng còn sợ tôi và khả hình đến nỗi cào loạn nghĩ tới chuyện này tôi liền chưa hết giận trang hạo nhiên nói cho hết lời nhớ tới hôm nay cùng khả hình đã tách ra vài tiếng đồng hồ không biết cô ở phòng nghỉ chuẩn bị ôn tập khảo thế nào liền có chút hưng phấn nhanh chóng đi về phía trước mắt thấy vừa đi tới cửa phòng khả hình, mới chịu đẩy cửa ra, đi về phía trước. Ai biết? Chủ tịch Hiệp hội Hồng Tử, Jackson, Vitus, Lauren mọi người cũng qua đây tuần sát các phòng nghỉ và gửi lời hỏi thăm người tiếp rượu. Trang hạo nhiên lập tức dừng bước lại, mở chừng hai mắt, nhìn Jackson bảo thủ, dù trời nóng, vẫn mặc âu phục thêm áo mà như cũ, trên mặt một mảnh căng thẳng đi về phía trước, hai tròng mắt có vẻ lợi hại, giống như trong nháy mắt, là có thể nắm bắt được các tuyển thủ, mà cậu ta vừa vặn là dám khảo vòng thi viết thứ ba, tim của anh phanh một tiếng, hai mắt trọng lưu truyền, trong nháy mắt, lập tức quay đầu, thập phần khẩn trương nhìn về phía tô lạc hoành. tô lạc hoành vừa muốn đi vào phòng, lại nhìn mọi người đều dừng lại, anh nháy mắt, liền kỳ quái liếc trang hạo nhiên một cái, lại nhìn về phía trước, jackson cầm rượu đỏ đi cùng với thành viên của hiệp hội đang tiến tới, anh tức khắc ngẩn ra, lại quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên cùng lâm sở nhai vài người đang gắt gao nhìn mình chầm trầm. Hắn tức khắc lại ngẩn ra, lập tức cả người như bị cảm nắng, xoay trái xoay phải, liền như vậy ngã trên mặt đất, ngất đi. "Lạc Hoành, cậu sao vậy?" Trang Hạo Nhiên thập phần khiếp sợ cúi đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, đau lòng ngồi xổm xuống, lay thân thể Tô Lạc Hoành, kêu lên. "Peters, sơn mọi người mới vừa mới đi về phía bên này, nghe thấy âm thanh, nhao nhao tiến tới, nhìn thấy Tô Lạc Hoành cả người hình như bị cảm nắng, té xỉu trên đất, còn may không phun bọt mép, lúc này thi ngữ cùng nhã tuệ, còn có lạp lạp, tiên nhi cùng nhau chạy đến, nhìn tình huống của Tô Lạc Hoành, lập tức kinh hãi, khẩn trương gọi Tô Phó Tổng. Anh sao vậy? Đường khả hình ở trong phòng nghe thấy tiếng kêu, cũng muốn đi ra, cặp song sinh lại giữ cô lại, sợ ngoài đó có nguy hiểm, không cho phép cô ra. Mau mau mau, lâm sở nhai cùng tào anh kiệt không nói hai lời, lập tức nâng Tô Lạc Hoành lên, muốn kéo anh ta đến phòng nghỉ của đường khả hình. Mọi người cũng đều lo lắng vây quanh, bao gồm Lâm Bạch Bạch, nghe chú Phúc phân phó, muốn qua bắt mạch cho đường khả hình, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, cô không tiếc lấy xuống, chen qua đây, thập phần khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Hoành đã bất tỉnh Lâm Sở Nhai nói xong lại muốn khóc, cùng Tào Anh Kiệt kéo tay, ngẩng đầu, nhấn chuông báo động trong phòng nghỉ. Mr. Su, Jackson đã gặp qua Tô Lạc Hoành ở Anh Quốc, cũng cho quan tâm đi theo. Thật sự là thật là làm cho người ta bận tâm. Trang hạo nhiên không nói hai lời, liền bày ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ. Một cây thước dậy học bằng sắt thật dài, tức khắc chắn trước lồng ngực của anh. Trang hạo nhiên cả người ngẩn ra, quay mặt sang, nhìn về phía Vitus, chính mặt lạnh lùng cầm trong tay roi thép, mắt híp lại, nhìn chính mình, dường như trong bụng mình có mấy con sâu, ông ấy đều biết. Hắn lập tức bất đắc dĩ nhìn, dường như cầu xin gọi TH. Thầy, hoàn cầu nhân tài đông đúc, tất sẽ có người chữa cho cậu ta. Cậu ta chẳng qua là hôn mê, không cần chúng ta quan tâm. Hơn nữa cậu ta cũng không phải một lần phát tác, lần trước leo cây, cậu ta sợ tôi hỏi tội, vẫn té xỉu trên đất không dậy, cho đến khi tôi đá cậu ta vài cái mới bỏ dậy. Tôi còn tưởng rằng khi đó, cậu ta hận không thể chết luôn lúc đó. Vitus mặt băng lãnh lãnh, không lưu tình chút nào nói. Thầy, lời này của thầy, Trang Hạo Nhiên lập tức lấy Vitus không có cách nào cười khổ, nói, đây đã là chuyện của nhiều năm về trước. Đó mới là chuyện của mấy tháng trước, Vitus không nói hai lời, tiện tay hất roi thép, gạt trang hạo nhiên rời khỏi phòng nghỉ, mới nhíu chặt hai tròng mắt nói, nếu như cậu còn dám trốn đi gặp khả Hinh, tôi sẽ để cho ba ba anh quan tâm, cậu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên tức khắc nháy mắt, nhìn sắc mặt đông lạnh của Vitus, một bộ dáng nghiêm túc, công chính, nghiêm minh, đều được di truyền lại từ cha, vẫn nghĩ vô thức nhìn chăm chú mang theo nét khó hiểu nhìn tiên nhi, một quản gia kiêm trợ lý thập phần thanh thuần động lòng người ở tưởng ra, tay cầm một cây kim thật dài, chiều dài cây kim kia khiến ai nhìn cũng phải run lên sợ hãi, anh lập tức ngẩn ra, vươn tay chỉ vào này kim châm, nhíu chặt mi tâm, nghi ngờ hỏi, này, đây là, siêu, tiên nhi nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh, trong mắt trợn thật lớn, đem châm giấu ở sau lưng, lập tức nuốt nước bỏ nói cái. Này, đây là tôi, tôi dùng để vá quần áo. Trang hạo nhiên lập tức sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô từ đầu đến chân, một thân quần áo thập phần chỉnh tề, nhất là phục trang trợ lý, hiện ra thân phận tôn quý của tưởng gia, thế nhưng cô nói, cô nói. Vá quần áo, nghi tâm của anh không hiểu nhíu chặt, hiện ra vẻ uy nghiêm của tổng giám đốc, nhìn cô thập phần nghi hoặc. Tiên nhi tức khắc sợ đến trái tim ngưng đập, thật sự là nhịn không nổi, vẻ mặt cầu xin nói, kỳ thực là như vậy tôi, tôi, tôi phải hầu hạ tiểu thư, thật sự là quá mệt nhọc, cho nên tôi, tôi cũng chỉ dùng kim đâm chính mình để thanh tỉnh lại, như vậy mới có thể hầu hạ tiểu thư thật tốt. cô nói cho hết lời, không nói nhiều nữa, liền nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ, cầm kim lên nhẫn tâm hướng cánh tay của mình đâm sâu xuống, từng trận đau đớn đánh úp đến, cô không nhịn được kêu lên, mẹ nó, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trang hạo nhiên hết sức kinh ngạc nhìn về phía người con gái trước mặt không ngờ tưởng ra trừ oscar trung thành ra bên ngoài còn có một người nữa cũng trung thành như thế như thế anh nhất thời nói không nên lời tránh ra tránh ra để tôi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lâm bạch bạch này lòng tràn đầy nhiệt tình là một người con gái tốt nhìn thấy tô lạc hoành hôn mê cô liền càng thêm nhiệt tình đeo hòm thuốc của chú phúc đẩy cửa ra chạy vào trong phòng bệnh lập tức liền nhìn thấy tô lạc hoành cả người té xỉu ngã vào ghế dựa bị cả đám vây ngăn đang muốn đi kêu bác sĩ cô lập tức đi qua nện hòm thuốc xuống nói bác sĩ tới mọi người cùng nhau kỳ quái quay đầu nhìn về phía cô lâm bạch bạch đã quen với việc bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ dị cô không nói hai lời tựa như bác sĩ chuyên nghiệp ngồi ở ghế dựa bên cạnh tay tức khắc nắm cổ tay tô lạc hoành lên bắt trước chu phúc cúi đầu bắt mạch khả hinh nhã tuệ thi ngữ còn có Jackson, Vitus chờ người, cùng nhau tò mò nhìn cô. Lâm Bạch Bạch vừa nghe mạch, vừa hơi nhíu mi tâm, nhìn thấy Tô Lạc Hoành đã bất tỉnh được một thời gian, mắt tối đi vài phần, cô tức khắc nói tiếng không tốt, đứng lên, vươn tay vạch mí mắt Tô Lạc Hoành, nhìn con người đáng chết đang lặn lên trên, cô lập tức trên mặt một mảnh khẩn trương, không khác gì bác sĩ, phe phẩy đầu, nói anh ta bởi vì dầm mưa dãi nắng, Nga không phải, là bởi vì phơi nắng quá lâu, dẫn đến khí huyết công tâm, nếu như thi chậm trễ, anh ta sẽ có nguy cơ bị tắc nghẽn. Như vậy cũng được. Mọi người sửng sốt nhìn cô. Xem đây, tôi lập tức có thể làm cho anh ta khởi tử hồi sinh. Lâm bạch bạch không nói hai lời, trong nháy mắt đẩy hòm thuốc ra, lấy từ trong bọc ra ba kim châm, tay chân lanh lẹ đi tới bên chân tô lạc hoành, nhanh chóng cởi giày ra cho hắn, kéo bít tắt xuống, sơ lên một chân sạch sẽ kia, nhìn tô lạc hoành chính ở chỗ này dường như mơ màng, cô nhẹ nhíu mày ngầm gọi tôi muốn anh tình giết chết tuệ căn gì đó của anh cô 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 muốn làm gì anh ấy nhã tuệ cảm thấy run như cầy sấy tô lạc hoành nằm ở ghế dựa thượng đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh hai mắt bắt đầu nháy kịch liệt lâm bạch bạch liếc mắt nhìn nhã tuệ một cái nói nếu muốn cải tử hồ sinh một người nhất định phải châm cứu dũng tuyền huyệt cô vừa nói hết lời tức khắc mở chừng hai mắt các ngón tay kẹp ba cây kim hướng huyệt dũng tuyền trên nha một tiếng tàn bạo đâm thẳng xuống a à, tô lạc hoành đau đến nước tâm nứt phổi một trận đau nước tâm nứt phổi bật ngồi thẳng dậy mồ hôi lạnh tỏa ra làn da co rút miệng mở rộng gọi phật tổ mắt đen trừng ra, khóc to như xé gan xé phổi gọi ông nó a à. đau chết anh đây mau rút ra lâm bạch bạch lại nhẫn tâm đem kim đâm sâu vào lòng bàn chân tô lạc hoành kêu to anh tỉnh rồi gọi sai tên bà nội a à. mau rút ra Tôi sai rồi. Tô Lạc Hoành lại một trận đau đến nứt tâm nứt phổi khóc. Lại gọi sai, Lâm Bạch Bạch lại cắm kim vào một điểm. Anh trai a, Tô Lạc Hoành sống chết khóc gọi. Người chung quanh và đồng bọn sợ ngây người. Lạp lạp bởi vì sợ nhất là kim châm, ngất đi. Gọi sai, Lâm Bạch Bạch lại đem kim đâm vào sâu thêm mấy phần. Chị gái, chị gái Lâm, Tô Lạc Hoành lại ô ô gọi, kêu to, muội muội em gái Lâm. Lâm cô nương, ngài bỏ qua cho tôi đi tôi sai rồi. Lâm Bạch Bạch lúc này, cũng đâm vào đầu đầy mồ hôi, nghe được câu này, thật mẹ hắn cảm thấy rất thoải mái a. À. cô gọi thẳng một hơi, trong tay còn là cầm cây kim, nhìn về phía tô lạc hoành, nhớn mày, uy hiếp nói, sau này nhớ kỹ, đừng có tự nhiên xem nhẹ người khác. Có thêm một cây tuệ căn thì có gì đặc biệt hơn người. Nhà tôi chính là loại hồ lô, chị đây bản lĩnh cứu người không có, thế nhưng bản lĩnh giết người thừa nhé. Biết không, bị cảm nắng thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Cô nói cho hết lời, tức khắc liền rút kim ra. Nga, Tô Lạc Hoành lại đau đến nỗi nước mắt chảy ròng, thiếu chút nữa tê liệt ngồi trên ghế dựa, thở dốc. Lâm Bạch Bạch đắc ý rào ra thu châm, trong lúc thu kim lại vô tình đụng rớt chén nước của một phóng viên bên cạnh, chén nước kia rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai, cô kêu, ô kìa, một tiếng, lại không hiểu nhìn thấy nước đá, rơi xuống thấm vào bạch cẩm thạch trên sàn nhà, cô hơi giật mình, thoáng cái ngồi xổm ở dưới đất, biểu tình hết sức nghiêm túc nhìn chất lỏng dưới sàn. Thế nào, song bào thai nâng cao cảnh giác, nhìn cô như vậy, tức khắc khẩn trương hỏi. Mùi vị này thế nào? Lâm bạch bạch hai mắt lưu chuyển, lại cúi thấp xuống người mùi vị này, ký ức càng lúc càng rõ ràng, dường như nhìn thấy gì đó ở trước mặt nhanh chóng vụt qua, chương 975, đĩa nhạc đen. Ách, sao, sao lại như vậy? Đường khả hình đứng một bên, hơi đánh chống ngực nhìn Lâm Bạch Bạch, bởi vì khứu giác của cô đã khôi phục, lúc nhân viên đưa nước tiến vào, đầu tiên trải qua sự kiểm tra đo lường của cặp song sinh, rồi chính mình cũng không ngửi thấy mùi vị gì khác thường, liền mới yên tâm để uống. Lâm Bạch Bạch im lặng không lên tiếng, dưới ánh nhìn kỳ dị của mọi người, thật cẩn thận vươn tay, nhẹ chấm một ít nước, lại đưa đến trên mũi người, mặc dù luôn có dự cảm không tốt, nhưng lại nói được nguyên nhân gì. Tô Lạc Hoành vừa để Lâm sở nhai mang giày cho mình, vừa đau đến toàn thân đầy mồ hôi liếc nhìn Lâm Bạch Bạch, không muốn sống nói câu cô. Cô dự đoán, Lâm Bạch Bạch lập tức hung ác, trong tay là hơn ba cây châm thép. Tô Lạc Hoành trong nháy mắt biến sắc, lập tức không lên tiếng. Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi, nhưng mà, Lâm Bạch Bạch ngồi xổm xuống trước ly nước, chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng mà thực sự nhìn không có vấn đề gì cả. Mọi người nghe lời này, cùng nhau bất đắc dĩ nhìn cô, một bóng người nào đó nhàn nhạt từ phía trước bước qua. Một nhân viên phục vụ với vẻ mặt tươi cười bưng hai ly cốc tai xanh đen, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần đùi đen bó sát, khoác áo ghi lê đen, thong thả đi về phía trước. "Tiểu Ninh, có người gọi cô." Tiểu Ninh mỉm cười bưng ly cốc tai, xoay người, nhìn thấy trưởng phòng bộ phận ẩm thực An Tình mỉm cười đi tới, hai mắt cô hơi lưu chuyển, tức khắc mỉm cười hỏi, "Trưởng phòng, cô tìm tôi có việc gì sao?" An Tình nhanh chóng đi tới dường như có chút lo lắng căn dặn cô nói bộ phận chúng ta từ hôm nay trở đi cử nhân viên qua tầng phụ thế nhưng rượu bên trung tâm rượu vụ không đủ muốn tạm thời mượn từ phòng ăn hải dương cô nhanh chóng đến phòng ăn hải dương tìm quản lý kỳ đem giấy tờ này cho anh ấy ký tên giờ này anh ấy có thể rất nhanh sẽ tan ca a à, tiểu ninh lên tiếng trả lời liền cười đem rượu đưa cho an tình nói vậy tôi lập tức đi cô nói xong liền tức khắc xoay người rời đi xà hương được lấy ra từ các tuyến nội tiết trong người hưu ngư xạ chất dịch này vốn dĩ vô cùng chân quý chỉ tồn tại trong rừng rậm nguyên sơ nó có tác dụng thúc đẩy càng có thể mê hoặc lý trí và trái tim con người nước hoa cao cấp nhất thế giới đều dùng loại này để đạt được hiệu quả trấn an tâm hồn nhưng nếu lượng dùng quá nhiều sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe mà xà hương kết hợp với những thứ khác đường khả hinh cả đời này muốn mang thai cũng khó để cô ta đêm nay cùng tưởng thiên lỗi thật tốt mà tiêu hồn cả buổi tối đi qua một đêm phiêu nhiên này, cô ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc hạ sinh người thừa kế hoàn cầu. Tiểu Ninh vừa cầm giấy tờ rượu đi về phía trước, vừa nghĩ tiệc đêm nay bắt đầu, tất cả đã bố trí thật tốt, hai mắt cô không nhịn được lóe lên vài tia đắc ý. Phòng ăn Hải Dương Trưởng bộ phận phòng ăn hân di buổi trưa hôm nay cùng văn chi tán gẫu đã lâu, cũng chưa được nghỉ ngơi, nhìn thời gian đã 3 giờ chiều, lúc rời khỏi công việc, còn có nửa giờ, cô vẫn muốn trở về phòng ăn nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều ở phòng ăn Hải Dương, tất cả sinh vật đáy biển lúc nào cũng đều có vẻ biếng nhác như vậy, ngay cả rùa biển cũng khó mà di chuyển, lập tức cá mập từ đáy biển lùi tới, mang theo chút sát khí. Một bản nhạc giao hưởng đen đang sâu xa từ một góc nào đó của phòng ăn đầy tĩnh lặng này truyền đến. Hân Di liền cảm thấy kỳ quái đi xuống phòng ăn Hải Dương, bước qua mặt thủy tinh, nhìn toàn bộ phòng ăn tối tăm, chỉ sáng lên ánh nước màu xanh một ca khúc từ 10 năm trước đã cấm truyền bá để tránh trường hợp người tự sát, cảm giác vô cùng quỷ dị, vô cùng buồn thảm, vô cùng tuyệt vọng vang lên, nghe không khỏi khiến người ta phải sởn tóc gáy, cô mở to đôi mắt, đầu tiên là nhìn tình hình xung quanh rồi mới kêu nhỏ, có ai không? Tiếng cô gái kia vẫn tiếp tục tuyệt vọng truyền đến, tựa như khóc thét trước khi bị giết. Tóc gáy bỗng chốc dựng đứng lên. Hai mắt hân di run run, kìm lòng không được nặng nề thở dốc, lại nuốt một ngụm nơi cổ họng, cảm giác chân như nhẹ bay đi về phía trước dường như trong nháy mắt sẽ phải đạp khoảng không sàn nhà đi về phía phòng nghỉ ngơi ánh đèn phòng nghỉ ngơi dường như bị hư lúc tối tăm lúc lại sáng lên thoát ra khe cửa chiết xạ từng đoàn ánh sáng quỷ dị trái tim hân di lại không hiểu sao bỗng run rẩy kìm lòng không được đi tới cạnh cửa phòng nghỉ một con cá mập lớn vững vàng trong bức tường thủy tinh dường như am hiểu tính người mở to đôi mắt nhỏ liếc nhìn cô sắc mặt cô trắng bệch nhưng vẫn hơi dùng sức đẩy cửa phòng nghỉ ngươi ra, gọi có người có ở bên trong không. Phòng nghỉ nho nhỏ, hoàn toàn yên tĩnh, bài trí một chiếc bàn xanh, mặt trên còn có vài ly nước mà các đồng nghiệp uống xong, đặt ngay ngắn trên đó, theo ánh đèn lức sáng ngời lúc tối sầm lại, trên ly nước biến sắc trông vô cùng quỷ dị. Hân Di nhìn quang cảnh xung quanh xong, kìm lòng không được lại ngẩng đầu, nhìn thấy cửa phòng quản lý, cũng chỉ hơi hé mở, bên trong lộ ra một chút ánh sáng đèn, Từng trận thanh âm nữ ca sĩ tuyệt vọng trước khi bị giết, đang từ bên trong vô cùng đáng sợ truyền đến, trái tim cô không hiểu sao bỗng quặn thắt, lại vì quá hiếu kỳ, muốn biết rõ tiếng hát này từ đâu, liền nặng nề thở dốc, cất bước tiến lên, nhẹ tay gõ cửa phòng quản lý, lễ phép gọi quản lý. Bên trong một chút tiếng động cũng không có. Hân Di dừng trước cửa, nghĩ nghĩ, liền dốc hết can đảm, thật cẩn thận đẩy cửa ra, hướng về bên trong lập tức nhìn thấy giữa màn hình máy vi tính đang phát hình một con cá mập cắn xe ăn thịt một người, rất vô tình cùng tàn nhẫn, máu tươi tràn ra khắp mặt nước, ánh mắt cô sáng ngời, lập tức bị hoảng sợ, nhưng vẫn chờ mắt nhìn phòng quản lý vẫn là một mảnh tĩnh lặng, bên trong cũng không có người, cô thở hổn hển một hơi, quay đầu, bên cạnh bàn làm việc, để một chiếc đĩa hát cũ, băng ghi âm đen kia đang từ từ xoay tròn. Giọng nữ đầy tuyệt vọng, vẫn từ nơi đó lặp đi lặp lại hát lên. Sao quản lý không có ở đây, lại phát bài hát nghe đáng sợ như vậy chứ? nhất định là trò đùa dai của cái tên tiểu chân kia rồi. Hân Di bất đắc dĩ cười, liền đi qua, đem đĩa hát kia cạch một tiếng tắt đi, lại xoay người quay trở về. Vừa mới xoay người, cái nút trên đĩa hát kia đột nhiên cạch một tiếng, lại không hiểu sao theo không khí mà đè xuống, sau đó cái đĩa nhạc đen kia lại thong thả xoay tròn, giọng nữ tuyệt vọng lại truyền tới. Hân Di lập tức kỳ quái xoay người, nhìn về phía đĩa hát kia, lập tức mở to đôi mắt, thần bí kêu lên, "Hả?" Không phải đã tắt rồi sao? Tại sao lại mở? Cái thứ đồ chơi này xảy ra chuyện gì vậy? Cô vừa nói xong, liền cất bước tiến lên, đi tới trước đĩa hát kia, vươn hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đĩa hát kia, nhìn trái nhìn phải. Một bóng đen đột nhiên tiến tới gần, từ tường bên kia rời đến, mang theo một cỗ âm sâu. Hân Di vẫn còn đang khó hiểu nhìn trái nhìn phải cái đĩa hát này, lại vươn ngón tay, nhẹ nhấn cái nút trên máy này, cảm giác nó ngừng, mới cười ngẩng đầu. Mặt lại tức khắc đơ ra, trừng mắt nhìn về phía bóng đen trên tường, tim cô bỗng nhiên tê liệt, trong mắt như muốn rơi ra, kìm lòng không được nuốt một cái nơi cổ họng, tức khắc xoay người. Một người đàn ông trông như tội phạm giết người, mặt âm lãnh đứng đó. A, Hân Di cả người bỗng nhiên ngã ra sau, sợ đến mức nói không nên lời, kêu to cứu mạng a. Kỳ Gia Minh cũng lập tức bị cô dọa sợ, trái tim lại ầm ầm lạnh buốt, chính anh cũng đang giữ chặt lồng ngực khẩn trương nói cô làm gì a à? dọa tôi nhảy dựng lên hân di sợ đến sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh tuôn ra mới ngẩng đầu thấy rõ là mặt của kỳ gia minh cô mới thở phào nhẹ nhõm cũng ấn chặt lồng ngực nói quản lý anh làm tôi sợ hết hồn làm tôi sợ chết được kỳ gia minh cũng bất đắc dĩ nhìn người này bật cười nói tôi nói cô chạy đến phòng làm việc của tôi làm gì tôi vừa bước vào nhìn thấy cửa mở cũng sợ muốn chết tôi chỉ là chỉ là đi làm sớm nghe thấy có tiếng động thôi giọng hát nữ kia quá kinh khủng hân di cảm giác chân mình đều mềm nhũn đành phải chống thân thể vừa thở dốc vừa đứng lên kỳ gia minh yên lặng nhìn về phía hân di mỉm cười hỏi thật sự khủng khiếp sao đây không phải là ca khúc mấy chục năm trước cấm truyền bá sao anh sao lại còn nghe thể loại âm nhạc này hân di khó hiểu nhìn về phía kỳ gia minh hỏi nói hưu nói vượn Kỳ ra minh tay bỗng cầm dao dọc giấy trên bàn làm việc, mỉm cười nói, chỉ vì có một người chết, liền lan truyền lợi hại đến vậy sao, bất quá cũng chỉ là một ca khúc, khi đó, chúng tôi rất nhiều người còn say mê không nhịn được. Chính phủ cái gì cũng sợ, động một chút là cấm truyền bá, bình thường tôi không có cơ hội phát, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi. Liền phát nghe một chút, cảm giác vẫn như trong quá khứ. Tôi, tôi không thích nghe, hơn gì vẫn có chút sợ hãi, nặng nuốt một cái nơi cổ họng lắc lắc đầu nói kỳ gia minh quay đầu nhìn cô hai mắt tỏa ra chút ánh sáng lại cười nói đi ra ngoài đi tôi còn bận việc sau này không có việc gì không nên vào phòng làm việc của tôi a à, được hân di nói xong liền khẩn trương đi ra khỏi phòng làm việc sau đó thật cẩn thận khép cửa lại một cô gái mặc áo sơ mi trắng váy ngắn đen khoác áo ghi lê đen từ cạnh cửa xuất hiện khuôn mặt cô lạnh lùng nhìn về phía kỳ gia minh Kỳ Gia Minh dường như không nhìn tới cô, chỉ đứng trước phòng làm việc, tay cầm dao dọc, trước mặt phát hình một con cá mập lại ăn thịt người. Hân Di cũng không phát hiện, đây không phải là một bộ phim, mà cảnh thật, con cá mập này thực sự đang ăn thịt người, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn. Mặt anh ta cứng lại, hai tròng mắt lưu truyền, đang suy nghĩ Hân Di vừa rồi ở trong phòng làm việc, rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Hân Di vừa thở dốc đi ra khỏi phòng quản lý, vừa đưa tay ấn chặt nơi lồng ngực, Nghĩ vừa rồi bị dọa sợ, cũng tự trách mình nhát gan, bởi vì An Ninh ở khách sạn Á Châu vẫn là an toàn nhất. Con cá mập trên tường đột nhiên điên cuồng lủi đi, phía sau phòng ăn để cho nàng tiên ca cùng với chuyên viên huấn luyện thú tiến vào cổng vào đáy biển, truyền đến một trận tiếng vang, dường như từng đợt tiếng nước lại mãnh liệt phun vẩy, Hân Di liền kỳ quái mở to mắt, xoay người nhìn vào bên trong, bình thường nếu như nhân viên làm việc phát hiện cá mập hoặc một sinh vật khác thường, đều phải tức khắc thông báo huấn luyện viên thế nhưng cô nghĩ là lúc này tan ca, liền tự mình vào xem trước. Cứ như vậy, cô đã biến mất trong phòng ăn này. Audio điện tử võ tấn bền chương 976, điều tra kỹ. Quái lạ, cô ấy lại đi đâu rồi? Văn Chi đứng trước quầy ba phòng ăn ngự tôn, không ngừng cầm điện thoại bàn, gọi điện thoại cho Hân Di, nhưng bấm thế nào, chuông điện thoại di động vẫn vang lên, nhưng cuối cùng vẫn không có người bắt máy. Làm gì a? À? không đi làm việc, chê thời gian dài phải không? Có phải muốn đeo hai túi hai bên của bộ phận cây xanh, đi cắt cỏ hay không? Trần Mạn Hồng trong nháy mắt ôm vai, nhíu mày bất mãn xuất hiện, nhìn cô. Không phải đâu, Văn Chi tức khắc mang theo một chút lấy lòng nhìn về phía Trần Mạn Hồng cười rộ lên nói, cô ấy nói với tôi, tối nay cùng tôi đích xầm phim. Thế nhưng lại sợ quản lý không cho đi, liền quay lại làm, nhìn thấy quản lý lập tức xin nghỉ. Tôi còn phải xem, Cô ấy rốt cuộc có thời gian hay không a? À? Trần Mạn Hồng tức giận nhìn cô, nói thẳng, cô cho rằng ai cũng như tôi vậy, giờ làm việc cho các người gọi điện thoại, đùa dỡn à? Kỳ Gia Minh lúc làm việc, tính nguyên tắc rất nặng. Công việc chính là công việc, hiện tại tiệc ngoài trời bên kia, một đống chuyện còn phải làm, còn vào lúc này, tính tối nay đi xem phim sao? Hôm nay tăng ca, chỗ nào cũng không cho đi. A, à, Văn Chi một trận kêu khổ, khẩn trương nói, tăng ca Đúng, tăng ca, Trần Mạn Hồng tức giận nói xong, liền trực tiếp nói, lập tức thay đồng phục cho tôi, sau đó đến giúp tiệc ngoài trời. Vâng, Văn Chi đáp lại xong, đành phải khổ sở than thở, xoay người đi về phía phòng ăn ngoài trời trợ giúp. Biển cả mênh mông rộng lớn, bọt sóng cuộn trào, hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu rọi ngoài khơi xa lấp lánh. Vô số những cây dừa, ở bên kia bãi cỏ, đón gió nhẹ nhàng, rào chắn bằng gỗ lim, với những hoa văn đặc thù, được chạm trổ ra ý nghĩa tình nộng ý đầm ngày hè. Bãi cỏ thật lớn, khắp nơi bày vô số những bàn tiệc dài màu trắng, hơn 10 nhân viên làm việc, mặc đồng phục thuần một màu đen, mỉm cười bưng giá cắm nến trắng, còn bài trí khăn ăn màu xanh nhạt được theo thủ công của khách sạn, lại trải qua những thủ pháp đặc thù, gấp thành hai chiếc lá, ở giữa đặt một đóa hoa sen màu hồng phấn bên cạnh khăn thêu, như đóa hoa sen thanh thuần động lòng người, rất nhiều đóa nở rộ đặt trước chỗ ngồi dự tiệc, tỏa ra một hương thơm mê người. Đây là do bộ phận tuyên truyền cùng bộ phận sáng tạo, nghĩ ra khái niệm khăn ăn bốn mùa, thời gian chính thức thông qua, là đầu hè, hoàn thành việc chọn lọc những công nghệ thiêu dệt, đến cuối hè, những lá sen kia đang dần héo tàn, lá phong lại càng lúc càng đậm màu, càng lúc càng xanh, có nhiều chỗ phần đuôi, mở rộng ra một chút hồng, như một chút không lưu tâm của mùa thu. Rất nhiều nhân viên làm việc, nhào nhào nâng những ly rượu màu hồng óng ánh gần 1,5 mét, mặt trên đặt loại nước hoa thuần mỹ mà tưởng tuyết nhi tự mình nghiên cứu chế ra rất nhiều nữ nhân viên phục vụ mỗi người với gương mặt thanh thuần động nhân nhao nhao tươi cười ngọt ngào ôm từng bó hoa bách hợp hình cầu đặt giữa ly thủy tinh to lớn nhìn cánh hoa ngâm trong nước hoa vẫn trắng như tuyết thơm quá a à, nữ nhân viên phục vụ sôi nổi tiến lên đứng trước ly cao 1,5 mét người mùi nước hoa này đều cảm nhận cuộc sống đầy lãng mạn 10 nam nhân viên Bắt đầu đẩy tới một xe ăn lớn gấp 10 so với bình thường, đẩy vào giữa phòng tiệc, vén tấm vải trắng ra, lập tức liền nhìn thấy vô số táo, đào tiên, dâu tây được khoét thành những khối thịt quả tròn tròn, hệt như một tòa tháp nghìn tầng, vô cùng rực rỡ đắp lên, đỉnh tháp có một cái cửa rất nhỏ, để sau bữa ăn, nhóm khách mời có hứng thú sẽ thưởng thức rượu trái cây. Rượu trái cây Pháp, danh tiếng thế giới, bình thường dùng để uống sau bữa ăn, độ cồn cao trên dưới 50 đến 65 độ lại tỏa ra mùi hương chua chua ngọt ngọt của trái cây cường liệt mà kích thích, thập phần bá đạo, nhất là loại rượu ép mà mọi người hết sức yêu quý. Những vị khách nam sau bữa ăn, sẽ uống vài ly rượu trái cây, vừa hưởng thụ cuộc sống, vừa đàm luận những vấn đề có chiều sâu, phụ nữ thì sẽ dùng loại rượu bọt hương sô-cô-la hoặc hương sữa, mang đến cảm giác vô cùng mãnh liệt cùng mê người. Loại rượu trái cây Pháp khiến người ta rất chú ý, do bác dịch tự mình chế riêng, lúc dịch rượu từ trong ống róc rách chảy ra, lướt qua vô số mùi hương trái cây có tác dụng thức tỉnh con người khối trái cây phía dưới cùng với viên tuyết đang được làm lạnh dưới xe ăn đang không bốc hơi những làn khói lạnh ba nhân viên vô cùng nhanh chóng chuyển tới một cái lồng thủy tinh thật cẩn thận đậy lên xe ăn không cho quá nhiều carbon dioxide tiếp xúc với thịt quả vô số chai rượu trái cây đang dần được đẩy tới nhân viên thật cẩn thận chuyển vào trong xe ăn đặt vào trong kệ ướp lạnh rất nhiều rượu seri là dịch rượu biểu tượng cho đất nước tây ban nha Thông thả được đẩy ra, từng được Shakespeare mệnh danh là loại rượu seri ẩn dấu ánh mặt trời Tây Ban Nha bên trong chai, nó vẫn được ca tụng cùng thưởng thức bởi sự thuần khiết, nhẹ nhàng, sáng rực, hoạt bát động lòng người của người thiếu nữ, nhưng những loại seri có niên đại lớn hơn, lại vừa có sự yêu nhã của một thiếu nữ hạnh phúc, cảm giác giống như đóa hoa hồng trắng tiên diễm mà trân quý, hương thơm mềm mại kéo dài, mang người ta trở về chốn xưa vô tận. Nhã tuệ đang trong phòng tiệc trước sau đều bận rộn, thỉnh thoảng nhìn nhân viên làm việc thật cẩn thận đặt đĩa tròn, còn có các nhân viên đem tổng cộng 70 loại ly rượu đỏ, sôi nổi đặt trên một bàn ăn dài nào đó, để cho các vị khách đặc biệt yêu cầu có thể lựa chọn, vì hôm nay là thịnh yến rượu, lại càng đặc biệt là yến hội cử hành vì cuộc tổng tuyển cử, nên càng cần một bữa tiệc có tính chuyên nghiệp. Tình hình bên phòng bếp thế nào? Nhã tuệ tay cầm bộ đàm, dò hỏi tình hình phòng bếp, tay bất giác nhấn chiếc máy vi tính được bài trí trên bàn ăn nào đó, mở camera giám sát, vừa vặn nhìn thấy phòng bếp đang đem vi cá và bột mì hình dạng như chiếc võng hướng vào trong dầu nóng đen chiên lên trong nháy mắt tạo thành một hình vòm như chiếc võng một người đầu bếp khác lập tức cầm miếng thịt bò đông lạnh lên thái nhỏ thành từng sợi lại dùng loại tương đặc thù trộn lên liền trực tiếp dùng thìa nhỏ thật cẩn thận đem sợi thịt bò múc đổ vào trong đĩa cầu vòm kia lại đem một hoa tuyết làm từ lòng trắng trứng gà cẩn thận đặt lên trên thịt bò và vây cá cầu vòm quả thực là trông vô cùng đẹp mắt xem ra có vẻ rất ngon đấy tôi thích ăn nhất món thịt bò trộn tương do thầy làm cho thêm một chút lòng trắng trứng gà bên trong rất trơn mềm có một nhân viên phục vụ thật vui vẻ ngửa mặt hưng phấn nuốt nước miếng ực một tiếng nhã tuệ nghe lời này lập tức bất đắc dĩ nhìn về phía nhân viên phục vụ này cười rộ lên nói thích ăn sao hôm khác đi qua ủng hộ phòng ăn nhã các không muốn nhân viên phục vụ tức khắc mở to mắt kêu lên món đồ ăn nho nhỏ này đã 2.000 đồng một đĩa a đây là giá bên ngoài, chúng ta có thể coi như cô là người nội bộ, nhã tuệ lại đùa cô cười nói. Quản lý lưu đừng có dụ dỗ tôi, nhân viên phục vụ này vội vàng ứng ực mà rời đi. Nhã tuệ nhìn cô bỏ đi, lại bật cười một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía bãi cỏ lớn, đã trải ra vài chục tấm vải tiệc màu trắng, cô liền trầm mặc nghĩ, khả hình đêm nay bận như vậy, cô ấy liệu có thể tham dự tiệc không đây? Nhã tuệ, kỳ gia minh lúc này, nhanh chóng đi tới, Nhìn về phía Nhã Tuệ, Khẩn Trương nói, có chuyện thực sự không ổn rồi. Chuyện gì không ổn? Nhã Tuệ kỳ quái nhìn về phía Kỳ Gia Minh, hỏi. Kỳ Gia Minh trời ơi kêu một tiếng, trực tiếp bất đắc dĩ nói, tôi cũng không biết tình huống thế nào, Hân Di bỗng nhiên rơi vào đáy biển của phòng ăn Hải Dương chúng tôi, thiếu chút nữa bị cá mập ăn thịt. A, à, Nhã Tuệ trong nháy mắt thở dốc vì kinh ngạc, trong mắt đều muốn rơi ra, Khẩn Trương gọi, tại sao có thể như vậy? Vậy Hân Di có khỏe không? Người thì không có việc gì, nhưng đã bị dọa đến mức thần trí có chút mơ hồ. Kỳ Gia Minh bởi vì chuyện này cũng thập phần phiền não nói, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện, tôi bởi vì lo lắng muốn đi theo. Tối nay có lẽ tôi không có cách nào giúp cô. Không có việc gì, anh mau đi giúp cô ấy, chuyện của tôi xong, cũng lập tức đi thăm cô ấy. Nhã Tuệ sốt ruột nói. Được được được, tôi đi trước a." À. Kỳ Gia Minh nói xong, liền nhanh chóng xoay người rời đi, hai tròng mắt lại lóe ra nhìn hoa hồng trắng trên bàn ăn cơm, lại lập tức trầm mặc rời khỏi. Tại cánh cửa sổ sát đất nào đó, một bóng dáng nhợt nhạt, chính hướng bên này nhìn qua. Như mặt mặc váy dài cúp ngực trắng, tóc búi cao thanh nhã, bên trái cắm một đóa bách hợp tươi tắn, xinh đẹp như tiên, say lòng người, cô mở to đôi mắt mộng ảo, giống như yêu tinh hoang tưởng trên thế giới này, nhìn về phía tiệc ngoài trời phía bên kia, ngập tràn những giải lụa trắng, đang đón gió nhẹ đong đưa, trên mặt cô bộc lộ vài phần dịu dàng như nước mà mỉm cười, hiếm khi hồi tưởng lại thời khắc tính cách hồn nhiên của chính mình, thanh âm ngọt ngào, yếu ớt nói, ta cũng từng khát vọng có được một bữa tiệc như vậy. Là tiệc hôn lễ của ta cùng thiên lỗi, ta vẫn không ngừng không ngừng ảo tưởng, thế nhưng dần dần, ta phát hiện, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta vẫn đang không ngừng tác thành hạnh phúc của người khác. Sau lưng cô, đang nhìn về phía như mặt, mềm giọng nói tiểu thư. Trời sắp tối rồi, cô phải đi thôi. nghe nói bọn họ vẫn đang không ngừng tìm cô. nếu như cô tiếp tục ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. như mặt nghe lời này, cau mày lại mặt đột nhiên trở nên có chút lạnh. yếu ớt nói, khách sạn á châu lớn như vậy, ta sẽ không xảy ra chuyện. ta còn muốn xem màn diễn suốt tối nay. mọi thứ đêm nay hãy giao cho chúng tôi. người ở phía xua cô lại tôn kính nói, vì an toàn của cô, hãy đi thôi. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép như mặt nghĩ nghĩ vấn đề này, mới yếu ớt hỏi, bên ủy viên Lưu có hành động gì không? Rượu đỏ ở trang gia biến mất, ủy viên trương ra mặt cứu mọi người, hiện nay toàn bộ người đều án binh bất động sao thủ tướng vẫn đang bệnh nhẹ, dường như cũng không đếm xỉa đến, thế nhưng tịnh kỳ vẫn canh giữ ở bệnh viện, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp cận đường Trí Long, đường Khả Hinh cũng được cao thủ thế giới, canh giữ bảo vệ, chúng tôi vì không biết chai rượu đỏ kia đang ở đâu, rất sợ có một chút gợn sóng, lập tức liền gây rối cho nên tất cả cũng đều án binh bất động. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy người của bọn họ, yên lặng đến mức làm cho người ta có chút khó hiểu, dường như đang đợi một sự kiện nào đó. Cô ta nói thẳng, sao không có động tính gì, chờ cơ hội mới hành động. Như mặt lưu chuyển hai mắt, nghĩ đến việc tại biệt thự của Trang Hạo Nhiên trước đây, bọn họ xác thực quá mức bình tĩnh, cô nhân mày, lạnh lùng nói, chẳng lẽ. Cuộc thi đấu rượu đỏ này, còn có những chuyện khác sẽ xảy ra đường khả hình trên tay đã không còn rượu đỏ ủy viên trương vì sao lại còn muốn cử người có sức nặng như vậy bảo vệ cô ta hoặc là trên người của cô ta có giá trị lợi dụng hoặc là trên người cô ta có dấu rượu đỏ người phía sau cô im lặng không lên tiếng như mạt lại nhàn nhạt nghĩ về chuyện này sau khi do dự vài phần mới căn dặn cử người điều tra kỹ về loại dịch rượu tham gia cuộc thi rượu đỏ lần này rốt cuộc có bao nhiêu loại rượu đỏ bao gồm từ vòng thi viết thứ nhất đến dịch rượu bí mật trong vòng thứ ba, toàn bộ phải tra rõ ràng. Làm không tốt, cô sâu xa lạnh lùng nói đến đây, mặt trong nháy mắt ngước lên, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, mang theo vài phần hưng phấn, nói chai rượu đỏ này có thể được giấu trong những dịch rượu đó. Vâng, tôi lập tức đi điều tra, cô nói xong, liền nhanh chóng xoay người, muốn rời đi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó xoay người, thập phần tôn kính nhìn như mặt nói, tiểu thư, còn có một việc, nhận được tin, tôi dường như nghe thấy, Tổng Giám Đốc Trang bên kia, đang bí mật điều tra thủ phạm vụ phóng hỏa hơn 10 năm trước, hình như nhất định muốn cứu đường Trí Long ra khỏi ngục giam. Tổng Giám Đốc Trang tối hôm nay, sẽ đi đến hiện trường vụ phóng hỏa tại khách sạn năm sao trước đây, cùng cảnh sát phá án tham gia hơn 10 năm trước, cùng nhau điều tra thăm dò khởi tố lại vụ án này. Như mặt nghe lời này, hai chồng mắt chợt lóe, một suy nghĩ ác độc rất nhanh phát sinh ra. Chương 977, bởi vì hoàng hôn, 7 giờ. Mặt trời đang dần xuống núi, lấp ló phía chân trời, chân trời. Tại thành phố phồn hoa này, những ánh đèn neon cùng những ánh đèn laser từ những tòa nhà đổ sộ chợt sáng lên rực rỡ. Một chiếc xe Rolls Royce đi trước, hơn 10 chiếc xe màu đen đi sau chạy về hướng khách sạn Duy Hy Đinh. Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng, được đặt giữa trung tâm khu vực phồn hoa của thành phố này. Đường Trí Long quả nhiên có tầm nhìn xa, hơn 10 năm trước ông cũng đã có linh cảm, mảnh đất này sẽ này sẽ như cuồng long ngạo hổ, nhanh chóng phát triển mạnh mẽ cho nên lúc đó tại đây đã thu mua cả khu phố buôn bán, dùng thời gian 3 năm ngắn ngủi, xây dựng nên khách sạn lớn này. Chỉ là bởi vì năm đó trận hỏa hoạn lớn đã làm hơn 10 người mất mạng, tòa kiến trúc kiêu ngạo này, âm thầm nhanh chóng bị đổi chủ, rốt cuộc 12 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Trang hạo nhiên ngồi phía sau xe, nhìn từng khu phố sầm uất này, những cửa kính đẹp tinh xảo, lấp lánh lướt qua mắt anh, nhìn thấy vô số người qua lại, tất cả đều là những thành phần tri thức, có lẽ là thiên kim tiểu thư hay du khách trên thế giới, đều đang sôi nổi vui vẻ mua sắm, thỉnh thoảng còn có thể thấy thiếu nữ Nhật Bản mặc những bộ quần áo thời trang đi trên đường, dắt tay nhau vui vẻ đi về phía trước, tại đây giá thuê một mét vuông cửa hàng lên đến 10 triệu. Càng không cần phải nói, nhưng văn phòng lộng lẫy kia, nếu như không phải vì trận hỏa hoạn lớn kia, bây giờ đường Chí long chính là người điều hành trả khu phố buôn bán này cùng với vị trí chủ tịch khách sạn duy hy đinh này lãnh mặc hàn ngồi bên cạnh anh nếu mày nghĩ tôi thực sự không nghĩ ra trận hỏa hoạn năm đó đã đưa chủ tịch đường vào nhà giam thế nhưng tài sản của ông ấy vẫn còn rất nhiều cho dù đem một phần tiền vốn trả lại cho tập đoàn hoàn cầu thế nhưng sau khi ông ấy gặp chuyện không may số tiền còn lại sau khi ông ấy trả lại cổ phần cho tập đoàn hoàn cầu đã đi đâu ngoặc kép Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, khuỷu tay đặt nhẹ trên cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng, hai tròng mắt lóe ra nói: "Tôi không quan tâm đến việc tiền của ông ấy đi đâu, tôi chỉ muốn biết người mà cả đời tôi kính trọng, tôi cảm thấy ông ấy sẽ vĩnh viễn không phạm lỗi như vậy, là người tuyệt đối sẽ không để mình phạm lỗi ngay trong phòng bếp, rốt cuộc vì sao ông ấy lại gây nên tai họa lớn như vậy? Nếu như trong chuyện này ông có nỗi khổ tâm trong lòng, tôi nhất định sẽ cứu ông ấy ra. Mỗi khi nhớ tới ông ấy chịu khổ trong ngục giam, cả đêm tôi đều không thể chợp mắt. Lãnh mặc hàn nghe lời này, không kìm lòng được quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên. Tiêu đồng ngồi trên ghế phụ lái, cũng im lặng không lên tiếng. Trang hạo nhiên trầm mặt không nói lời nào, mỗi lúc như thế này anh đều tự nhắc nhở chính mình tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không được để tình cảm lấn át, ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Phía trước khách sạn Duy Hy Đinh, đó là một tòa kiến trúc màu bạc, sang trọng và khí phách đứng sừng sướng giữa trung tâm khu phố, kiến trúc của khách sạn tuy không thể so sánh với khách sạn Á Châu nổi tiếng trên thế giới, thế nhưng địa điểm đặt nó lại làm cho khách sạn này trở thành khách sạn kinh doanh hàng đầu, cho nên đại sảnh huy hoàng khí phách, có hơn 10 cầu thang đi vào bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng sừng sững giữa đại sảnh có ba cột tròn hình trụ như cột trống trời, khí phách tỏa ra những ánh sáng bảy sắc. Đại sảnh rộng gần 3.000 mét vuông, những chùm ánh sáng chiếu xuống rực rỡ, vô số những vị khách quý đang thong thả đi xuống từ bậc thang. Ron Roy thong thả dừng lại trên thảm đỏ trước đại sảnh, hơn 10 chiếc xe con màu đen dừng lại phía sau. Từ trên những chiếc xe đó đi ra vô số vệ sĩ, đầu tiên là quan sát kiểm tra xung quanh. Từ chiếc xe màu đen dẫn đầu, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen bước ra, tóc buộc cao đôi ngựa, gương mặt xinh đẹp lạnh lung động long người, gọi là nhã mộng, một người phụ nữ khác, mặc váy da ngắn màu đen, gọi là lý doanh, hai người rất giống cặp sinh đôi, được điều động làm vệ sĩ đặc biệt, ngoài ra còn có một người đàn ông tên là Thần Phong, khả năng không kém gì Đỗ Uy, trang tính vũ lo lắng cho an toàn của con trai, lúc này Điệp Y đang bị trọng thương, không có cách nào đi theo bảo vệ được, cô ấy cần nghỉ ngơi tính dưỡng nên đã điều hai vệ sĩ khác qua đây. Họ đều là những vệ sĩ có thân thủ rất tốt, chỉ thấy họ đồng thời đi đến bên cạnh chiếc xe của Trang Hạo Nhiên, hết sức kính trọng đứng nghiêm. Trang Hạo Nhiên mặc bộ âu phục màu xanh lam, bên trong mặc sơ mi đen, cổ áo hơi mở ra, trên túi áo cài chiếc châm hoa màu bạc hình tam giác có điểm những chấm đen, đón những cơn gió nhẹ của mảnh đất phồn hoa này bước xuống khỏi chiếc xe Rolls Royce, vẻ mặt nghiêm túc, vừa cài nút áo vét vừa đảo mắt nhìn vào bên trong đại sảnh khách sạn. Các vị khách xung quanh, nghe thấy những âm thanh xôn xao cùng mùi nước hoa thoang thoảng của người đàn ông theo cơn gió bay tới, không kìm được lòng nhìn ra bên ngoài, nhiều cô gái nhìn thấy trang hạo nhiên, khuôn mặt lập tức ửng hồng, hai tròng mắt lóe lên tia hâm mộ kịch liệt bên trong đại sảnh khách sạn truyền đến hàng loạt bước chân rồn rập. Tổng giám đốc khách sạn từ Chí Hào, mặc bộ Âu phục màu đen cùng với mấy vị quản lý đi ra, vẻ mặt bộc lộ sự tôn kính, mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, hoan nghênh tổng giám đốc Trang đến khách sạn Duy Hy Đinh, đây là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi, chủ tịch quý thành phong của khách sạn chúng tôi hiện đang ở Nhật Bản không thể quay về được, nhưng nghe nói tổng giám đốc Trang ghé thăm khách sạn, liền bảo tôi nhất định phải tiếp đón chu đáo. Khi nào ông về nước nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi tổng giám đốc Trang, thể hiện thành ý vì hôm nay không thể đón tiếp Chu Đáo. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cười rộ lên, nhìn Từ Chí Hào nói: "Quý chủ tịch quá khách khí rồi, chúng ta đều là những người kinh doanh khách sạn, lẽ ra nên qua lại giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là bình tôi có quá nhiều chuyện cần giải quyết, bận không có thời gian ngồi lại trò chuyện, hôm nay còn vì chuyện của tôi mà phải phiền đến tổng giám đốc Từ, thực sự rất xin lỗi." Anh đừng nói như vậy, được phục vụ một người như tổng giám đốc Trang là vinh hạnh của tôi. Mời anh vào bên trong." Từ Chí Hào lập tức lùi lại một bước, đưa tay mời Trang Hạo Nhiên đi vào trong. Trang Hạo Nhiên cũng không khách khí, một tay bỏ vào trong túi quần, cất bước đi về phía trước, Lãnh Mặc Hàn cùng Tiêu Đồng đi phía sau. Nhã Mộng cùng Thần Phong đi hai bên, Lý Doanh đứng bên ngoài đại sảnh, nhìn về phía vệ sĩ ngưng tay, bắt đầu dò xét, quan sát xung quanh khách sạn, bản thân cô nhanh chóng mở máy tính trong tay khởi động hệ thống vệ tinh, hai tròng mắt nhanh chóng xem lướt qua tình huống xung quanh. Đại sảnh, một người cảnh sát đã ngoài 50 tuổi, họ Chu, người đàn ông này có vẻ trung thực, mặc áo sơ mi màu đen, quần thường cùng màu, trên tay cầm một tập văn kiện, từ trên sofa ở đại sảnh đứng lên, khuôn mặt bộc lộ sự kinh ngạc nhìn về phía trang hạo nhiên. Bên cạnh ông là một cậu trai trẻ, trên người mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca màu trắng xanh, quần tây đen, có đôi lông mày rất đẹp, mang theo một chút kinh ngạc đứng lên, cho tới bây giờ anh chưa từng như vậy, đi tới khách sạn xa hoa này đã hết sức kinh ngạc, giờ nhìn thấy nhân vật như Trang Hạo Nhiên xuất hiện, lại càng kinh ngạc hơn. Trang Hạo Nhiên cũng hơi dừng bước, di chuyển hai tròng mắt, mang theo sự hứng thú nhìn bọn họ. Từ Chí Hào cũng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lập tức mỉm cười tiến lên, giới thiệu nói, "Tổng giám đốc Trang, vị này là cảnh sát Chu, mọi người luôn luôn gọi ông ấy là chú Chu." vì ấy chính là cảnh sát phụ trách vụ án phóng hỏa hơn 12 năm trước. Là một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú. Cảnh sát Chu, đây là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, cục trưởng cục cảnh sát đã nhấn mạnh phải phối hợp điều tra cùng anh ấy. Cảnh sát Chu nghe xong lập tức gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía ông, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, vất vả cho ông hy vọng cảnh sát chu có thể một lần nữa cùng chúng tôi thảo luận một chút về vụ án. Được, cảnh sát chu đành phải khẽ gật đầu, bởi vì cụ trưởng cục cảnh sát đã phân phó, ông cũng nhẹ nhàng đáp. Mọi người cùng nhau đi về phía thang máy, cảnh sát chu nhân lúc thời gian rảnh rỗi, giải thích một chút về vụ án năm đó cho Trang Hảo Nhiên, mùa hè 12 năm trước. Khách sạn Duy Hy Đinh lúc đó còn mang tên là khách sạn Uy Tư Đinh, hung thủ của vụ án năm đó cũng chính là đường Chí Long. Trang Hạo Nhiên nghe thấy tên hung thủ, trái tim của anh như bị đập một phát, mang theo một sự phẫn nộ nặng nề thở dốc, nhẹ nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lẽo, có thể cảm giác được anh đang kiềm chế, đến cuối cùng mới lý trí mang tình cảm đè xuống, mở mắt ra, im lặng không lên tiếng. Cảnh sát Chu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, tiếp tục nói, vụ hỏa hoạn kia bắt đầu vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, bởi vì là mùa hè nên 3 giờ 30 phút chiều đầu bếp đã tập trung lại trong phòng bếp bắt đầu kiểm tra nguyên liệu và chuẩn bị làm việc, mà khi đó đường Trí Long không biết đã xảy ra tranh chấp cùng ai, lúc trở lại thái độ có vẻ khác thường, dường như rất tức giận, thậm chí còn trách móc hai trợ lý. Cửa thang máy trong nháy mắt mở ra. Trang Hạo Nhiên cũng không nói gì đi ra ngoài, mỉm cười nhìn về phía chú Chu, chậm rãi nói cảnh sát Chu dùng từ thái độ khác thường là như thế nào. Ông đối với đường Chí Long quen thuộc sao? lãnh mặc hàn cũng hơi nâng mí mắt nhìn về phía cảnh sát chu cảnh sát chu tính tình tuy hiền lành nhưng cũng là một người rất cẩn thận nghe thấy trang hạo nhiên dùng giọng điệu này để nói chuyện liền cảm thấy anh chất vấn mình liền trực tiếp cứng rắn nói tôi đương nhiên biết chúng tôi làm cảnh sát mỗi ngày đều tiếp xúc với phạm nhân bọn họ có tính cách gì tôi ngửi cũng có thể biết bình thường đường trí long có danh tiếng vô cùng tốt thậm chí vô cùng khoan dung kính trọng cấp trên bảo vệ cấp dưới không dễ dàng giận dữ, tất cả điều này tôi đều biết. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, hai tròng mắt trang hạo nhiên như con chim ưng, bình tĩnh nhìn ông, một lúc lâu sau cho đến khi thang máy vang lên âm thanh tinh một tiếng, anh mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, miễn cưỡng nở nụ cười, kiềm chế nói, những điều ông có thể biết cũng chỉ có vậy. Anh nói xong, nhìn vẻ mặt cứng rắn của cảnh sát Chu, hai tròn mắt anh lưu chuyển, khẽ nhách khóe miệng, vì muốn làm bầu không khí hỏa hoãn lại liền nâng tay nói, mời bầu không khí có chút không tốt, người cảnh sát trẻ tuổi kia hơi xúc động, thấy có người không lễ phép với cấp trên của mình như vậy, liền nắm chặt tay tiến lên, nghĩ muốn sử dụng khí thế của mình như một cảnh sát. Trong nháy mắt nhã mộng nâng khẩu súng lục trong tay lên, trong nháy mắt nhắm ngay vào huyệt thái dương vị cảnh sát trẻ kia, hai mắt lợi hại sắc bén như lưỡi dao. Cảnh sát trẻ kia liền ngẩn ra, trên trán lập tức đổ đầy mồ hôi, hai mắt hắn chấp chấp, thậm chí không hề có cảm giác, cô ấy rút súng từ lúc nào, và súng ở đâu ra. Cảnh sát Chu trong nháy mắt nắm chặt bàn tay, ánh mắt nóng rực nhìn về phía bọn họ. Trang hạo nhiên liếc mắt nhìn ông một cái, có lẽ cảm giác được vừa rồi giọng điệu của mình quả thật không đúng, liền đưa mắt ra hiệu cho nhã mộng rút súng lại, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh lặng lẽ đi ra ngoài, tổng giám đốc từ lập tức đi bên cạnh theo ra ngoài, vừa đi vừa nói, sau trận hỏa hoạn kia, chủ tịch cảm thấy chỗ này có chút không may mắn, liền niêm phong lại. Đây đúng là một khách sạn kiểu mẫu, Mỗi một vị trí đều được nghiên cứu kỹ để xây dựng, giống như phòng bếp ba tầng được bố trí phía sau sảnh tổ chức yến hội, bất kể là mang đồ ăn ra hay thu dọn vào đều vô cùng thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng chúng tôi liền giữ lại phòng bếp này muốn sửa chữa lại, tất cả đều không hiểu rõ thiết kế mà xây dựng, nhìn thiết kế phòng bếp của Đường Tiên Sinh, thực sự là một nhân tài ưu tú. Một tội phạm giết người, cảnh sát Chu thẳng thắn nói. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt toát ra khí thế như cơn đại hồng thủy. Hai tròng mắt lóe ra tia lợi hại, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía cảnh sát Chu. Cảnh sát Chu cũng không hề sợ hãi đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt lóe lên tia mạnh mẽ nói, lời tôi nói đều là thật. Trong thế giới của cảnh sát, chỉ có phạm nhân. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, gương mặt căng thẳng, trừng mắt nhìn ông. Mọi người xung quanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, có chút khẩn trương. Tiêu Đồng đứng một bên, có chút khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tính tình anh trước nay luôn luôn ôn hòa, chỉ khi đối mặt với chuyên của đường Trí Long mới như vậy. Từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc và trầm mặc, hiếm khi anh tỏ ra thái độ cứng rắn và tức giận như vậy, dường như có thể cảm giác được sát khí toát ra từ người anh, bất cứ lúc nào cũng có thể điên cuồng mà bất chấp tất cả. Thời gian từng chút một trôi qua. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ông một lúc, hiểu rõ chính mình vẫn còn chuyện muốn tìm hiểu, liền đè nén tâm trạng, không hề tính toán xoay người đi về phía trước. Cảnh sát Chu không khách khí liếc anh một cái, cũng xoay người đi về phía trước, mọi người cũng lặng lẽ bước theo đến bên ngoài phòng bếp. Bởi vì Trang Hạo Nhiên muốn lật lại vụ án này, cho nên phòng bếp tạm thời mở ra, chỉ là phòng bếp rộng lớn gần 100 mét vuông này, khắp nơi đều có những dụng cụ tinh xảo, những giá bát đều bày rất gọn gàng. Cảnh sát Chu trực tiếp đi tới, chỉ về một hướng có một công tắc mở ga, nói thời gian xảy ra hỏa hoạn, công tắc lò ga chỗ đó không hề mở. Tôi biết, Trang Hạo Nhiên trực tiếp đứng bên cạnh một chiếc bếp khác, dùng ánh mắt chuyên nghiệp nhìn một lượt, vươn tay chỉ vào mặt inox, sâu xa nói, không phải bên trái, mà là bên phải. Lãnh mặc hàn kỳ quái xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộc lộ một chút kinh ngạc hỏi, làm sao cậu biết? Trang Hạo Nhiên chậm rãi xoay người, nhìn về phía lãnh mặc hàn, nhàn nhạt nói, bởi vì tôi đã từng tới đây. chương 978, điểm đáng ngờ. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn anh. Lãnh mặt hàn càng nhíu mày nhìn về phía trang hạo nhiên, nghi hoặc không hiểu hỏi, anh nói trước và sau khi vụ án xảy ra, anh đã từng tới đây. Trước khi xảy ra vụ án, Trang Hạo Nhiên hơi ngừng mặt, nhìn toàn bộ bố trí của phòng bếp, những chiếc dao lấp lánh, mọi thứ đều tinh xảo, ánh lên tia sáng sắc bén, anh thậm chí quen thuộc đến nỗi đến trước bàn bếp, tay hướng vào trong kéo ra, quả nhiên cũng có thể thấy được vô số các loại rau ăn được chế tác tuyệt mỹ. Đáy mắt anh hơi sao động, một chút ký ức như còn động lại, anh yếu ớt nói từ khi chú đường cùng hoàn cầu chúng ta phá vỡ cổ phần sau này, tôi bởi vì rất nhớ chú ấy, nhớ tới công ơn người đã nhiều lần chỉ dạy. Liền luôn luôn tìm đủ mọi cớ để thấy ông, tôi còn nhớ có một lần. Anh dừng lại một chút, trên mặt là thần sắc vui sướng của một người con trai khi nhìn thấy cha mình, cười rộ lên nói, đêm hôm đó tới gặp chú ấy, đã là 9 giờ tối, lúc đó vệ sĩ tìm tôi khắp nơi, tôi lại lén lút đi vào trong khách sạn, tới nơi này. Chú đường bình thường, không qua đêm ở phòng làm việc, ngay cả xem văn kiện, đều là sáng sớm mới đến, ở phòng làm việc sau khi xem xong, lại đi vào phòng bếp, chú ấy có nói qua với tôi, sông ở trên đời không được quên những cái căn bản nhất, ông ấy đầu tiên cũng chỉ là một người chế biến thức ăn, sau là chủ tịch của cả một tập đoàn, Chú Chu cùng vị cảnh sát trẻ tuổi, còn có Từ trí Hào đều trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên gương mặt yên lặng có chút buồn bã, chỉ cần nhớ tới Đường Chí Long ở ngục giam chịu khổ, trong lòng anh lại có vô hạn đau đớn, anh thở dài mấy hơi, chậm rãi nói, ông ấy chế biến thức ăn, đều là những món ăn ngon nhất trên đời. Đêm hôm đó, tôi lại một lần nữa lén lén đi tới phòng bếp, trốn ở trong khe cửa, nhìn thấy ông ấy trầm mặc một mình cầm các loại thảo dược, từng chút từng chút ăn thử. Bởi vì có một khách hàng tuổi chừng hơn 70 là một vị chủ tịch giàu có, đi tới khách sạn, vì quá mức tưởng niệm phu nhân vừa qua đời, bi thương quá độ, không thể nuốt trôi được cái gì. Bác sĩ đi theo lúc đó, cũng lo lắng vạn phần, nói nếu như chủ tịch không ăn được cơm, vô cùng có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng vị chủ tịch đó, vẫn như cũng ngồi ở phòng ăn nơi ông hay ngồi cùng vợ mình, nhìn khói bếp, nhìn cảnh vật xung quanh, một mực yên lặng rơi lệ. Chú Đường bởi vì biết chuyện này, liền lấy những vị thuốc đông y mà bác sĩ kê đơn thử ăn, muốn tìm ra một chút linh cảm, dùng dược liệu phối hợp với nguyên liệu nấu ăn, để khách hàng vừa có thể hưởng thụ những mỹ vị của thức ăn, vừa có được thân thể khỏe mạnh. Thanh âm người đàn ông trầm xuống khi nói về cuộc đời của người chú mà mình coi như cha ruột này, có lẽ, đáy lòng anh đã quá mức đau thương, chỉ cảm thấy đôi mắt mãnh liệt, nhìn về phía nóc lò kim loại, yếu ớt nói, cho nên đêm hôm đó, chú đường đã một mình, đứng ở dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn trong phòng bếp đem một phần thảo dược ăn thử một bên vừa nhai một bên vừa cảm thụ cũng không lâu sau khoang mũi ông ấy đã chảy đầy máu tươi mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn anh đôi mắt trang hạo nhiên ngấn lệ phải cố kiềm chế lại mới nghẹn ngào nói bởi vì là dược ba phần độc lúc ông ấy thử dược thân thể dĩ nhiên cũng sẽ bị tổn hại máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài nhưng ông cũng chỉ lấy tay quệt quệt vài cái yên lặng lao qua hình ảnh này vẫn luôn in dấu trong ký ức của tôi cho đến tận hôm nay. Tôi đang suy nghĩ, phải là một người như thế nào, để khi đối mặt trước thời gian cận kề, ông ấy vẫn có thể tĩnh lặng như nước vậy. Chu Lịch Bình chưa từng nghe qua chuyện này của đường Trí Long, liền hết sức kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ít hầu không ngừng di chuyển, Trang Hạo Nhiên yếu ớt hồi tưởng lại hình ảnh của một tối kia, âm thanh chậm rãi nói, đêm hôm đó, chính mắt tôi thấy chú đường, dùng số thảo dược khó nuốt kia, chế biến thành những món ăn thật đẹp mắt, món canh nóng cuồn cuộn bóc khói nghi ngút, lá cầu kịp một vị thuốc đông y, non mềm, xanh mướt, nhìn ông vì nấu ra một món ăn mỹ vị mà gương mặt cuối cùng cũng bộc lộ chút an ủi tươi cười, trong lòng tôi lại thấy chua xót, rốt cuộc có bao nhiêu người, hiểu rõ, cảm phục trước tinh thần vĩ đại của bậc vĩ nhân này. Chu Lịch Bình lại trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một cái, đứng ở chỗ nào đó trong phòng bếp, lại ngẩng mặt tiếp tục bất đắc dĩ nói, thỉnh thoảng, Tôi cùng ông ấy đến thâm sơn hoang dã, đến những cánh đồng ruộng trong rừng, nhìn ông thường xuyên một mình, ngồi xổm trước một mảnh ruộng nhỏ, tiện tay cầm lên một cây rau dại, liền như vậy bỏ vào trong miệng nếm thử, ánh mắt lộ ra một chút gì đó xa xăm, nhìn về phía từng mảng thóc vàng óng, lại đến các loại cây nông nghiệp, ở giữa đất trời bừng bừng sức sống, sắc mặt của ông lại trầm xuống nói: "Hạo Nhiên à, thế gian này, cực khổ nhất chính là mỗi ngày mỗi đêm." các gì cùng các chú nông dân không ngừng lao tâm khổ tứ tạo ra được nguyên liệu nấu ăn vì thức ăn của nhân loại, từng hạt gạo này, từng cọng rau này, chính là toàn bộ sinh mệnh của bọn họ. Bọn họ là sáng kiến vĩ đại nhất của tạo hóa thiên nhiên, đón gió, dầm mưa dãi nắng, thẳng cho đến khi, eo cong, mặt phong xương như dao cắt thế nhưng công sức họ bỏ ra lại chẳng được hồi đáp là bao, hàng năm mùa rau dưa, đều qua tay mấy lần gian thương. Dùng giá tiền thấp nhất đổi lấy công sức vất vả cực nhọc của họ. Thế nhưng con phải tin tưởng chú, thế gian có quá nhiều điều phải chờ đợi, không ai có thể vĩnh viễn giữ được một phần lợi ích đến vĩnh cửu, cái gọi là mất cân bằng sẽ xuất hiện, cuối cùng hướng tới diệt vong, nếu như cứ phát triển theo chiều hướng này, vô cùng có khả năng, đất đai khô hạn sẽ xuất hiện càng nhiều, khi đó cả mảnh đất tràn đầy nguyên liệu nấu ăn chân quý mà con đang nhìn thấy trước mặt, đều theo thời gian, mà biến thành mọt bãi đất hoang. Bởi vì không có ai lại nguyện ý dùng tiền tài cùng đổ mồ hôi công sức ra để cải thiện lại mảnh đất đã không còn giá trị này. Vậy phải làm thế nào ạ? Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên, đứa nhỏ ngồi xổm trước mảnh ruộng, nhìn người chú của mình. Đường Chí Long mỉm cười quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy cương chiều, vươn tay, khẽ vuốt đầu cậu bé, đem rau dại trong tay, đưa tới bên miệng cậu, nói ăn thử không. Cậu bé nghe lời chú, bỏ rau dại vào trong miệng nhai nhai, khuôn mặt nhân lại đau khổ nhổ ra, nói thật là khó ăn à. Đường Chí Long thất thanh cười to, lại nhẹ kéo bả vai của đứa bé, thở dài nhìn về phía ruộng lúa mênh mông, hai tròng mắt tràn ngập lo lắng lại pha chút chờ mong, nói nếu muốn trở thành người có địa vị, còn phải nếm qua cay đắng, khổ đau, nếu muốn vì xã hội này mà làm chút chuyện, lại càng phải hiểu khó khăn của thế gian này, chú luôn khát vọng có một trạm trung chuyển rau dưa, hoàn cầu chúng ta tự mình mua được những cây rau tươi mới nhất thế nhưng cái này cũng chỉ là chỉ phần ngọn bằng sức của một người sao có thể thay đổi được cả xã hội này chứ vậy phải làm sao để chỉ tận gốc cậu bé hỏi đường trí long thật sâu nhìn về phía cậu bé thiện lương đôi mắt to tràn ngập hiếu kỳ mặt hiện lên tươi cười vươn tay vỗ nhẹ mặt cậu cúi đầu cẩn thận nói con chính là gốc a hạo nhiên a à, cậu bé thật sự không hiểu ha 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 đường trí long ngẩng mặt hào sảng tươi cười ý cười ấy không ngừng truyền khắp cánh đồng vang vọng khắp rừng rậm, lại thong thả theo theo thời gian, trở lại thực tại. Bên trong phòng bếp là một mảnh tính. Trang hạo nhiên nhớ lại đường Trí Long, người cha đã cho mình hiểu được thế nào là hạnh phúc của nhân gian, trong tâm anh không khỏi giấy lên một trận kích động, nhớ tới ngày đó từ mọi người, anh biết được tin xấu, toàn bộ thế giới trong mắt anh dường như hoàn toàn sụp đổ, bi thương khóc đến không thở nổi, không ngừng rơi lệ, ôm đầu kêu to, chú, chú ơi. Một trận bi thương trong nháy mắt gùa đến, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cúi đầu, không cho mọi người thấy được giọt lệ trên khóe mắt anh, dường như anh lại trở về năm mình 18 tuổi, bi thiết cùng thống khổ, còn có tuyệt vọng. Thế nhưng khoảnh khắc nghĩ tới hôm nay Đường Chí Long còn sống, anh lại không khỏi vui sướng, không ai có thể hiểu được loại cảm giác xúc động này của anh. Lãnh Mặc Hàn im lặng đứng ở một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên bị vây trong đau đớn cùng bất đắc dĩ, tâm anh cũng một trận phiền muộn, cũng không biết anh nhớ tới chuyện gì vui vẻ để lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, nói cách khác, trước khi xảy ra sự việc này, trong một khoảng thời gian, anh cùng chủ tịch Đường Thường Xuyên có qua lại. Thỉnh thoảng, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, yếu ớt nói, bởi vì ông nội tôi cùng ông tưởng, cũng không quá thích tôi cùng với chú Đường có qua lại, lúc đó tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi vẫn nghe lời, bởi vì chú Đường cũng khăng khăng không chịu gặp tôi, thỉnh thoảng tôi bướng bỉnh, chính là muốn đến, chú ấy lại làm cho tôi một bát mì sợi mì là để cho tôi tự tay làm, tôi vì sợ người khác phát hiện, đều núp ở một góc lò, ngồi ở trên ghế nhỏ, lão nhân ra người vừa tự tay kéo mì, một bên vừa vui vẻ nhìn tôi. Tôi lúc đó cũng cười rất vui vẻ. Lãnh mặc hàn nghe thấy lời này, nhanh chóng nghĩ đến cái gì đó lại nói kia. Có thể chính bởi vì như vậy mới đưa đến tai họa cho chủ tịch đường hay không? Trang hạo nhiên trong khoảnh khắc ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn, hai mắt phát phát lạnh, quả nhiên anh không có nghĩ đến điều này. Lãnh mặc hàn trong lòng do dự đánh giá một chút, liền nhìn Chu Lịch Bình, nói cảnh sát Chu, phiền ngài đem chuyện phát sinh tất cả lúc đó, nói cho chúng tôi biết được không. Chu Lịch Bình liền gật đầu, trực tiếp nhìn về phía mọi người nói, chiều hôm đó khoảng 4 giờ, lúc đường Trí Long trở lại, dường như rất là phẫn nộ, hình như bị chuyện gì đó kích thích, sau đó trách cứ hai vị trợ lý, trong hai vị trợ lý kia, có một người họ lưu lãnh mặc hàn trong nháy mắt tỉnh táo nhìn về phía chu lệ bình nhanh chóng nói tên của vị trợ lý kia có phải là lưu trí đức không chu lịch bình kinh ngạc nhìn bọn họ nói các người làm sao biết được lãnh mặc hàn cùng trang hạo nhiên đồng thời im lặng không lên tiếng làm sao có thể quên được cha của nhã tuệ một nhân vật quan trọng như vậy sau đó thì sao lãnh mặc hàn nhìn về phía chu lịch bình nhanh chóng hỏi chu lịch bình trực tiếp nhanh chóng nói tiếp theo đó là cái vị trợ lý này bởi vì bị mắng, cho nên bị Đường Chí Long kêu ra ngoài, chúng tôi lúc đó cũng hoài nghi vị trợ lý này, thế nhưng ông ấy sau khi bị trách cứ, liền đi đến bộ phận mua sắm kiểm tra lại nguyên liệu nấu ăn, khi đó đều có người chứng kiến, còn có cả camera theo dõi. Sau đó tinh thần Đường Chí Long dường như không ổn định, theo lời nói của một người sống sót duy nhất lúc đó mà nói, ông ấy là lần đầu tiên chế biến thức ăn thất bại, liền tự mình đem thức ăn đổ hết, lúc xoay người, thậm chí tay còn không may ném thìa sắt sang một bên lại không có nghĩ đến, khiến cho một cái van khí lò than bị buông lỏng, sau đó ông một mình tức giận đứng ở nơi đó, ngây người thật lâu, ngay trước mặt lão đầu bếp cùng các đầu bếp trẻ tuổi trầm mặc đi ra ngoài, lại trong lúc đó khóa chặt phòng bếp lại. Nói nhất định trong vòng 10 phút phải kiểm tra lại toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, nếu như không có làm xong, ai cũng không cho phép bước chân ra khỏi cửa. 10 phút sau ông ấy quay trở về, thế nhưng sau khi ông ấy đi khỏi đây không lâu, phòng bếp liền ầm ầm bốc cháy có mấy người tử vong tại chỗ, người sống sót lập tức chạy ra khỏi phòng bếp, thế nhưng toàn bộ hai cửa trong phòng bếp lại bị khóa. Bọn họ kêu trời không xong, gọi đất không được, ngắn ngủi một phút đồng hồ bên ngoài, khiến cho nhiều thứ toàn bộ bị nổ tung, tất cả mọi người bên trong toàn bộ đều bị chôn vùi. Trang hạo nhiên trong nháy mắt xoay người, kịch liệt nhìn về phía Chu Lịch Bình. Chu Lịch Bình cũng kích động nhìn về phía anh, làm một cảnh sát nhân dân, căm ghét cái ác như kẻ thù, ông nghiến răng nghiến lợi nói, đường trí Chí long chính là hung thủ. Nếu như không phải là bởi vì ông ta, trong phòng bếp, từ đầu bếp 60 tuổi cho đến người mười mấy tuổi sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Đều bởi vì một mình ông ta, những người này đều bị chết cháy. Tôi khi đó, nghe tin chạy tới, nhìn thấy cái cảnh kia, thật sự vô cùng thê thảm. Mọi người, bao gồm cả người nhà của họ đều kêu trời trách đất. Lãnh mặc hàn nhanh chóng đi tới trước mặt Chu Lịch Bình, hỏi việc này từ đầu đến cuối chủ tịch đường đều tự thú nhận không một lời oán trách cùng khẩu cung của người sống sót duy nhất là một sao giống nhau như đúc chu lịch bình nhanh chóng nói không có khả năng trang hạo nhiên cấp tốc xoay người kích động nhìn hoàn cảnh chung quanh cắn chặt răng nói điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách làm việc của chú đường tôi và ông ấy ở cùng nhau lâu như vậy cho tới bây giờ cũng không có thấy ông ấy lớn tiếng trách cứ ai cả không thể nào là ông ấy Tuyệt đối không phải, lúc đó nhất định là xảy ra chuyện gì đó, với tính cảnh giác cao của chú ấy, làm sao có thể để khí than dò dỉ ra ngoài mà không hề hay biết. Ông ấy đã thẳng thắn thừa nhận chuyện này, chính ông ấy đã hại chết những đầu bếp ấy, bên trong còn có một người mới 18 tuổi a." Chu Lịch Bình bi phẫn gào lên. "Cái thân ảnh màu trắng kia, là có chuyện gì xảy ra?" Lãnh Mặc Hàn lại nhanh chóng hỏi, lúc đó không phải còn có một điểm đáng ngờ sao? Chương 979 tham gia. Chu Lịch Bình nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, rất nhanh nói, chúng ta khi đó tiến hành điều tra về một cái bóng trắng, thậm chí sử dụng cả công nghệ máy tính để khôi phục lại hình ảnh của cái bóng ấy, nhưng vì camera ghi hình có thể nhầm lẫn nó với khói ở nhà bếp, xác suất khôi phục được rất thấp. Chỉ biết là trong hồ sơ có ghi lại sự xuất hiện của nó, nhưng cái bóng không hề tiến vào phòng bếp mà chỉ đứng ở ngoài cửa. Phòng bếp có hai cửa chính, tại sảnh có để một cái bàn ăn lớn thường được dùng để nếm thức ăn hoặc là nơi để thảo luận về món ăn đó, cửa phòng bếp thì làm từ thủy tỉnh trong suốt, để đầu bếp có thể thuận tiện dễ dàng theo dõi bên trong. Lãnh Mặc Hàn nhíu mày nhìn về phía Chu Lịch Bình, án phóng hỏa có thể nghi ngờ là do cái bóng trắng đó gây ra, vì cái gì khi ấy không triệt điều tra cho rõ. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng nhìn về phía Chu Lịch Bình. Chu Lịch Bình nghe vậy liền trầm mặc không lên tiếng, tay cầm văn kiện, lấy ra cuốn sổ màu đen kẹp giấy A4 ngón tay chỉ vào cái bóng trắng ở ngay gần cái bàn bằng thép để trong phòng bếp. Chúng ta có bản tư liệu này, cái bóng này đích thị không tiến vào, bởi vì hắn xuất hiện trong khoảng thời gian ấy, nhưng vì cửa đã đóng chặt. Hắn nghĩ muốn tiến vào cũng tiến không được. Trang hạo nhiên tâm trạng trùng xuống như vừa bị dáng một búa, thong thả vươn tay ra, mặt anh biểu lộ tia kích động, tay cầm lấy tờ giấy A4, nhìn thấy bên trên một màu đen, chỉ thoáng qua một bóng trắng không nhìn rõ, cái gì cũng thấy không được, trong lòng chợt giấy lên một cỗ bi thương, anh vẫn như cũ nén đau thương lắc đầu nói, không thể. Không thể như thế được, thật không có khả năng, chú đường tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm như thế được. Không có khả năng, nếu ông ấy có ý định mưu sát, vậy sẽ không chỉ chịu án trung thân. Chu lịch bình bi phẫn nói, mà ông ta phải chết 10 năm về trước mới phải. Trang hạo nhiên nhấc mí mắt, đôi mắt mang theo giận dữ nhìn về phía chu lịch bình, tay nắm chặt tờ giấy A4, vỏ tròn lại như một quả bóng. Lãnh mặc hàn cảm thấy đối sự việc này, hoàn toàn có thể thỉnh giáo Chu Lịch Bình, liền nhanh chóng đi tới trước mặt cậu ta, anh đưa mắt trao đổi trang hạo nhiên, rồi khẩn thiết nhìn về phía Chu Lịch Bình nói, Chu Cảnh Quan, tôi tin tưởng khi ấy trong hồ sơ có phát hiện tại hiện trường, các người nhất định đã chụp được chứng cứ. Tôi có thể nhìn xem ảnh chụp lúc đó không? Không thể, Chu Lịch Bình trực tiếp từ chối, lạnh lùng cương quyết nói, đây là văn kiện mật của nội bộ của cục cảnh sát, không thể tiết lộ ra ngoài, tôi hôm nay đến đây, chính là muốn đổi lấy cảnh sát trưởng, nếu không phải, chắc chắn tôi không bao giờ đặt chân tới khách sạn này, chỉ cần tôi nghĩ đến những người bị thiêu sống, còn có người nhà của họ quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, tôi liền hận không thể băm vằm hung thủ ra từng mảnh. Hắn giết chết 10 mạng người, hại ba gia đình ly tán, tan nhà nát cửa. Trang hạo nhiên đột nhiên cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, khuôn mặt căng thẳng, tay co giật nắm chặt tờ giấy A4 kia, Gân xanh mu bàn tay nổi lên, run rẩy như muốn giết người. Tiêu Đồng đứng một bên, nhìn thấy tình trạng này của Trang Hạo Nhiên, cô căng thẳng tới độ túa ra mồ hôi lạnh. Lãnh Mặc Hàn thì hai mắt lưu chuyển nhanh, suy nghĩ về sự việc. Chu Lịch bình chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn với những người khác nhanh chóng hỏi, vì cái gì mà sự việc xảy ra cách đây 10 năm nay mới bắt đầu truy xét? Các người không tin vào khả năng điều tra của cảnh sát sao? Ông ta đã nhận tội ông đã sám hối, các người hoàn toàn không tin. Trang hạo nhiên nghiến răng, hai mắt run rẩy kích động, không nói. Lãnh Mặc Hàn trong khoảnh khắc này lại từ từ nâng đầu lên, nhìn về phía Chu Lịch Bình cảnh quan, ngài xử án nhiều năm như vậy, tôi tin tưởng, trực giác của trinh thám hoàn toàn chuẩn xác, đúng chứ? Chu Lịch Bình trầm mặc nhìn anh, không tán đồng cũng không phủ định câu nói này. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía ông thản nhiên mỉm cười chúng ta mỗi người đều sống trong một khoảng thời gian nhất định năm tháng trôi qua hẳn có thể có một loại trực giác cảm giác được một người là người tốt hay người xấu bọn họ trên người đều phát ra một cỗ hương vị khác nhau chính là họ bị ông tự mình bắt giam mặc kệ họ có phải hung thủ gây ra án phóng hỏa hay không nhưng hẳn cả đời này ai cũng là quà tặng của mùi hương nhưng lại đâu phải ai cũng có thể lưu lại mùi hương này chu lịch bình nghe câu này lại trầm mặc nhìn về phía anh Trang Hạo Nhiên trong lúc này, không nghĩ nhiều, chỉ nặng nề thở một hơi, anh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh xoay người, đi ra khỏi phòng bếp, bước qua cửa lớn, cứ thế chậm chậm đi ra ngoài. "Lão đại, người muốn đâu?" Tiêu Đồng rất nhanh chạy về hướng Trang Hạo Nhiên, cảm thấy kỳ quái liền hỏi. Trang Hạo Nhiên mặc nhiên không lên tiếng, chỉ chuyển động nện từng bước chân, thong thả đi phía trước, bóng dáng dần mất hút trong đêm tối. Bệnh viện. Màn đêm buông xuống, bệnh viện vốn kiến trúc một màu trắng toát, lại sừng sững đứng giữa màn sao đêm tiết trời mùa hạ, đem đến một cảm giác nặng chiếu, bất luận là màu trắng kia có lẽ sáng ngời ngợi đi nữa, đều không cách nào giảm đi thương đau. Trong phòng bệnh đặc biệt, người hô hấp thở ra một làn hơi trắng như xương, bên cạnh là một bó hoa bách hợp, cứ như thế tươi tắn nở rộ. Đường trí long mặc áo trắng bệnh nhân, mái tóc cũng bạc đi, trên mặt chằng chịt vết nhăn, ông buông ánh mắt nhìn xuống, cao môi lo lắng, ông cứ như vậy tiêu tụy nằm ở giường bệnh, giống như khó ngủ, lông mày ông nhăn lại, môi khẽ hở ra, ngược thì phập phồng thở. Trang hạo nhiên an tĩnh yên lặng đứng cạnh giường bệnh, sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu, nhìn về phía khuôn mặt nhăn nheo hốc hác của đường trí long, tóc trắng buông xóa lộn xộn, dường như một sinh mệnh sắp hoàn toàn biến. Trong lòng chợt cảm thấy chua xót anh nặng nề chớp mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn ông, chỉ tĩnh lặng mà ngồi bên giường bệnh, nhìn bàn tay nhăn nheo lại bị thương của ông, một số nơi đã bị phá, nghe nói nơi ngục giam, mỗi ngày tù nhân đều phải bê đá hoặc đào mỏ. Anh thở dài một hơi, đôi mắt thoáng qua tia bi ai, dần nén lại cảm giác chua xót trong lòng, thong thả vươn bàn tay ra, nhu thuận nắm lấy bàn tay đường trí long, bàn tay ông rất thô ráp, tâm anh đau như dao cắt, anh cúi đầu, đôi tay đưa ra nắm lấy bàn tay đã trải qua vô số đau thương kia, nhắm mắt lại, bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng trên mu bàn tay ông, nước mắt run rẩy tràn ra từ khóe mắt trượt dọc theo mũi chảy xuống có lẽ anh cảm nhận được nỗi đau này như thể chính mình là người bị thương đường trí long tiều tụy nằm trên giường mắt hơi dao động hé ra nhìn xung quanh rồi dừng lại trên thân ảnh của trang hạo nhiên đang ngồi bên giường của mình anh đang cúi đầu nắm lấy tay ông lộ ra tia yêu thương ông rời mắt đi lấy lại sự bình tĩnh nhìn thấy cuộc sống của mình trên người đứa trẻ này giọng khàn khàn kêu hạo nhiên đấy à trang hạo nhiên chợt ngẩng đầu lên mang bao nhiêu bi thương đau lòng trong mắt nhìn về phía đường trí long, anh như một đứa trẻ, khổ sở nén lại, nhưng vẫn đau lòng, cúi đầu che đi nước mắt đang rơi, nghẹn ngào khàn khàn nói, chú. 12 năm trước, con tưởng người đã chết, con khóc liền mấy ngày đêm, lần đầu tiên trong đời cầu xin ông trời, chỉ cần làm cho người sống lại, con nguyện lấy chính mạng sống mình hoán đổi. Chỉ là, giờ phút này con lại phát hiện người vẫn còn sống, con thật sự mừng phát điên đi, trong lòng thật đau quá phải làm thế nào mới có thể giúp người an hưởng tuổi già phải thế nào làm mới có thể cưới được con gái người giống như tất cả lão nhân gia gần cuối đời có thể tận hưởng những năm tháng còn lại chỉ cần nghĩ đến chú trong tù phải vật lộn để sống qua ngày con không chỉ cảm thấy đau lòng nếu có thể thay đổi con thực sự muốn người đi tù là con ngoặc kép anh nói xong vẫn cứ nắm chặt lấy tay lão nhân gia cúi đầu ma sát với tay anh nước mắt cứ thế trượt xuống Đường Chí Long trong nháy mắt bị kích động, đôi mắt cũng ứa lệ, trên khuôn mặt để lộ sự mất mát cùng bi thương, nhìn đứa nhỏ này. Con mới đến lúc nãy thôi, Trang Hạo Nhiên cúi đầu, lại kích động run rẩy trong lòng, nghẹn ngào nói, con nghĩ, người ở bệnh viện như thế này, cả ngày trong phòng bệnh, làm bạn với bốn bức tường. Trong quá khứ kia người có bao nhiêu vẻ vang hào hùng, được vạn người kính phục. Con biết chú không phải người như vậy, người không thể như vậy, con không tin, con tuyệt đối không tin, người là hung thủ phóng hỏa con không tin con tuyệt đối không tin hạo nhiên đường trí long kích động nghẹn ngào gọi anh con không tin con không tin trang hạo nhiên lại cúi đầu nắm tay ông một trận đau lòng khóc lên kích động nước mắt tuôn rơi khổ sở nói thật hy vọng có thể cả đời này như vậy ở bên người mãi mãi ở bên cạnh người đường trí long hai mắt ngấn lệ sắc mặt tái nhợt như bệnh đậu mùa đưa mắt nhìn trần nhà vẫn để đứa nhỏ kích động run rẩy nắm chặt tay mình, ngực ông nặng chịu như hàng vạn ngọn núi đè lên, vẫn như cũ không oán trách hay hối tiếc. Bầu trời vẫn lấp lánh vạn ánh sao, chúng ta có thể nhìn ngắm trời sao ngày hôm nay, kỳ thật đã trôi qua ba vạn năm, bởi vì thời gian quá xa, cho nên giờ phút này mới xuất hiện nơi chúng ta. Thực tế, những ngôi sao ban đầu có thể đã biến mất, nhưng ánh sáng của những ngôi sao ở thời điểm này vẫn còn tồn tại, có lẽ nó sẽ là chủ đề muôn thuở của cuộc sống khách sạn Á Châu. Tiệc ngoài trời, có nến thắp sáng khắp nơi trông rất lãng mạn và xa hoa trên tông nền trắng sang trọng, ngay cả khăn ăn cũng được gấp theo hình hoa sen đầy tinh tể, ánh đèn nhấp nháy, vừa mang vẻ tinh khiết lại vừa đủ sáng, những ly rượu được xếp thành tầng cao một thước năm, từng đóa hoa bách hợp rực rỡ càng tôn lên nét thanh nhã, mỹ lệ, rượu trái cây mở ra như đài phun nước, từ từ chảy ra, nồng đượm hương vị hoa quả tươi, dưới ánh sáng màu xanh càng thêm vẻ tươi mới như vừa được nấu xong. Bồi bàn một thân mặc đồng phục màu đen, ai ai đều được huấn luyện kỹ càng chuyên nghiệp, bày ra tất cả ly rượu, bên kia có tất thảy 70 loại ly thủy tinh, trông hết sức độc đáo, phản chiếu ánh sáng lại càng lung linh ấn tượng. Có rất nhiều đá, từng lớp từng lớp khí lạnh tản ra, phải tím nghênh đón gió biển phiêu động, tạo ra tầng tầng lớp lớp mềm mại dịu dàng, quả nhiên thật mê người. Khách tới tham quan, nhã tuệ khẩn trương bận rộn trong ngoài, một hồi thì xác định chỗ ngồi, một hồi thì phân phó nhân viên đưa danh sách các bậc thầy về rượu, xác định là 12 người, lát sau họ còn phải đi thi đấu, cô lại vội vã bận rộn đi ra ngoài, đã thấy khách khứa lần lượt đi vào, ai ai cũng mặc lễ phục sang trọng thập phần hoa lệ, vui vẻ cười nói với nhau, cô nhất thời nhớ tới đường khả hình, tim đập loạn nhịp nghĩ, khả hình, đêm nay không biết cô ấy có tham gia yến hội không. Một nữ phục vụ mặc đồng phục đen, tay cầm một quả cầu hoa đi phía trước, nghiêng mặt nhìn nhã tuệ, đôi mắt ánh lên tia tàn nhấn cùng đắc ý. chương 980, phối hợp nhân vật. Phòng nghỉ ngơi. Đường khả hình vẫn mặc thường phục, cuộc tròn nằm trên ghế dựa, không ngừng lật xem tài liệu, đôi mắt luôn dính lên nội dung trong tài liệu, trong miệng lẩm bẩm khen ngợi vài câu, lúc trước xem qua tài liệu, vẫn còn khen ngợi. Thi ngữ cùng lạp lạp, còn có tiên nhi đứng ở một bên, nhìn thấy đường khả hình nghiêm túc như vậy, vốn là cũng không muốn cắt ngang cô, nhưng vẫn là thích hợp mà đánh tỉnh cô, nói, đường tiểu thư, yến hội tối hôm nay, là vì các phục vụ rượu trong buổi thi đấu thuận lợi mà cử hành, còn có các lão sư chuyên rượu đều đến, tôi còn nhớ rõ Vitus tiên sinh có nói, hy vọng cô lấy sự khiêm tốn làm chủ, nhưng nếu như tối nay không tham dự bữa tiệc, có thể sẽ bị người ta nắm thóp mà nói sao hành động bị người ta biết. Bắt chẹt, nói này kia với ý xấu. Đường khả hình đang tập trung xem tài liệu không có nói gì, nghe được câu này, cũng giữ lại một chút tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía thi ngữ thi ngữ cũng giống như xin ý kiến mỉm cười, nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình ôm sách giáo khoa suy nghĩ một chút, quay đầu, nhìn phía bầu trời ngoài cửa sổ, có nhiều ánh sáng, gió lạnh thổi qua, đều lộ ra cảm giác đầu thu nhẹ nhàng, biết tối nay trang hạo nhiên có chuyện phải làm, sẽ không tham gia yến hội, nhưng là cô im lặng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu một cái, nói, được rồi. Tôi sẽ tham gia, chỉ là đồng phục, ngàn vạn lần đừng có cao điệu quá, tránh cho lão sư lại mất hứng ngay cả trang sức châu báu cũng không cần. Ngài yên tâm, sáng sớm tôi đã chuẩn bị xong cho ngài. Thi ngữ mỉm cười nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng nhìn về phía thi ngữ mỉm cười. Một luồng gió thơm ngọt thổi tới. Lạp lạp, tiên nhi còn có diệp mạn nghi vì đường khả hình ổn định tâm thần mà đốt cây nến hoa huân thảo sao hoa oải hương trị giá 3 vạn một cây nến. Thật ra thì đồng giá với loại nước hoa đắt nhất, chỉ thấy thời điểm ánh nến sáng lên, những làn khói tràn ngập hẳn lên, cả cảm giác, bồng bình nhẹ nhàng, khiến trong lòng cùng linh hồn của người ta cũng chậm rãi mà buông lỏng. Bên trong phòng tắm, cơ thể của đường khả hình trần trụi, nằm vào trong bồn tắm, chỉ lộ ra đôi vai trắng như tuyết, và cả bộ ngực như ẩn như hiện, cô kéo bím tóc hơi ướt, nhắm mắt lại, khuôn mặt mỉm cười, hưởng thụ mùi thơm trong phòng tắm này, thi ngữ mỉm cười khuấy nhẹ những cánh hoa hồng đỏ thảm xoáy nhẹ trong hồ tắm. Mỉm cười nói, người mùi hoa tắm cảm giác thật thoải mái, nước trong bồn tắm này, Trang phu nhân sai người bỏ thêm vài giọt dịch thể bách, có thể nhanh chóng làm lành vết thương, khiến cho làn da trắng và mịn màng. Cô nói xong, nhìn về phía đường khả hình cười ngọt ngào. Đường khả hình bởi vì hôm nay cơ thể quá mức mệt mỏi, liền không lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại, chỉ có nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thời gian trôi qua từng chút. Cửa phòng thay quần áo mở ra, đường khả hình mặc bộ áo liền quần dài màu xanh dương đậm, lộ ra phần vai, nhẹ nhàng đi ra phòng thay quần áo quần gen lụa mỏng nhẹ nhàng phất lên, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài đầy hấp dẫn, cùng giày cao gót màu bạc, lạp lạp cùng tiên nhi lập tức kéo cô ngồi xuống, để cho cô ngồi ở trước bàn trang điểm, lập tức theo lời dặn của thi ngữ, trải tóc đuôi ngựa cột cao cho cô, thậm chí đem mái tóc ngang trước chán vén lên, lộ ra cái chán vô cùng cá tính, còn có mắt nước thật to. Thi ngữ lập tức mở tất cả đồ trang điểm ra, tranh điểm khiêm tốn nhã nhận cho đường khả hình, đánh một chút phấn mỏng huân hương, tô đậm phần mũi, Cầm màu son môi tự nhiên, thoa lên cánh môi đầy đặn và gợi cảm của cô. Đường Khả Hinh ngồi ở trước bàn trang điểm, hơi nghiêng người nhìn mình ăn diện tối nay, bởi vì lão sư sẽ thích, liền không nhịn được mỉm cười, lặp lặp cầm máy uốn nóng, uốn cong phần đuôi tóc của cô một chút, Tiên Nhi lại giúp cô cầm lên thắt lưng màu đen, để cho cô đứng lên, buộc ở eo thon nhỏ, nhất thời dáng người hấp dẫn gợi cảm hiền lộ không sót gì. Tiên Nhi thật hâm mộ đứng ở một bên, nhìn eo của Đường Khả Hinh vô cùng thon cười nói cũng chỉ có đường tiểu thư, dám cài thắt lưng to như vậy, eo thô một chút cũng không có. Đường khả hình nghe lời này, cả người đứng ở trước gương, khuôn mặt hiếm thấy có chút thành thục nở nụ cười quyến rũ, hài lòng nặng nề thở một hơi, thuận tay cầm cuốn sổ tay nhỏ bên cạnh, mang theo một chút bướng bỉnh quay đầu, nhìn về phía họ khẽ nhách cười nói, đi thôi. Thi ngữ và hai người kia nhìn cô như vậy, cũng không nhịn được cười. Tối nay thật sự là có một bầu trời rực rỡ, Sao lốm đốm khắp nơi đầy trời, sóng biển nhẹ nhàng cuốn tới, bọt sóng thỉnh thoảng lại tấp lên bờ. Một chiếc Rolls-Royce màu đen, lóe ra ánh sáng đèn chói rọi, chậm chạp dừng ở quán rượu, Đông Anh lập tức dẫn mọi người mỉm cười bước lên trước, cô đi trước tổng giám đốc một bước, dịu dàng mà tôn kính mở ra cửa xe, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc, ngài đã tới." Ánh sáng bên trong xe di chuyển, không có bao lâu, Tưởng Thiên lỗi thay một bộ quần áo phong cách hàng ngày, mặc Âu phục màu đen viền bạc bên trong mặc áo sơ mi đen, vô cùng quyến rũ với khăn cổ màu bạc, giấu ở trong áo sơ mi, lộ ra 10 phần cảm tính, tản ra hơi thở có thể chết người, nện bước chân ô cùng vững vàng, đi ra rôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt theo thói quen liếc mắt nhìn đại sảnh của khách sạn mình, mới đút một tay trong túi quần, cất bước đi về phía trước. Đông Anh cùng Tổng Giám Đốc, còn có mấy thư ký cùng nhau trầm mặc đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi bên cất bước đi về phía trước, vừa nhàn nhạt hỏi người sau lưng, nói, nghe nói bộ trưởng nhà hàng biển, thiếu chút nữa té vào trong ao. Điều này sao có thể? Bình thường cũng chỉ có biểu diễn cùng người nuôi dưỡng mới có thể đi vào, nhưng theo thời gian quy định đi vào, đều phải có quản lý mở mật mã khóa, tại sao cô ta lại rơi vào đó hả? Tổng giám đốc lập tức tôn kính, nhưng cũng nghi ngờ trả lời, chúng tôi đối với chuyện này cũng vô cùng khó hiểu, Kỳ Gia Minh cũng không rõ ràng, chỉ biết là lúc đó Hân Di tò mò bên trong phòng ăn lại có tiếng vang kỳ lạ, liền đi đi vào người này bình thường lá gan cũng thật lớn, hơn nữa khách sạn chúng ta quản lý từ trước đến giờ có giao tình rất tốt với nhân viên, biết mật mã cũng không kỳ lạ. Chỉ là thông qua chuyện ngày hôm nay, tôi đã khẩn cấp họp lại với mấy quản lý, tăng thêm trừng phạt quản lý nào để lộ mật mã ra ngoài cho mọi người biết, hơn nữa cũng bịt lại tiếng gió, không để cho tin tức này truyền đi. Tưởng thiên lỗi hai mắt lóe lên, vừa nghiêm mặt đi về phía trước, vừa nói, một nhân viên phòng cháy chữa cháy tốt, không phải nghĩ tới phải dập lửa như thế nào, mà là nghĩ tới, phải làm như thế nào mới không xảy ra hỏa hoạn. Cho nên tuyên truyền cùng trừng phạt, giống nhau phải tăng lên. Thậm chí phải chú ý an toàn, truyền lại lời của tôi, hôm nay bắt đầu, nhưng vùng nguy hiểm, tỷ như phòng ăn biển, cùng động vật trong quán cà phê, và cả vườn hoa khu bạch hổ, tất cả phải giám sát 24 phần 24. Tuyệt đối không thể khiến chuyện này xảy ra nữa. An toàn của công nhân viên rất quan trọng. Vâng, hoặc Minh lập tức gật đầu ứng tiếng đi đi, tưởng thiên lỗi nói xong, liền lạnh nhạt bước lên trước, đi qua vườn hoa sau đại sảnh, đi cùng với Đông Anh, quẹo trái, vòng qua cổng nhỏ, đi tới khách sạn sau vườn hoa. Ban đêm tối tăm, mênh mông, cây dừa già cùng cỏ rừng nhiệt đới đứng chung một chỗ, khắp nơi lóe ra ánh đèn ngọt ngào, tiếng sóng biển, lãng mạn khắp nơi đánh thẳng vào bờ. Đường khả hình cùng ba người thi ngữ vừa nói vừa cười đi tới phía này. Khi cô đi qua cây tùng thấp nhỏ thì thấy tưởng thiên lỗi đang từ thang đá đi xuống, mắt của cô sáng lên, a à một tiếng, kêu nhỏ tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng không khỏi mà dừng bước lại, có chút nghi ngờ quay đầu, thấy đường khả hình tối nay cư nhiên ăn mặc thành thục và gợi cảm như thế, thậm chí nụ cười vô cùng mê người, đón gió đi tới, lụa mỏng bồng bềnh, dưới ánh đèn lộ ra đôi chân dài mê người, sắc mặt của anh hơi cứng lại, hai mắt có chút xấu hổ khẽ chấp, lại nhàn nhạt nhìn cô. Đường khả hình cũng mỉm cười cất bước đến gần tưởng thiên lỗi, nhìn anh tối nay cư nhiên đẹp trai như vậy, cô lập tức trêu chọc oa một tiếng nụ cười ngọt ngào vui vẻ nói tối nay anh rất đẹp trai tưởng thiên lỗi nghe lời này khuôn mặt có chút dịu dàng cười bất đắc dĩ đôi mắt nóng bỏng lóe ra thâm tình bên trong nhìn về phía cô hai người ở gần đứng ở dưới ánh đèn màu xanh mỉm cười nhìn về phía đối phương đông anh đầu tiên là tôn kính nhìn về phía đường khả hình mỉm cười gật đầu kêu nhỏ đường tiểu thư tổng giám đốc thi ngữ lạp lạp cùng tiên nhi cũng đồng thời nhìn tưởng thiên lỗi tôn kính không người, kêu nhỏ. Tưởng thiên lỗi trầm mặc mà mỉm cười nhìn đường khả hình thật lâu, ánh đèn màu xanh này, hơn chiếu lên gương mặt trái xoan của cô, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt nước, tối nay càng lộ vẻ mê người, giống như thật lâu không thể rời bỏ tầm mắt, tâm tình cứ lắng động xuống như vậy, hưởng thụ thời gian ở một chỗ cùng cô, nhưng lý trí vẫn khôi phục, liền hơi thu liễm ánh mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, nói các cô đi trước đi, Tôi đi cùng Khả Hinh tới tham gia yến hội này. Anh biết cặp sinh đôi ở gần đây, thi ngữ cùng đông anh nghe, liền đồng thời mỉm cười gật đầu, trầm mặc rời đi. Một luồng gió nhẹ thổi qua, truyền tới một mùi thơm hơi thở. Tưởng thiên lỗi đến gần một bước, đôi mắt nóng rực, nhìn về phía đường Khả Hinh, vẻ mặt mỉm cười, không chút nào che giấu ca ngợi, nói tối nay em thật đẹp. Đường Khả Hinh dịu dàng mỉm cười nhìn anh, phát hiện tất cả đều đã vật đổi sao rời, rất nhiều người cùng chuyện, còn có những cảm xúc bi thương đều đi qua, thật sự là rất may mắn tha thứ quá khứ của anh, cho nên hôm nay mới có thể tự nhiên đối mặt như vậy, mặc kệ như thế nào, người đàn ông dịu dàng phong độ này, luôn khiến người ta tán thưởng và học hỏi theo. Con đường đi về phía trước, có thể cùng anh nỗ lực, đây là hạnh phúc của mình, nghĩ tới đây, cô liền nở nụ cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô một lúc lâu, mới theo bản năng rời ánh mắt đi, liếc nhìn ánh trăng thật đẹp hôm nào, còn có cách vị trí yến hội cách mình không xa, ánh đèn đang sáng lên, cùng âm nhạc du dương, tâm tình của anh rõ ràng có chút thoải mái, quay đầu, nhìn cô cười nói tối nay có thể để cho anh làm một hộ hoa sứ giả, đưa em đến buổi yến hội này không? Anh nói xong, lạnh nhạt nhưng mong đợi nhìn cô. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình dịu dàng nhìn về phía anh, khẽ cười. Tưởng thiên lỗi hơi nghiêng người, nhìn về phía cô, cười nói có thể không. Đường khả hình đầu tiên là nghiêng mặt, giống như cố ý suy nghĩ thêm một chút, liền mới không nhịn được cười, nhẹ đưa tay vòng qua tay anh, nhẹ nắm cánh tay kiên cố cứng rắn của người đàn ông này, lộ ra một chút bướng bỉnh, nghiêng mặt dịu dàng nói có thể. Chỉ có thể để cho anh đi cùng em một đoạn đường, nhưng không thể trực tiếp đến đại sảnh yến hội. Bởi vì lão sư của em, thật sự không muốn em quá làm nổi. Nếu như để ông ấy thấy được Tổng Giám Đốc Hoàn Cầu đưa em tới, ông ấy có thể sẽ nhốt em lại, mắng một trận rồi không thiếu đánh mấy roi đâu. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, không khịn được cười, hơi xoay người, hưởng thụ cô gái dịu dàng mà mình yêu, kéo cánh tay của mình, đón gió biển êm đềm, cùng với cô cất bước đi về phía trước. Audio điện tử võ tấn bền chương 981, Thuần Thú Sư Gió bắt đầu thổi lớn, sóng biển vẫn cuộn trào. Trên bãi cỏ, truyền tới tiếng cười lanh lành. Đường khả hình kéo cánh tay tương thiên lỗi đi về phái trước, vừa cùng anh vui vẻ tươi cười, bàn luận về một vài chuyện con người xảy ra hôm nay, khiến tương thiên lỗi vô cùng vui vẻ mỉm cười, ngẫu nhiên đi bộ về phía trước, bước qua con đường đá nhỏ quanh co, lại muốn nhắc cô ấy đi đường phải cẩn thận, không nghĩ đến cô thiếu chút nữa trẹo chân, suýt là té ngã, anh lập tức ôm lấy eo cô, không sao chứ. Đường khả hình vừa cười lắc đầu, vừa đứng lên, nhìn về phía tương thiên lỗi, lại tinh nghịch chỉ tay về phía anh đôi mắt to sáng lần trước anh cùng vị thiên kim nào đó gây ra vụ tai tiếng động trời là chính anh đỡ cô ta một tay có đúng không tương thiên lỗi nhìn về phía đường khả hinh giật mình đường khả hinh vẫn không tự kiềm chế được cười nhìn về phía anh anh không biết nữ nhân viên của khách sạn chúng ta mỗi ngày đi làm tan ca lướt máy tính lướt điện thoại xem tin tức thú vị chỉ cần nhìn thấy đần của anh và trang hạo nhiên đều vui vẻ vô cùng nhất là anh bởi vì anh không hay có tin đồn vị thiên kim kia vô cùng xinh đẹp động lòng người rất có khí chất nghe nói cô ấy thẩm yêu anh từ rất lâu rồi tương thiên lỗi nhất thời bật cười bất đắc dĩ nhưng lại rất để ý vừa khẩn trương vừa giải thích cho cô không có chuyện đó anh và cô ấy chưa xảy ra chuyện gì cả chỉ có duyên gặp mặt một lần bữa tiệc lần trước bị bắt buộc phải nhảy cùng cô ấy một bản anh vốn không thể nào cùng phụ nữ khiêu vũ cho nên bọn anh mới tìm cách văn vẻ làm lớn tuấn nam bọn họ bởi vì chuyện này mà cười anh hai ngày đó. Đường khả hình lại một trận cười đau ruột. Tương thiên lỗi đôi mắt nóng bỏng sâu lắng nhìn về phía đường khả hình, lại có chút khẩn trương, căng thẳng, thật sự không có, tuyệt đối không có, em phải tin anh. Đường khả hình lúc đầu cười rất vui vẻ, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn biểu hiện chân thật của anh như thế nào, chính cô cũng có chút ngượng ngùng, nhìn về phía anh, giảm bớt ngữ khí, cười mỉm, em biết, chỉ là đang nói đùa anh thôi, nhưng, anh cũng đã từng này tuổi, lúc này nên tìm cho mình một người bạn đời không cần lại cô đơn một mình nữa tương thiên lỗi cứ như vậy nhìn cô trầm mặc nói mà không nghĩ đường khả hinh lúc này trầm mặc mà nhu mì nhìn về phía anh dường như ý thức được ý nghĩ sâu xa trong đôi mắt kia đôi mắt cô chớp chớp không có nói thêm lời nào chỉ hơi cúi đầu ý muốn xoay người rời đi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đường khả hinh dừng lại nhìn xuống quay người nhìn về phía tương thiên lỗi Tương thiên lỗi vẫn như cũng nhìn cô thật sâu sắc như vậy, đôi mắt nóng bỏng, hoang mang không giới hạn, dường như có ngàn lời nói, muốn vọt ra khỏi miệng, nhưng bởi vì không muốn lại gây thêm gánh nặng cho cô, liền dừng lại nhẹ buông tay, hai bàn tay đút túi quần, lắng xuống những suy nghĩ đó. Đường khả hình vẫn như cũ cũng trầm mặc nhìn về phía anh, biết có một vài chuyện, vẫn cần mọt khoảng thời gian. Cô xoay người nhìn về hướng bữa tiệc ngoài trời lúc này, tháp ly rượu cao hơn một mét, khúc xa ánh sáng chói lóa, từng đóa hoa hồng phát ra ánh sáng của viên dạ minh châu vô cùng huyễn lệ lộng lấy lóe mắt cô nở một nụ cười ngọt ngào quay người nhìn về phía tương thiên lỗi được rồi cảm ơn anh đã đưa em đến chỗ này em muốn đi bộ một mình tương thiên lỗi chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía cô đường khả hinh cũng không còn sự lựa chọn nào nhìn về phía anh mỉm cười xoay người thong thả cất bước làn váy bay bay hiện rõ ra kể từ sau khi cô đến nước anh trở về gợi cảm và trưởng thành như vậy Tương Thiên Lỗi vẫn như cũng nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, nhìn bóng lưng của cô đi càng ngày càng xa, đôi mắt anh ngập tràn đau đớn, như độc thoại trong tâm, anh cả đời này đã từng đoạt lấy trái tim em, vậy kiếp này anh sẽ đem trái tim của anh trả lại cho em, từ nay về sau nó sẽ là của em, tuyệt đối sẽ không trao cho bất cứ kẻ nào. Anh yêu em, Khả Hinh, anh yêu em. Đường Khả Hinh giống như nghe được tiếng gọi như vậy, trái tim của cô không hiểu sao có chút thở không thông, đôi mắt nhanh chóng chuyển động nhưng vẫn mang đến sự lạnh nhạt, giống như quá khứ quay người đi như vậy, không quay đầu lại vẫn đi về phía trước. Trước tầm mắt, một màn đêm tĩnh mịch, ngọn đèn, dường như có chút ánh sáng. Phòng điều khiển tổng bộ khách sạn châu Á, các nhân viên bảo an, thi nhau ngồi trước bàn máy tính, ngón tay hốt động, mỗi 5 phút lại xoay một góc độ, tình hình của toàn bộ vị trí giám sát trong khách sạn châu Á, thậm chí còn nhìn được đến bóng cây dừa, nhìn thấy rõ ràng tương thiên lỗi đỡ đường khả hình, để tránh cô trượt chân, cuối cùng đường khả hình lại tự mình rời khỏi, đều có thể thấy vô cùng rõ ràng. Khương Vĩ gọi thuộc hạ tới, giám sát tình hình khách sạn chặt chẽ, mà một nhóm khác lại giám sát nhiều góc độ, nhất định vào ban đêm tính nguy hiểm sẽ rất cao, phải đảm bảo an toàn cho đường khả hình. Bệnh viện, một mật thất khác. Thanh Bình cùng Mỹ Linh vẻ lạnh như băng đứng trước mặt y tá vừa mới bắt được kia, nhìn cô từng bước một co quắp lại mèn lùi theo tường, trước chán đầy mồ hôi sợ hãi, đôi mắt hoang mang đầy vẻ sợ hãi, lúc nghỉ nặng nề thở dốc, đều thi nhau sợ muốn chết, Mỹ Linh nhíu mày đi tới trước mặt y tá, ấn đường nhăn lại, cắn chặt hàm răng, rốt cuộc cô chủ của các người, ngoài mấy địa điểm vừa khai ra, cô ta không thể có cách nào khác, liên lạc được với người khác. Y tá kia sợ hãi run rẩy lắc đầu, sợ tới nỗi hơi thở gấp gáp, không có. Cô ấy kỳ thật vẫn ẩn thân rất tốt, ngoài vài người biết thân phận thật của cô ấy ra, những người khác đều không có cách nào biết được hành tung của cô ấy. Bởi vì cô ấy cất giấu bí mật quá lớn, có người tìm mọi cách để giúp đỡ cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn biến mất là có thể biến mất. Hơi thở mi linh nhất thời gấp gáp, sát khí đằng đằng nghiến răng nghiến lợi, tôi sẽ không tin, cô ta có thể khoác áo tang hình, cứ như vậy mà biến mất. Thanh Bình lại ngồi xổm trước mặt y tá, hai mắt lộ ra sát khí, sắc bén hỏi, vậy người giúp đỡ cô ta, cô chỉ biết là viện trưởng sao? vâng tôi chỉ biết viện trưởng y tá kia sợ đến nỗi cả người run rẩy rất nhanh nói những người khác tôi cũng không biết thanh bình lại phủ đầu nhớ ra chuyện y tá hai bên đầu đầy mồ hôi chừng mắt nhìn bọn họ rất nhanh khẩn cầu các người bỏ qua cho tôi đi van xin các người bỏ qua cho tôi đi tôi biết cái gì đều đã nói cho các người biết hết rồi tôi không muốn chết tôi bị dày vò không chịu nổi nữa rồi tôi thật sự là không chịu nổi rồi nếu như các người cảm thấy tôi đã không còn giá trị lợi dụng không chịu bỏ qua lời nói của tôi vậy hãy giết tôi đi dù sao tôi đi theo chủ nhân cũng sống không bằng chết mỗi ngày đều không ngừng bị huấn luyện vẫn bị người đàn ông cường bạo không cho phép chúng tôi là xử nữ đến cả động vật ăn thịt người đều là công cụ bọn họ lợi dụng thanh bình nhíu mày nhìn về phía y tá này đến cả động vật ăn thịt người vâng y tá rất nhanh gật đầu không phải chỉ có xà thôi sao mỹ linh lại kỳ quái nhìn cô Y tá lập tức lặng im kinh ngạc lắc đầu. Thanh Bình và Mỹ Linh cùng lúc ngồi ở một bên trầm mặc, nghĩ về vấn đề này. Còn có, y tá đem tất cả suy nghĩ, liền cầu cứu khóc lóc, bọn họ còn tinh chế loại chất khí không màu không mùi, kiểm soát người và có thể giết người vô hình, trong đó có một người, hắn rõ ràng không nghe được tất cả âm thanh trên thế giới này, là người điếc, nhưng lại giống như một người bình thường vậy, ngoài không thể giao tiếp hắn có thể hiểu mọi ý nghĩ của con người và động vật nghe đâu là thuộc hà giỏi nhất mà chủ nhân bồi dưỡng, chuyên môn nghiên cứu chỉ thị của con người và động vật, nếu hắn không nói không ai biết hắn là một người điếc. Hắn từng là thuần thú sư, sau này đi vào đâu, tôi không biết, thật sự không biết. Thanh Bình nghe được lời này, nhín mày nhìn về phía y tá, chủ nhân của các ngươi ở đó lại có nhiều người vì hắn cống hiến như vậy. Không phải vì hắn cống hiến, đôi mắt nữ y tá run rẩy phát ra tia kinh sợ, nhìn về phía cô, đây là một tập đoàn, mỗi năm bọn họ đều chuẩn bị tiền vốn đều để củng cố mọi thế lực tôi nghe nói bọn họ chuẩn bị bước chân vào trong nước thao túng xã hội đen trong nước bọn họ mỗi một ngày đều làm chuyện như vậy mỗi một ngày đều để con người linh hồn đen tối lôi kéo vào hang động đáng sợ đó bên trong bay ra vô số tiền bạc dẫn con người ta phạm tội dẫn dắt người ta giết người hỏi đi hỏi lại tôi cái gì cũng chưa hỏi ra được ngoại trừ một tên thuần thú sư thanh bình đứng thẳng người mặt lạnh Mỹ Linh cũng chớp mắt khuôn mặt nhìn về phía y tá. Y tá lập tức rất nhanh đã khóc hòa, cô giết tôi đi. Giết tôi đi, dù sao tôi cũng không sống được. Cô không giết tôi, tôi sẽ không giết cô. Tôi sao lại muốn giết cô, tôi điên à. Mỹ Linh không để ý tới cô ta, chỉ đứng thẳng người. Nếu mày nghĩ tới lời nói của y tá này, lẽ nào như mà thật sự là ẩn thân sao? Thì không có một chút nhược điểm điểm yếu của cô ấy. Tôi vẫn luôn có một dự cảm chẳng lành, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thanh Bình không nói, thở dài đi ra ngoài, theo thói quen đi về phía phòng bệnh của Uyển Thanh, Mỹ Linh cũng đi theo qua, lúc tới phòng bệnh của Uyển Thanh, nhìn về phía giường bệnh cô đang nằm, bộ dạng đeo bình dưỡng khí đang thoi thóp, dường như cảm giác cô cả đời này không thể tỉnh lại, hai người không khỏi thở dài. Trong phòng bệnh, hai mắt Huyền Thanh đột nhiên có chuyển động mãnh liệt, bác Phúc mới vừa châm cứu cho cô được 3 phút, hơi thở của cô bắt đầu không theo quy luật, trong đầu giống như có một tia chớp xoẹt qua, quay lại ký ức khi mình bị người ta kẹp chặt xương bả vai treo lên đến khi hôn mê, chỉ có một chút ý thức, chớp mắt giống như nhìn thấy có một người, cảnh vật càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hắn nhíu mày đi tới trước mặt mình, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra sát khí tàn nhẫn. Lúc này người đó lại có một mùi hương, rất đậm là mùi hương của hoa hồng. Hồi ức thứ hai, hệt như tia chớp đánh thẳng tới, trong hình ảnh, cô đang đi theo chân viện trưởng ngồi trong xe phân tích trinh thám chụp được rất nhiều bức ảnh của Như Mạt, trong đó buổi từ thiện, một công tử nào đó mỉm cười đi đến trước mặt Như Mạt, tặng cô ấy một bó hoa hồng, Như Mạt trong bức ảnh đón lấy bó hoa hồng, mỉm cười cúi đầu người hoa hồng, trong những bức ảnh tiếp theo, đều chụp góc độ cảnh cô người bó hoa hồng, ánh mắt chuyển động nhỏ kia, từ lúc bắt đầu thuần khiết đẹp đẽ, lờ mờ, đến cuối cùng có chút mờ mịt cùng bình tĩnh. Tĩnh lặng như nước, tĩnh như kim tích gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tích gạch dưới gạch dưới gạch dưới tích gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới máy giám sát điện tim bên giường bệnh bắt đầu không nhảy theo đúng quy định uyển thanh dường như đang rất kích động hơi thở gấp gáp làm cho máy thở dưỡng khí nhất thời biến thành màu trắng hai mắt của cô bắt đầu động đậy rất nhanh chương 982, rượu trái cây chị uyển thanh mỹ linh cùng thanh bình cảm giác được uyển thanh không bình thường vội vàng đi vào phòng bệnh đi đến cạnh cô ấy nhìn cô tự dưng kích động thở dốc đau lòng tay trống ở trước giường bệnh, nhìn cô khẩn trương kêu lên, nhấn nút gọi bác sĩ tới. Một lát sau Tô Thủy Kỳ cùng bác sĩ trưởng khoa cùng mấy cô y tá cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Huyền Thanh bắt đầu thở dốc nặng nề, thậm chí cơ thể có triệu chứng co quắp, mặt nạ oxy bắt đầu xuất hiện hơi nước màu trắng. Bác sĩ chính khẩn trương đi đến cạnh cô, cầm ống nghe bệnh lên, bắt đầu chuẩn đoán bệnh, Tô Thủy Kỳ cũng đi tới giường bệnh, lấy đèn pin trong túi áo bác sĩ ra, chiếu vào mắt cô, các y tá nhanh chóng đẩy mỹ linh cùng thanh bình đi ra ngoài nói hai cô không thể ở trong này sẽ ảnh hưởng công việc của chúng tôi chúng tôi thanh bình thoáng cái đứng lên vừa nghĩ phải nói muốn ở trong này cùng cô ấy nhưng thấy y tá kiên quyết như vậy liền đành phải đứng lên một tay run rẩy nắm nhẹ tay mỹ linh vì tay bị thương cho nên cô nắm vô lực mỹ linh đứng tại chỗ kỳ quái quay đầu nhìn thấy hai mắt huyền thanh di chuyển kêu nhỏ chị huyền thanh Tô Thủy Kỳ cùng vài bác sĩ khác cùng dừng động tác lại, cũng nghi ngờ nhìn Huyền Thanh. Máy đo nhịp tim thong thả nhảy lên từng nhịp, các bác sĩ quay đầu nhìn nhịp tim nhảy lên, đi lại kiểm tra, mọi thứ đều không có vấn đề. Nghi hoặc nói có phải cô ấy có điều muốn nói không? Tô Thủy Kỳ hơi nhíu mày nhìn Huyền Thanh. Mỹ Linh tức khắc cầm tay Huyền Thanh lên, khẩn trương cúi người xuống, nhìn cô đang nhắm chặt hai mắt nhưng đồng tử lại di chuyển, giống như có điều gì cấp thiết muốn nói cô lại sốt ruột vội vã hỏi, chị Huyền Thanh, có phải chỉ có điều gì muốn nói với bọn em không? Huyền Thanh yên lặng nằm trên giường bệnh, thở dốc nặng nề, tay vô thức rơi xuống lại chậm gật gật đầu. Tô Thủy Kỳ nhìn tình hình như vậy, trầm mặt do so dự, mới ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ trưởng còn lại nói, vất vả cho bác sĩ lưu rồi, nhưng bệnh nhân đã có lời muốn nói thì hãy để cho cô ấy cùng với bạn bè cô ấy ở trong này có không gian riêng đi, chúng ta đi ra ngoài. Được, bác sĩ trưởng khoa dẫn các y tá ra ngoài. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy bác sĩ đã đi ra ngoài rồi, anh tức khắc tiến lên, kéo nhẹ mặt nạ oxy của Uyển Thanh xuống, cúi người xuống trước mặt Uyển Thanh, nghiêm túc cẩn thận nói cô có khỏe không? Uyển Thanh, tôi là Tô Thủy Kỳ cháu trai của Thủ tướng đây, cô có chuyện gì gấp, cần nói cho chúng tôi thì cứ nói đi. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nghe lời này, cũng gấp gáp nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh vẫn ở trong trạng thái hôn mê như cũ, Thở dốc nặng nề, hai đồng tử của cô dao động kịch liệt, giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Môi muốn mất máy nhưng vì phẫu thuật nhiều lần với châm cứu thường xuyên đã làm cho thân thể cô ấy tê dại, đau đớn, không có cách nào mở miệng ra được, chỉ có tay hơi khẽ nhúc nhích, ở trên giường run run rẩy rẩy di chuyển. Thanh Bình cúi đầu, hiểu được Uyển Thanh muốn viết chữ, liền tức khắc nhíu mày ngồi xổm ở trước mặt cô, đặt tay cô vào trong tay mình, mới nói "Chị Uyển Thanh, chị muốn viết cái gì thì cứ viết lên tay em đi." đồng tử của Uyển Thanh kích động di động, trên mặt bắt đầu có chút biến hóa, ngón tay tiếp tục run viết vào trong bàn tay của Thanh Bình. Thanh Bình cùng Mỹ Linh, còn có Tô Thủy Kỳ đồng thời trầm mặc nhìn. Cái tay kia bị bó bột không ngừng tiếp tục viết. Thanh Bình hiểu được chữ viết cô ấy viết trên tay, kìm lòng không được kêu lên, cốt. Uyển Thanh khẽ gật đầu. Thanh Bình gật đầu, nói chúng em hiểu, chỉ tiếp tục viết đi. Uyển Thanh tiếp tục đi chuyển ngón tay, ở lòng bàn tay của cô khẽ nhúc nhích tay. Mỹ Linh nhíu mày đọc lên kế tiếp viết truyền Huyền Thanh lại gật đầu. Tô Thủy Kỳ nhíu mày phân tích ý nghĩa của hai chữ này, thở hồn hền một chút, tiếp tục xem. Cái tay kia tiếp tục đi chuyển trong lòng bàn tay, cuối cùng viết một chữ. Đạo, Mỹ Linh đọc cái chữ này, kinh ngạc nghĩ, đây là ý gì vậy? Cốt truyền, Tô Thủy Kỳ trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía hai người giải thích nói, giải thích nôm na, đó là âm thanh luôn luôn đi qua xương sọ sau đó truyền tín hiệu đến khu thần kinh thính giác làm con người nghe được. Giải thích theo khoa học thì gọi cách truyền này là cốt truyền. Một người mất đi thính giác có thể lợi dụng cốt truyền để nghe âm thanh. Nói cách khác, giả như là một người câm điếc, trải qua mấy năm luyện tập, cũng có thể nghe được âm thanh. Vậy, có ý gì? Thanh Bình lại nhíu mày không hiểu hỏi, cô thoáng cái quên lời nói của y tá. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn về phía hai người giải thích, giải thích một chút vậy, chính là nếu các cô bị tai mình nhưng vẫn nghe được âm thanh của mình nói. Nguyên nhân là bởi vì cốt truyền, đây là một loại vật chất từ lực cộng hưởng dẫn đến. Mỹ Linh tức khắc nhớ tới người huấn luyện động vật, ánh mắt của cô sáng ngời, tức khắc cúi người, nhìn về phía Uyển Thanh khẩn trương nói, ý của cô là, khi một người bị câm điếc, có thể lợi dụng cốt truyền hiểu được suy nghĩ của con người và động vật, đúng hay không? Bởi vì nếu là như vậy, thì có thể đến đây nói chuyện được với cô đúng không? Uyển Thanh Vi chậm gật đầu. Cô biết anh ta là ai không? Mỹ Linh nhìn về phía Uyển Thanh rất nhanh mà khẩn trương hỏi. Uyển Thanh khẽ gật đầu. Ai? Thanh Bình lại khẩn trương hỏi. Uyển Thanh tiếp tục muốn viết tiếp, nhưng bởi vì sức lực yếu, hoạt động gân cốt nhiều vì vậy cơ thể cô có phản ứng, hai mắt không ngừng di chuyển, hơi thở ngày càng nặng. Tô Thủy Kỳ tức khắc tiến lên, nhanh chóng kiểm tra, sau khi kiểm tra xong hai mắt anh chợt lóe lên khẩn trương nói không được rồi tim cô ấy đập quá nhanh các cô ra ngoài trước đi chúng tôi muốn cấp cứu cho cô ấy a à, mỹ linh cùng thanh bình đồng thời ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía anh mau ra ngoài tô thủy kỳ là bác sĩ vì vậy luôn muốn bệnh nhân của mình an toàn anh liền nhấn nút cấp cứu không bao lâu các bác sĩ và y tá nhanh chóng đi đến y tá lập tức đẩy thanh bình cùng mỹ linh ra ngoài hai người không có cách nào cũng lo lắng cho sự an toàn của Huyền Thanh, đành phải lui ra, hai người đứng ở ngoài phòng cấp cứu, suy nghĩ người câm điếc vừa nãy Huyền Thanh định nói là ai, tại sao chị Huyền Thanh lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ người này ngay bên cạnh chúng mình, có lẽ là người thân cận. Hai người đứng bên ngoài, thật là khẩn trương nghĩ mãi không ra. Người huấn luyện động vật, Mỹ Linh tựa vào tường thủy tinh, ôm vai, nhíu mày nghĩ, người huấn luyện động vật thì thường hay xuất hiện ở đâu. Ở vườn bách thú, Thanh Bình mỉm cười nói: "Trừ vườn bách thú ra thì có ở đâu?" Mỹ Linh quay đầu, nhìn về phía Thanh Bình hỏi: "Trừ vườn bách thú cũng chỉ có vườn bách thú?" Thanh Bình tức giận nói: "Chẳng lẽ ai sẽ đem long hổ báo, cá mập các loại dưỡng ở trong nhà mình, có lẽ hồ cá?" Cô ngẩn ra. Mỹ Linh tức khắc mở to mắt, nhìn về phía Thanh Bình, hai người đồng thời kinh ngạc kêu to: "Khách sạn Á Châu." "Khách sạn Á Châu, bữa tiệc" các vị nguyên lão chuyên gia về rượu nho hiển hách trên thế giới cùng với nhà đánh giá ẩm thực ưu tú trên thế giới có cả một vài thiên kim của một số gia đình cùng với một số công tử cùng cầm chén rượu nói chuyện vui vẻ với nhau nhân viên phục vụ mỉm cười bê khai rượu điểm tâm được mang lên tưởng thiên lối cùng với chủ tịch hiệp hội rượu còn có Vitus jackson bốn người ngồi một bàn tiệc rượu có thể thuận lợi cử hành một cái ly champagne cao hơn một mét để một bó hoa hồng màu trắng vô cùng chói mắt Rượu trái cây được bày ra ở trung tâm tiệc rượu, màu vàng của nó lấp lánh cả căn phòng trông rất bắt mắt, một mùi thơm lan tỏa, dường như mùi hương hoa quả mê hoặc tất cả mọi người, thậm chí có chút giống như mong chờ tình yêu. Một tử linh mặc váy xẻ ngực, búi tóc sóng như thiếu nữ Nhật Bản, mềm mại, quyến rũ bước tới, cô có khuôn mặt mê người, hai mắt đê mê quyến rũ, nhìn chất lỏng kia không có chút cảm giác kích thích nào, cô nhìn chính mình, không khỏi ngửa mặt mỉm cười. Nhân viên phục vụ mỉm cười cầm cái thìa lên, múc một ly rượu trái cây đưa cho Mộc Tử Linh. Mộc Tử Linh mỉm cười nhận lấy, lại nhìn thấy đường khả hình mặc váy dài màu lam đậm, mềm mại sống động mà rất bước rất nhanh đến đây, váy nhẹ nhàng tung bay, lộ ra đôi chân gợi cảm, mỉm cười nói với nhân viên phục vụ cho tôi một ly rượu trái cây. Vâng, nhân viên phục vụ tức khắc lại mỉm cười múc một ly rượu trái cây, đưa cho cô. Đường khả hình vừa tiếp nhận ly rượu trái cây, mới chú ý tới Mộc Tử Linh, hai mắt của cô ngưng lại, mỉm cười nhạt nhạt nhìn cô ta. Đường tiểu thư cũng thích uống rượu trái cây, Mộc Tử Linh lại dùng tiếng trung lưu loát, nhìn về cô mỉm cười nói: "Có thể nếm những loại rượu khác nhau là may mắn của tôi, tôi không có yêu quý nhưng lại rất chờ mong nó." Đường Khả Hinh mỉm cười cầm chén, đang muốn cúi đầu uống ly rượu đỏ kia thì Khương Vĩ đột nhiên xuất hiện, đầu tiên lễ phép gật đầu chào Đường Khả Hinh, sau đó theo quy củ, nhanh chóng kiểm tra ly rượu trái cây của cô, thậm chí lấy một cây châm cho vào ly rượu rồi hút một ít rượu lên, rồi nhanh chóng gửi cho nhân viên đi kiểm tra. Khi nhân viên kiểm tra xác thực rượu không bị làm sao mới thông báo qua bộ đàm Đỗ Huy, Đỗ Huy mới tôn kính nói với đường khả Hinh, đường tiểu thư. Cô có thể uống. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, một tử linh hết sức kinh ngạc tim đập thình thịch, thậm chí có chút khôi hài nhìn đường khả Hinh. Trên mặt đường khả Hinh cũng tỏ ra bất đắc dĩ, tiếp nhận ly, nơi này có chút gió biển thổi vào, khẽ nhấp một ngụm rượu, thậm chí nhẹ nhàng nuốt rượu, cảm giác rượu có vị ngon vô cùng. Tưởng thiên lỗi cùng nói chuyện chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, hai mắt không hiểu sao lại nhìn thân ảnh mê người của đường khả hình kia, có rất nhiều nữ khách quý ở đây nhưng chỉ có duy nhất cô có vóc người hút hồn như vậy, chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy cùng khoác tay cô đi vào trong, không hiểu sao lại kích động cảm thấy rất yêu cô. Một nữ nhân viên phục vụ, hai mắt sáng lên nhìn đường khả hình uống ly rượu rượu trái cây kia, mỉm cười chương 983, nước hoa. Nghe nói đường tiểu thư là hồng nhan chi kỹ của Tổng Giám Đốc Trang Hoàn Cầu, hơn nữa còn là con gái nuôi của ủy viên trương, thật là một người hội tụ muôn vàn sủng ái. Tôi vẫn có một nghi hoặc, người như đường tiểu thư cô thân phận cao quý như vậy, vì sao còn muốn tham dự cuộc thi đấu đầy căng thẳng tàn khốc mà lại cẩn trọng này chứ? Mộc tử linh nâng ly rượu trái cây, uống một ngụm nhỏ, cảm giác dịch rượu băng kia thoáng qua mùi hương trái cây tươi mới, quả nhiên không giống người thường, mang đến trùng điệp những cảm giác hưởng thụ. Bác dịch thật là bậc kỳ tài trong việc trưng cất rượu, linh cảm của anh không người nào có thể sánh được. Đường khả hình trầm mặc nâng rượu trái cây, đứng ở một bên, mặt bộc lộ mỉm cười nhìn về phía Mộc Tử Linh. Mộc Tử Linh cảm giác được sự im lặng của đường khả hình, không khỏi ngẩng đầu, nhìn cô. Đường khả hình vẫn yên lặng nhìn về phía Mộc Tử Linh, qua một lát sau, cô mới nhàn nhạt nhẹ rũ mí mắt, mỉm cười thưởng thức ly rượu trong tay, yếu ớt nói, ở Nhật Bản, võ sĩ trời sinh ra là để chiến đấu, hơn nữa người của các cô, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, thất bại chính là chết. Máu từ việc mổ bụng, lướt qua cơ thể, nhỏ vào trong bùn đất kia, cho nên những thứ hoa anh đào mới có thể nở ra xinh đẹp như vậy. Mộc tử linh nhẹ nhíu mày, nâng ly mặt cứng lại, nhìn cô. Đường khả hình lại nâng ly kìm lòng không được cúi đầu, cười rộ lên nói, hoa anh đào vốn dĩ bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó lưu truyền đến Nhật Bản, rồi người Nhật mới phó thác sức sống cho nó. Có thể thấy hoa cũng có tâm hồn của hoa, nhưng tôi vẫn có một nghi ngờ sâu sắc, hoa đã có linh hồn, nó vì sao chỉ vẫy gọi những linh hồn thất bại, không cứu vớt những võ sĩ kia tàn nhẫn chém giết. Bây giờ sử sách ở đất nước chúng tôi đều ghi chép lại rất nhiều, đều hoàn toàn chứng kiến tập quán sinh hoạt ăn thịt uống máu của nước các cô, chúng tôi đây vẫn luôn biết người biết ta, quá khứ một trận, và hôm nay một trận, tồn tại thiên sai vạn biệt sao ý nghĩa dường như đạt đến cực điểm nhưng hình thức chiến tranh đều giống nhau. Sao quá nhiều khác biệt, không tương thích. Mục tử linh nghe lời này, khóe miệng giật giật, chế nhạo nhìn cô. Đường khả hình cũng mỉm cười nhìn cô một cái, dường như nhớ ra chuyện gì đó, có chút kinh ngạc nâng ly, ghé sát bên tai mục tử linh, thiện ý nhắc nhở Trung Quốc chúng tôi thực sự khởi sướng dĩ hòa vi quý. Nhưng nếu như cô muốn dùng thất bại của võ sĩ Nhật Bản để hình dung tâm hồn hoa cỏ đất nước, như vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo. Tôi sẽ thật tốt mà đem cô ra mời đất nước tôi, đương nhiên cô không cần mổ bụng. cô dứt lời, liền nở nụ cười động lòng người nâng ly, rời đi. chiếc váy dài vẫn nhẹ nhàng như vậy. mục tử linh tức khắc mặt lạnh xoay người, nhìn về phía đường khả hình. a, à, đường khả hình dường như lại nhớ ra điều gì đó, lập tức quay đầu, nhìn về phía mục tử linh, cau mày, hai mắt thoáng qua vài tia nhìn sắc bén, nói, hôm nay vào lễ khai mạc tôi phát hiện cô hết sức chú ý đến tổng giám đốc trang của hoàn cầu chúng tôi, lúc nhìn anh ấy, mắt không hề chấp. Tôi cảnh cáo cô, không được phép chạm vào đàn ông của tôi. Anh ấy là của tôi, tôi thích uống rượu, giấm của tôi cũng rất nhiều. Cô nói xong, lại hung hăng cùng kiêu ngạo xoay người rời khỏi. Sắc mặt mộc tử linh bỗng căng thẳng cùng thâm trầm, lúc trợn mắt nhìn khả hình, bắt đầu không thoải mái nặng nề thở dốc. Lạp lạp cùng tiên nhi lúc này vội vã theo sát đường khả hình, cùng nhau làm ra một động tác hai tay nắm lại tỏ vẻ vô cùng sùng bái, vui vẻ cười nói, đừng tiểu thư. Cô thật là lợi hại, xem vẻ sừng sốt của người kia khi nghe cô nói xong kia. Đương nhiên rồi, đường khả hình cũng hài lòng cùng đắc ý cười, nhìn đám người xung quanh, lại uống một ngụm rượu. Có phải cô rất có lòng tin sẽ thắng cô ta không? Lạp lạp mở lòng hỏi. Đường khả hình tràn đầy lòng tin, hai tròng mắt sắc bén lóe ra cười rộ lên, thậm chí có thể cảm giác được khí thế của cô như đã định liệu từ trước, sau đó cô nhàn nhạt cúi đầu uống rượu, nói, không có. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, lạp lạp cùng tiên nhi ngẩn người ra. Đường khả hinh ngước mắt, cười như không cười nhìn hai người này, mới nhịn không được cười rộ lên nói, sao vậy? Tôi đúng là không có, cô ta rất lợi hại đấy có biết không? Rượu đỏ nhà cô ta là người siêu tầm rượu đứng thứ ba thế giới, phân đoạn quan trọng nhất của một chuyên gia hầu rượu, Chính là phẩm rượu. Có đầy đủ cơ hội để phẩm rượu, tôi lại không có. À, lạp lạp cùng tiên nhi đồng thời mặt bộc lộ chút luyến tiếc nhìn về phía cô, lại nghĩ tới cô hôm nay đáp sai nhiều đề thi như vậy. Ai, đừng như vậy, tâm lý của tôi cho dù không có nắm chắc, cũng muốn lớn tiếng dọa người thôi. Đường Khả Hinh nói xong, liền cười nâng ly, một mình cất bước bỏ đi, cùng một ngoại bộ trưởng nào đó thường xuyên chạm mặt trong bộ rượu, cũng ly cười cười nói nói. Lạp lạp cùng tiên nhi nhìn bóng lưng cô, đều không khỏi cười bất đắc dĩ. Rượu trái cây độ cồn cao, có thể mê hoặc tâm trí con người, một tử linh vừa cùng đường khả hinh nói chuyện, đã kích thích tính tranh đấu trong cô, lúc cùng khách quý nói chuyện, tự nhiên so với bình thường uống nhiều hơn, lúc này toàn thân cô đều là dòng máu kịch liệt mà chảy, trong lòng cô dần bị dịch rượu đến kích thích hưng phấn trỗi dậy. Một nữ nhân viên phục vụ yên lặng mở tủ lạnh tạm thời ngoài trời ra, từ bên trong nâng ra một phần trứng cá muối và trái cây được ướp lạnh, chỉ thấy cô yên lặng bưng mâm lạnh kia, chậm rãi đem nó đưa đến trước mặt các vị khách mời. Một nữ khách mỉm cười đưa tay, nhận lấy một phần bánh ngọt táo đến ăn, cô lại thong thả bưng mâm lạnh, tựa hồ như vô thức đi về phía trước. Đường khả hình đang bưng ly rượu trái cây, cùng một quản lý bộ rượu nào đó tươi cười nói chuyện, sau khi quản lý rời đi, cô đang muốn vén váy đi về phía trước. Tiểu thư, cô dùng chút trái cây chứ, nữ phục vụ bình tĩnh, bộc lộ nụ cười chuyên nghiệp nâng mâm đựng trái cây, vừa muốn đi đến gần đường khả hình. Đỗ Huy trong nháy mắt xuất hiện, giống như tử thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ phục vụ này, theo thói quen dò xét. Nữ phục vụ chỉ yên lặng bưng mâm, mỉm cười không lên tiếng. Đường khả hình sau khi ăn xong, xác thực cảm giác cần có một chút vị ngọt, nhìn phần trái cây đủ loại sắc màu kia, cô liền mỉm cười nói tôi muốn ăn. Đỗ Huy nghe lời này, liền liếc mắt nhìn nữ phục vụ một cái, mới xoay người tôn kính hỏi đường khả hình, xin hỏi đường tiểu thư, cô muốn ăn phần bánh ngọt kia sao? Đường khả hình hơi đến gần trước mâm trái cây kia, cúi đầu, nhìn làn khói lạnh bay lượn quanh mâm, vô số trái cây thập phần tinh xảo, cuối cùng, hai tròng mắt cô nhẹ chớp, nhìn thấy một phần bánh ngọt trái cây mứt dây tây, liền cười chỉ vào nói, tôi muốn ăn cái này. Đỗ Huy lập tức tay cẩn thận bưng đĩa, lấy lên một phần bánh ngọt nho nhỏ, lập tức đưa đi xét nghiệm. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy, không có việc gì. Tôi đối với nhà bếp của khách sạn, còn có mỗi nhân viên làm việc đều rất yên tâm. Đường Khả Hinh nhìn Đỗ Huy nói, "Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Đỗ Huy chỉ xoay người, tay đè xuống tai nghe, để nhân viên nhanh chóng làm kiểm tra. Đường Khả Hinh nhìn anh ta cẩn thận như thế, cũng chỉ đành cúi đầu bật cười, hai tròng mắt lưu chuyển, nhìn về phía từng phần trái cây trên mâm lạnh, chợt cảm thấy một trận khí lạnh tràn ngập khắp tim mình làm cho cô cảm thấy thật thư giãn nữ phục vụ vẫn hết sức tôn kính bưng tùy ý khối băng tinh khiết kia nhẹ nhàng quanh quẩn vào trong khoang mũi của đường khả hình nét mặt cô vẫn lạnh lùng và tĩnh lặng như vậy không có việc gì đường tiểu thư đỗ huy bưng phần trái cây xoay người đưa về phía đường khả hình cảm ơn đường khả hình mỉm cười vươn tay cầm bánh ngọt trái cây lên nhẹ nếm chợt cảm thấy hết sức ngon miệng nhân viên phục vụ lập tức mỉm cười đi về phía trước lại bưng mâm lạnh cất bước, tưởng thiên lỗi bên cạnh cũng không có vệ sĩ tầng tầng lớp lớp thủ hộ, nhìn thấy có một nhân viên phục vụ mỉm cười tay cầm một chai Mago năm 2000, thật cẩn thận rót rượu cho tưởng thiên lỗi, cô liền chậm rãi cười, tay bưng mâm lạnh, không hiểu sao bỗng biến mất trong đám người. Tiệc vẫn kéo dài, lại trong đêm đầy lãng mạn này, vang lên vũ khúc thập phần du dương. Tưởng thiên lỗi chợt cảm thấy tối nay chính mình hết sức xúc động, có lẽ là vì không có sự khí phách và chiếm hữu của trang hạo nhiên, thấy đường khả hình xinh đẹp và gợi cảm như vậy đứng trong đám người, ngọt ngào cười, lại nhớ đến lúc má trái cô từng không trọn vẹn, dáng vẻ cô vẫn rụt rè và kháo khao được một thước ánh mặt trời, có đôi khi nhìn mình, đều mang theo sự u buồn cùng hoảng sợ, nhưng có lẽ chính là ánh mắt dịu dàng này, đã hấp dẫn chính mình, dần dần, vũ khúc kia càng lúc càng lãng mạn. Tay anh nâng ly rượu, chợt cảm thấy trong lòng bỗng dưng cuộn trào mãnh liệt, dường như có chút xúc động, có chút khống chế không được. Hai mắt anh lại cường liệt lóe lên, Liền hơi đứng dậy, cất bước đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang nâng ly cùng với một thân sĩ người Anh nào đó dùng tiếng Anh không quá tốt của mình tán gẫu, cảm giác được bên hông mình ấm áp, cô lập tức có trực giác, tưởng là Trang Hạo Nhiên đã trở về, trong nháy mắt có chút ngạc nhiên vui mừng quay đầu. Tưởng Thiên lỗi nhẹ tay đỡ Đường Khả Hinh, hai tròng mắt nóng cháy mà thâm tình nhìn cô, có chút xấu hổ, lại nhịn không được cười nói, "Có thể mời em nhảy một điệu được chứ?" đường khả Hinh hơi đánh chống ngực nhìn anh. Có thể chứ, tưởng thiên lỗi thật sâu nhìn về phía đường khả Hinh hỏi. Đường khả Hinh ôn nhu nhìn tưởng thiên lỗi, cảm giác được đôi mắt anh bộc lộ một chút tịch mịch cùng đau đớn, hồi tưởng lại ngày đó ở nhà hát cùng anh ôm ấp, còn có buổi tối kia lúc cùng anh về nhà nghỉ ngơi, nhìn anh một mình tiều tụy như thế nằm ở trên giường, thở hồn hền, vẫn đau lòng kêu tên của mình, trong lòng cô bỗng mềm mại, cúi đầu nghĩ nghĩ, liền có chút xin lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía vị thân sĩ người anh kia, vị thân sĩ người anh mỉm cười gật đầu thuận tiện chu đáo nhận lấy ly rượu trái cây trong tay Đường Khả Hinh Thanh Nhu Đường Khả Hinh lên tiếng đáp nhẹ liền xoay người ôn nhu nhìn Tưởng Thiên Lỗi Tưởng Thiên Lỗi cũng ôn nhu nhìn cô nhẹ tay kéo eo nhỏ nhắn của cô cùng đi về phía hồ bơi lãng mạn bảy sắc bên cạnh tiệc rượu kia cảm giác được hình dạng hồ bơi kia giống như một viên đá quý khổng lồ chiếu ra ánh sáng mộng ảo mà hạnh phúc như trong chuyện cổ tích anh trực tiếp dắt cô đến bên cạnh hồ bơi, mới thong thả xoay người, vừa thật sâu nhìn cô, vừa vô cùng bá đạo kéo cái eo nhỏ của cô, buộc cơ thể vô dựa vào trong lồng ngực của mình. À, đường khả hình kìm lòng không được dựa vào trước lồng ngực anh, có chút khó hiểu và lúng túng ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt bình thường trầm ổn hướng nội, kêu nhỏ tưởng thiên lỗi. Một trận mùi hương cơ thể, từ âu phục đen của người đàn ông này tản ra tưởng thiên lỗi một tay vừa nhẹ kéo bên hông đường khả hinh một tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô cúi đầu xuống dưới ôn nhu nhìn cô bé trước mặt khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn hoàn mỹ đôi mắt nước long lanh mê người cánh môi đầy đặn mà khêu gợi trong quá khứ anh cũng đã từng nếm qua trong lòng bỗng kịch liệt đau đớn khiến tim anh có chút nhói chỉ đành cười khổ cùng cô xoay tròn mới che giấu nói có thể có chút cô đơn hạo nhiên không có ở đây để cho anh được thất lễ một lần giúp anh Đường khả hình ngẩng đầu, bất đắc dĩ cùng ôn nhu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, chỉ đành cười khổ, cùng anh đón gió biển, chậm rãi xoay tròn bên cạnh hồ bơi bảy sắc kia, váy dài nhẹ nhàng, kéo sợi tơ nơi bả vai, mùi hương cơ thể thiếu nữ nồng đậm mà hấp dẫn dần tràn ra khắp không gian, tưởng thiên lỗi trong nháy mắt dường như cảm giác được mình say mê, quá khát vọng mùi hương này, từ từ lại siết chặt tay đặt bên hông cô, cúi xuống dưới, khuôn mặt cơ hồ chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô người mùi hương tỏa ra từ cổ cô. Ách, Đường Khả hình cảm giác có chút mất tự nhiên dựa bên người Tưởng Thiên Lỗi, người được mùi nước hoa nam của anh, trong lòng bỗng khẩn trương đến mức hít thở không thông, cảm thấy vô cùng lúng túng nói: "Anh, anh hôm nay dùng nước hoa?" "Không có, anh không có thói quen này." Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy cô tiếp tục xoay tròn, hưởng thụ sự mềm mại từ cơ thể cô, nặng nề thở hổn hển một hơi. "Không có, thế nhưng trên người anh có mùi hương a?" À khứu giác của đường khả hình như thức tỉnh. Đó là mùi hương trên người em, tưởng thiên lỗi mỉm cười, lại ôm lấy đường khả hình dịu dàng xoay tròn khiêu vũ. Lúc này, một cơn gió mạnh lại thổi tới, mặc dù bầu trời tối tăm, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một đám mây đen, đang từ chân trời bên kia dần dần bay tới. Đỗ Huy kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía khí trời đột nhiên biến đổi này, trực tiếp cầm bộ đàm lên, nhanh chóng nói, khí trời đột nhiên có biến đổi, chuẩn bị khởi động máy bay trực thăng, tập trung trong khoảng cách gần để phòng ngừa có biến cố. Vâng, phòng giám sát nhanh chóng hoạt động ngón tay, bắt đầu trên bàn phím thần tốc gõ, phát ra mệnh lệnh. Bắt đầu hành động, người trong một mật thất khác, lạnh lùng nhìn về phía đoàn người náo nhiệt giữa buổi tiệc rượu, cũng trong nháy mắt hạ mệnh lệnh. Chương 984, đi thôi. Tiểu thư, bây giờ cô nên lập tức rời đi, nếu không, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cô ta đứng trong bóng đêm nhìn về phía như mặt, khẩn trương nói. Như mà trầm mặc không nói gì, vẫn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn đường khả hình cùng tưởng thiên lỗi đang ôm nhau khiêu vũ, hai mắt cô lóe lên vài tia u lãnh cùng bi phẫn, thậm chí vô cùng oán hận, dường như từ khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy lúc tưởng thiên lỗi ôm chặt đường khả hình, bộc lộ dáng vẻ thâm tình, cô cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ, tưởng thiên lỗi có một ngày sẽ yêu người khác. Cô nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt ngửa mặt, cảm giác được lồng ngực mình như muốn nổ tung, cái loại cảm giác bị phản bội đó, như muốn đem tim mình xé nát, so với việc phản bội lại càng hận, càng khiến cho người ta đau đớn, càng tan nát, lại càng điên cuồng hơn. Cho đến cuối cùng, hai tròng mắt lạnh băng mà yếu ớt của cô, lại lóe ra một chút thâm tình thuần khiết như mộng như ảo, trong đầu hai thân thể, hai tâm hồn cứ như vậy mà dày xéo, bất kể là tâm hồn ác độc, hay là tâm hồn thuần khiết, cho đến cuối cùng cũng đều đau đến mức hít thở không thông run run ngấn lệ, trong lòng cay đắng, tất cả đều là cảm giác đau đớn khi tưởng thiên lỗi yêu người khác, yêu người khác. Từng đợt hình ảnh đùa nghịch, phản chiếu đến, rất nhiều tưởng thiên lỗi, ôm thật nhiều những đóa hồng, đứng trước mặt mình, thâm tình ôm hôn, hoặc lúc dưới ánh mặt trời rực rỡ, giữa bãi cỏ mộng ảo, anh áp sát người mình ôm hôn. Nước mắt từng đợt chảy xuống, đôi mắt như mà trong nháy mắt chợt lóe một tia sáng ác độc, nhìn về phía cặp nam nữ giữa bãi cỏ kia, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng phẫn nộ, siết chặt ly thủy tinh, trong sự phẫn hận run run, rốt cuộc, cô nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ lạnh lùng hỏi, thuần thú sư, chuẩn bị xong chưa? Cô đứng trong bóng đêm, nhìn về phía bóng lưng như mặt bóng lưng, nhẹ gật gật đầu. Phòng ăn hải dương, vô số khách mời, còn có các bạn nhỏ, cùng nhau vui cười ăn kem lửa, vừa ha ha cười lớn, nhìn về phía nàng tiên cá bên trong bức tường thủy tinh, đang không ngừng bơi lội, các bạn nhỏ lại chật chật lấy làm hiếu kỳ, lúc này vô số những con cá nhỏ năm màu, đang mơ mộng huyền ảo vây quanh nàng tiên cá xoay tròn, còn có rùa biển to lớn nặng nề kia, trên đầu đầy những đốm li ti, tứ chi hoạt động khắp nơi, tựa hồ tâm tình hết sức vui vẻ bơi lội. Vì sao không có cá mập, có một cậu bé, ngồi tại ghế sát tường thủy tinh, nhìn nàng tiên cá đang vui vẻ bơi qua bơi lại, cậu bé liền kỳ quái khờ dại hỏi. Trưởng phòng tiêu của phòng ăn Hải Dương, Thay thế Kỳ Gia Minh vì giúp Hân Di ở bệnh viện, cho nên tạm thời thay thế chức quản lý, mỉm cười đi tới trước mặt các bạn nhỏ, nói các bạn nhỏ, chờ một chút, thuần thú sư đã tới rồi. Anh ta lập tức sẽ dẫn cá mập cùng mọi người khiêu vũ trong nước có được không? Bốp 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 bốp, các bạn nhỏ mỗi người đều vui vẻ vươn tay, vỗ tay gật đầu trầm trồ khen ngợi. Thời gian trôi qua, nàng tiên cá cùng với rùa biển nhẹ nhàng bơi đi, rốt cuộc một lúc sau có thể nhìn thấy rõ ba con cá mập trắng đang bơi ra, lộ ra đôi mắt nhỏ cùng hàm răng hung ác, thế nhưng các bạn nhỏ đều không sợ hãi, đều vui vẻ vỗ tay cười, tất cả cha mẹ các bé cùng với khách mời cũng đều mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía cá mập đang bơi tán loạn trong tường thủy tinh. Giờ phút này, lại bơi đến một con cá mập trắng dài chừng 2 mét, một nhân viên mặc đồng phục chống thấm nước bó sát người, đeo mặt nạ, lưng có chụp dưỡng khí, cùng với cá mập trắng đang ôm nhau, cùng chơi đùa xoay tròn trong nước, thậm chí anh ta còn cưỡi trên lưng cá mập, nắm chắc hai vây của nó, dường như đang bay trên không trung, ở trong nước dạo chơi, thỉnh thoảng anh ta còn tung những con cá nhỏ, để cho cá mập như một mũi tên lao lên cướp đồ ăn. Wow, các bạn nhỏ cùng với khách mời đều đầy vẻ thích thú. Thuần thú sư mặc trang phục chống thấm nước màu đen kia, tiếp tục quen thuộc ôm cá mập bơi lội trong nước, dường như anh ta là bạn tốt nhất của con cá mập này vậy. Thỉnh thoảng khách mời có thể mơ hồ nhìn thấy người đàn ông cao 1,9 mét này, lúc đeo kính lặn xuống nước, bộc lộ ánh nhìn sâu thẳng không lường được, hai tròng mắt hoàn toàn mất đi nhân tính, chiết xạ tia sáng âm lãnh. Thanh âm xa xa, nhẹ nhàng đến. Thuần thú sư đã chuẩn bị xong, lúc tổng giám đốc tưởng và đường khả Hinh đang đau khổ chiến miên, thời điểm đánh mất chính mình, hắn sẽ khởi động loại bom cỡ nhỏ dán phía dưới trong tường thủy tinh, quả bom chỉ bằng một ngón tay người, là có thể phá hủy gần 10 tầng thủy tinh công nghiệp, mà tầng lầu trung tâm khu bạch hổ, người của chúng ta, cũng đã phá được hệ thống, đến lúc đó sẽ chiếu ra vô số những tia tử ngoại có thể cắt thủy tinh, làm cho bức tường thủy tinh nhanh chóng vỡ vụn, như vậy sẽ tạo điều kiện cho hổ trắng nhốt trong tầng lầu. Nhảy vọt ra, đem khách mời đang tán loạn, đều ăn tươi nuốt sống cắn xe đến chết. Làm cho tất cả người trong khách sạn Á Châu đều phải run sợ. Sau đó thừa dịp hỗn loạn, người của chúng ta có thể bí mật thâm nhập vào trong phòng tiệc số 1, tìm kiếm chai rượu đỏ kia, rốt cuộc có được giấu trong kho hay không. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể làm tổn hại đến danh dự khách sạn Á Châu, lại còn giúp ủy viên lưu dần dần diệt trừ hoàn cầu, không biết sau khi tổng giám đốc tưởng cùng với đường khả hình một đêm phong lưu qua đi, tỉnh lại sẽ như thế nào nhỉ? Lời nói, cứ như vậy nhẹ nhàng mà đến, đã vô tình, lại tàn nhẫn. Thuần thú sư, cái người đàn ông đang lẩn trốn trong dòng nước xanh kia, vẫn tiếp tục cùng cá mập nhảy múa, ai cũng không phát hiện ra, bên cạnh đống cát dưới nước kia, một ánh đèn màu đỏ đang nhấp nháy sáng lấp lánh tiệc ngoài trời. Khúc nhạc dần kết thúc, chỉ còn một chút dư vị động lại. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại điệu nhảy, đón gió mát ngọt ngào mà lãng mạn, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng dừng bước lại, ngẩng đầu, trầm mặc bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, thấy ánh nhìn thâm tình mà cô quạnh của anh, trong lòng cô trong nháy mắt thoáng qua suy nghĩ không đành lòng, không biết nên biểu đạt tình cảm nội tâm mình như thế nào, đôi mắt chỉ lóe ra chút dịu dàng, mang theo chút xấu hổ, một chút kiên quyết nhẹ nhàng cử động ngón tay nhỏ bé, từ trong lòng bàn tay ấm áp của anh mà dẫy ra, nhẹ cất bước, muốn rời khỏi thế giới của anh. Tim tưởng thiên lỗi, bỗng nhiên đau xót, không nỡ nhìn về phía đường khả hình, cô gái với tính tình ôn nhu thiện lương, đáy lòng anh đã ẩn nhẫn thật lâu, kìm lòng không được lại bộc lộ ra cảm xúc sâu đậm, chậm rãi nói, anh gần đây. Vẫn luôn rất nhớ em, thường không hiểu sao có một vài hình ảnh, quay về lúc hoàng hôn mặt trời lặn kia, cùng em tay trong tay đi về phía trước sau đó hình ảnh này vẫn kéo dài đến tận về sau, ngày đầu tiên. Cảm thấy có thể cùng nhau sớm chiều như vậy là một việc hạnh phúc biết bao. Tưởng thiên lỗi, đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh. Anh hình như không đợi được đến kiếp sau, bất cứ lúc nào cũng đều muốn lập tức có được em. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ mà thâm trầm nói. Đừng như vậy, đường khả hình lại an ủi anh nói, em lúc đó, đối mặt với tình yêu của anh, muốn chia tay, đều cảm thấy chán nản, như trời sập vậy. Thế nhưng đến thời điểm em bước đến, cắn răng mà đi tới, mới phát hiện rằng, tương lai ánh mặt trời sẽ ngày càng rực rỡ hơn, tiên nắng ban mai sẽ đẹp hơn, hoa sẽ tươi hơn, cả đời em cũng không quên được những oanh oanh liệt liệt cùng anh. Thế nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, hy vọng anh cũng có thể quên đi. Hẹn gặp lại. Cô nói xong, liền nhấc đuôi váy, trầm mặc xoay người, bất đắc dĩ rời đi. Tưởng thiên lỗi lại đau lòng đứng bên bể bơi, nhìn bóng dáng đường khả hình nhất chiếc váy dài kia, anh không hiểu sao bỗng cảm giác trong lòng mình, so với lúc trước mang theo sự đau đớn còn mãnh liệt hơn, đau đến thở không được, dường như trong nháy mắt, loại đau thương này sẽ bộc phát, thậm chí hình ảnh trước đây cùng đường khả hình ôm hôn, mãnh liệt hiện ran gai trước mắt, thậm chí lại nhớ đến lúc ôm cô cùng xoay tròn trên chiếc giường nhỏ, mãnh liệt mà thâm tình ôm hôn, đầu óc anh bỗng hoảng thần. Hai tròng mắt cường liệt lóe ra một tia nhìn kỳ quái, dường như trong thân thể tồn tại ma quỷ, muốn đưa móng vuốt hướng về phía mình sẽ toạc dục vọng trong lòng mình. Đông Anh khó hiểu đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, lo lắng hỏi Tổng Giám đốc Anh sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi đứng tại hồ bơi, đáy lòng cư nhiên thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ. Trong kình ảnh cường liệt kia, tất cả đều là hành động nhẹ ôm lấy đường khả hình trước đây, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vuốt nhẹ phần tóc mái mềm mại như tơ tằm, thậm chí nhìn cô hé mở đôi môi đỏ mọng thơm ngọt, không thể chờ đợi được muốn mút nhẹ, muốn ngậm lấy, muốn cùng đầu lưới cô dây dưa quấn quýt. Nồng nhiệt ôm hôn, từng trận hình ảnh cường liệt, hệt như ánh đèn flash chợt lóe lên, thậm chí có hình ảnh hai người trong quá khứ. Ở cầu thang tối tăm kia, chính mình cường thế đem cô ôm vào trong lòng, bá đạo hôn, thậm chí ôm lấy cô, cùng nhau ngã trên giường, cường liệt ôm hôn. Trận trận hình ảnh giống như thác lũ dã thú, điên cuồng gào thét về phía mình, anh cúi đầu, hơi nhíu mày, đè nén những cảm xúc này, mới nhanh chóng nói, không có việc gì, có lẽ là đêm nay uống rượu hơi nhiều. Đông Anh trầm mặc mà đau lòng nhìn tưởng thiên lỗi, nghĩ anh cùng với đường khả hình mỗi lần gặp mặt, đều đau đến tê tâm liệt phế như vậy. Cô liền im lặng không lên tiếng, mềm giọng nói, vậy anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ừm, tưởng thiên lỗi lên tiếng trả lời, đành phải trở lại chỗ ngồi dự tiệc của mình. Đường khả hình cũng vì cùng tưởng thiên lỗi nhảy xong điệu nhảy, chợt cảm thấy toàn thân có chút khô nóng, có lẽ là vì khiêu vũ quá mệt mỏi, liền cất bước hướng chỗ ngồi của mình đi đến, vừa rồi còn rất tốt, có thể sau khi cùng tưởng thiên lỗi ôm nhau, cảm giác trên người anh có một luồng hơi thở, khiến cho đại não mình trong nháy mắt tê buốt. Cô cố gắng xua tan cảm giác này, có lẽ là vì uống rượu trái cây, độ cồn quá cao, liền không để ý nữa ngồi xuống. Tiểu thư, lạp lạp mỉm cười hai tay cầm di động màu trắng, đi tới trước mặt đường khả hình, nói tin nhắn của cô. Đường khả hình có chút hoa mắt chóng mặt, ngẩng đầu, lúc nhìn về phía lạp lạp, hai tròng mắt đều kìm lòng không được bộc lộ một chút mơ mơ màng màng, mềm giọng nói tin nhắn của tôi sao. Vâng, lạp lạp cười lại đưa điện thoại di động đến trước mặt cô. Cặp song sinh lập tức đi tới trước mặt đường khả hình, nhíu mày, nhìn về phía nét mặt này của cô, tức khắc hỏi tiểu thư. Cô không sao chứ, tôi phát hiện cô thật hình như có chút không thoải mái. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ đứng bên cạnh, trong nháy mắt giống như tử thần sắc bén nhìn qua. Đường khả hình không lên tiếng, nhìn màn hình di động truyền đến nội dung tin nhắn kia, như như cô muốn biết, thủ phạm vụ phóng hỏa 12 năm trước, cứu cha cô ra, cứ im lặng như vậy, đến phòng cảnh biển lầu thứ 20, tôi sẽ nói cho cô biết. Tin nhắn tức khắc phải xóa, không được chuyển cho bất kỳ ai, bằng không bí mật này, sẽ vĩnh viễn biến mất. Cô yên lặng xem tin nhắn này, trong nháy mắt từ mê huyến, lập tức thanh tỉnh, hai mắt cường liệt lóe ra, ngẩng đầu nhìn về phía cặp song sinh, mỉm cười nói, không có việc gì, rượu trái cây này độ cồn quá cao, có chút chịu không nổi. Vừa rồi tôi ăn thứ gì, toàn bộ đều được các cô kiểm nghiệm qua, cũng không có bất kỳ người nào tiếp cận tôi. Yên tâm đi, cặp song sinh vẫn nhìn chằm chằm cô. Thật sự không có chuyện gì, đường khả hình giả vờ nhẹ nâng một ly nước, nếm một ngủ, vô thức muốn dùng lý trí, phân tích tin nhắn này, thế nhưng đáy lòng vẫn có một thanh âm, đang không ngừng hô gọi mình, đi đi, đi thôi, đi 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 đến nơi đó, chỉ cần cô đi đến đó, sẽ có thể cứu cha cô ra. Hai mắt cô mãnh liệt chớp nháy, nắm chặt di động, nuốt một ngụm nơi cổ hỏng khô cạn, đang do dự, đang suy tư. chương 985, nóng cháy. Bệnh viện. Một chiếc Ferrari màu đen, lao như tên bắn, trong nháy mắt dừng trước bệnh viện. Lãnh mặc hàn nhanh chóng đi ra khỏi chiếc Ferrari, ẩn nhẫn đau đớn nơi vết thương, đi về phía đại sảnh bệnh viện, nhận được điện thoại của Mỹ Linh và Thanh Bình nói Uyển Thanh gặp nguy hiểm, anh lập tức trước Trang Hạo Nhiên một bước, về trước, chỉ thấy sắc mặt anh cứng lại, hai tròng mắt run rẩy kịch liệt cùng khẩn trương, nhớ tới em gái, tim anh bỗng nhiên quặn thắt, bước chân không tự chủ nhanh hơn, cuối cùng đi tới khu phòng bệnh VIP, lập tức từ phía xa hành lang thấy Thanh Bình cùng Mỹ Linh, anh lập tức khẩn trương hỏi. Tình hình Uyển Thanh thế nào? Mỹ Linh tức khắc ngẩng đầu, nhìn thấy lãnh mặc hàn thở vào một cái, nhanh chóng bước hai bước nhìn anh, khẩn trương nói tô thiếu gia vừa từ phòng cấp cứu ra nói huyền thanh đã qua tình huống nguy hiểm nói đây là triệu chứng phát ra rất không bình thường sao có thể xảy ra tình huống này lãnh mặc hàn nhíu mày đau lòng nhớ tới em gái mấy ngày nay tĩnh dưỡng nói thẳng em ấy hai ngày nay tình hình không phải đã ổn định rồi sao thanh bình lập tức nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng nói vừa rồi cô ấy đột nhiên gắng gượng tỉnh lại hình như có rất nhiều điều muốn nói thậm chí còn nói cho chúng tôi biết có liên quan với cốt truyền cốt truyền, lãnh mạc hàn nghe, hai mắt chợt lóe tức khắc hiểu nói, đây là nói về người câm điếc, lúc không nghe được thứ gì, lại lợi dụng tiếng thứ hai từ chấn động, để đạt được hiệu quả thính lực. Đúng, Thanh Bình tức khắc gật đầu, nhìn về phía lãnh mạc hàn khẩn trương nói, tôi vừa cùng Mỹ Linh vẫn đang thẩm vấn cô y tá kia, cô ta cũng nói, trong người giả dạ hành có một thuần thú sư, là một người câm điếc, hắn không chỉ có tài năng trong sự im lăng nghe và hiểu được ý tứ người nói chuyện, mà còn có thể cùng động vật trao đổi chúng ta đang suy nghĩ, một người như vậy sẽ tồn tại ở đâu? Không thể nào là ở vườn bách thú, hoặc là ở bên cạnh đám người dạ hành, hoặc là ngay bên cạnh chúng ta. Uyển Thanh liều mạng như vậy nói cho chúng ta biết điểm này, có phải cô ấy nghĩ tới gì đó hay không? Hai mắt lãnh mặc hàn nhanh chóng lóe ra, nghĩ đến chuyện này, lại lặng yên nói ra nghi hoặc trong lòng, gần đây khách sạn Á Châu vẫn đồn đại rằng có gian tế, tôi cũng cảm thấy những người này vô cùng có khả năng sẽ ẩn nấp trong quán ba khách sạn Á Châu. Thế nhưng rốt cuộc là ai, chúng ta tạm thời vẫn không có cách nào tìm ra, nhưng khách sạn Á Châu lớn như vậy, thông báo tuyển dụng một người câm điếc, điều tra ra, có vẻ đơn giản. Nếu như hắn nghe hiểu tiếng người, lúc trầm mặc, người khác cũng không nhất định cảm thấy hắn là người câm điếc. Mỹ Linh nhanh chóng nhìn anh nói. Lãnh mặc hàn nghe xong, nhàn nhạt phân tích, nói, như vậy nhất định sẽ có người giúp đỡ hắn, Hắn mới có thể ẩn nấp kỹ đến vậy. Uyển Thanh nhất định là biết thân phận của hắn, mà thân phận của hắn ở trong đám người giả hành nhất định không đơn giản. Vậy sẽ là ai chứ? Thanh Bình cùng Mỹ Linh hai tròng mắt lóe ra, vẫn nghĩ đến vấn đề này. Lãnh Mặc Hàn quay đầu, nhìn Thanh Bình nói, ở khách sạn Á Châu có mấy bộ phận cần huấn luyện thú. Lời này vừa nói ra, Thanh Bình cùng Mỹ Linh nghe có chút lúng túng, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói có vẻ không nhiều lắm nói tiếp cũng không ít, đầu tiên là phòng ăn Hải Dương, lại đến khu bạch hổ tầng lầu Phụ Á Châu, phòng ăn vẫn lấy động vật làm chính yếu, đều có chim muông, lại còn chưa tính cả trường đua ngựa. Nhưng tôi cảm thấy, người của bọn chúng không thể xuất hiện trong trường đua ngựa được. Hai tròng mắt lãnh mặc hàn cực nhanh lóe ra, tức khắc bấm điện thoại của Lâm Sở Nhai, bình thường anh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tư liệu nhân sự của Hoàn Á, điều khiển gián điệp thương mại của các công ty khác. Alo, Lâm Sở Nhai dự đoán đang trong tiệc, điện thoại bên kia có chút ẩm ý. Lãnh mặc hàn cầm di động, trong khoảnh khắc xoay người, nói với Lâm Sở Nhai, Sở Nhai. Cậu lập tức giúp tôi tìm tư liệu thuần thú sư có liên quan đến khách sạn Á Châu. Tôi nghi ngờ người giả dạ hành có nội ứng ẩn nấp trong khách sạn Á Châu. Lâm Sở Nhai ngồi tại chỗ, cầm di động, nghe thấy vậy, tức khắc khẩn trương nói, thật sao? Có thể, lãnh mặc hàn nhanh chóng nói vậy tôi lập tức giúp cậu điều tra. Lâm sở nhai thở dốc, cúp điện thoại, dễ nhận thấy tâm tình không được tốt lắm. Cậu sao vậy? Lãnh mặc hàn mặc dù sự tình khẩn cấp, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Không có việc gì, còn không phải là nhã tuệ kia, kể từ sau ngày lão tử rơi máy bay, không sao gặp được cô ấy. Hai ta đã thật tốt mới được như bây giờ, vậy mà hai ngày nay cô ấy cũng đều không một chút quan tâm đến tôi. Vừa rồi thật vất vả mới bắt được cơ hội, muốn cùng cô ấy trò chuyện, lại nghe nói một đồng nghiệp của cô ấy thiếu chút nữa bị cá mập ăn thịt. Cô ấy lại vội vội vàng vàng xoay người cùng với cái tên Kỳ Gia Minh không biết đang nói chuyện cái gì, chính là trong mắt nhìn không thấy lão tử. Lâm Sở Nhai có chút tức giận nói. Lãnh Mặc Hàn ấn đường căng thẳng, cầm di động, hai tròng mắt nghi ngờ chăm chú nhìn phía trước, không hiểu nói, một đồng nghiệp của cô ấy suýt chút nữa bị cá mập ăn thịt sao? Điều này sao có thể? Là đồng nghiệp ở phòng ăn Hải Dương sao? Đúng vậy, trưởng phòng Lâm Sở Nhai cầm di động, có chút bất đắc dĩ đáp lại xong, hai mắt anh lại mở to, trong nháy mắt ngồi dậy, khẩn trương nói, hẳn sẽ không. Lãnh Mặc Hàn lập tức nhanh chóng nói, tức khắc đem tư liệu mấy thuần thú sư ở phòng ăn Hải Dương, còn có đám người kỳ gia minh gửi cho tôi. Lập tức, Lâm Sở Nhai tức khắc đặt máy vi tính, lợi dụng máy tính trong tay mình, nhanh chóng dùng mật mã, điều động cơ sở dữ liệu của khách sạn Á Châu, đem tư liệu công nhân viên phòng ăn Hải Dương nhanh chóng gửi qua cho Lãnh Mặc Hàn. Hội trường tiệc, các vị khách mời đều hào hứng ngẩng mặt. Đông Anh đang hầu hạ Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt cũng kìm lòng không được nhìn về phía Lâm Sở Nhai, chỉ nhìn thấy anh dường như đang có chuyện bận rộn, đang xử lý sự việc thông qua máy tính trong tay, mắt cô không nhịn được bộc lộ chút dịu dàng, thậm chí sắc mặt còn có điểm khẽ cười. Nhã Tuệ đang đứng ở bên này sắp xếp, vừa vặn nhìn qua phía Đông Anh, phát hiện cô đứng phía sau Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt có chút kỳ quái liền cũng theo phương hướng của cô, quả nhiên thấy Lâm Sở Nhai đang cúi đầu, khẩn cấp giải quyết công việc, trong lòng cô bỗng căng thẳng, đau lòng nói không nên lời, lại không biết làm sao mới tốt, liền muốn xoay người, hướng phía trước đi đến, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang ngồi tại chỗ, nhìn về phía một mâm điểm tâm trước mặt, mặt đỏ bừng, mang chút tâm sự nặng nề cười. Cô liền có chút khó hiểu đi qua, lo lắng cúi xuống kêu nhỏ: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh ôn nhu ngẩng đầu, nhìn thấy Nhã Tuệ Liên mỉm cười vươn tay nhẹ nắm cổ tay cô hỏi sao vậy nhã tuệ cúi xuống hai mắt mang theo ánh nhìn khó hiểu và dò xét nhìn về phía đường khả hình có chút quan tâm nói tối nay em có phải uống nhiều hơn bình thường không tình hình dường như không được tốt đường khả hình nghe cũng mỉm cười gật đầu thừa nhận nhẹ tay chống chán nói thẳng một hơi đúng hình như là có chút uống hơi nhiều nhanh đi nghỉ ngơi a à, đừng uống nữa nhã tuệ lập tức khẩn trương nói em chờ thêm một lát nữa, sẽ trở về. Chị yên tâm, nhanh đi làm việc đi. Đường Khả Hinh nhìn cô cười nói. Hai tròng mắt nhã tuệ vẫn lé lên, nhìn đường Khả Hinh. Đi đi, không có việc gì, đường Khả Hinh lại gật đầu, nhẹ tay đỡ cánh tay nhã tuệ, muốn đẩy ra, để cho cô quên đi. Nhã tuệ nghe, liền cũng chỉ gật đầu, nhưng vẫn hết sức quan tâm nhìn cô nói, vậy em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu như cảm thấy đầu váng mắt hoa thì quay về nghỉ ngơi, chỉ còn bận rộn. Khuya về nhà, sẽ nấu canh giải rượu cho em uống. Được, đường khả hinh khẽ gật đầu, ôn nhu cười nhìn nhã tuệ thật sự là rất bận, xoay người đi làm việc, hai mắt cô ban đầu còn là nhẹ nhàng di động, cho đến cuối cùng, có chút không thể chờ đợi được nhẹ chấp, cảm giác lồng ngực mình như bị người ta nện mạnh một búa, vô thức muốn dùng lý trí, thế nhưng càng lúc càng hoa mắt, dường như ý thức bị thôi miên, đang kêu gọi chính mình, đi đi, đi đi. Vì cha cô, dù đau đớn thế nào cũng phải chống đỡ cho qua, chỉ cần cô tới căn phòng kia, cô có thể cứu cha cô ra. Từng đợt những lời nói mê hoặc lòng người, thôi thúc cô. Hai mắt đường khả hình càng lúc càng kịch liệt chớp nháy, dường như cảm giác được toàn thân mình máu đang lưu chuyển, như một loại cảm giác si mê, đều đang thúc giục chính mình nghĩ tới phòng cảnh biển kia, hô hấp cô càng ngày càng nặng nề, lý trí trong nháy mắt bị đánh vỡ, máu lập tức sông thẳng lên, khiến cô nắm chặt ly rượu, đem ly rượu trái cây kia trong khoảnh khắc rót vào cổ họng. Một trận cảm giác bi thương, dần dần tràn đầy khắp não, trước khi cha vào tù, nhìn mình với ánh mắt không nỡ cùng đau lòng không chịu đựng nổi, ở trong ngục giam càng lúc càng xa kia hai chồng mắt già nua thê lương nhìn mình, ngấn lệ, còn những lúc ốm đau, khuôn mặt tiểu tụy cùng tuyệt vọng kia, khiến cho cô kịch liệt thở dốc, trái tim bắt đầu càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng mềm, đến cuối cùng, tình cảm cha con kia, đem chính mình vẫn luôn kiên cường mà phá vỡ. Cô rốt cuộc hé môi, kêu nhỏ thi ngữ. Vâng, đường tiểu thư, thi ngữ tức khắc đi lên chỗ đường khả hình, tôn kính cúi người nói cô có gì dặn dò. Tôi có chút không thoải mái, đường khả hình ngẩng đầu, nhìn về phía thi ngữ, mang theo một chút ôn nhu khát vọng cùng khẩn cầu nói, đột nhiên. Muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, như vậy chúng ta lập tức trở về, thi ngữ nhìn về phía đường khả hình, lập tức lo lắng hỏi. Đường khả hình nhẹ lắc đầu, nhìn đoàn người náo nhiệt phía trước, mềm giọng nói, đột nhiên muốn nghe tiếng sóng biển. Thi ngữ dừng lại nửa khắc, lại nhìn đường khả hình, muốn xin ý kiến của cô liền nói, vậy cô muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình ngừng lại một chút, hơi mở đôi mắt mơ màng màu hồng phấn, nhìn về phía thi ngữ, mềm giọng nói, tầng 25 của tòa nhà này có một phòng cảnh biển, tôi có chút thích. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, thi ngữ yên lặng suy nghĩ một lát, Liên mỉm cười gật đầu nói được tôi lập tức sắp xếp cho cô mời cô chờ không đường khả hình trực tiếp chống mặt bàn đứng lên nhìn cô thở dốc nói chúng ta cùng đi chứ ở đây có lẽ có chút ồn ào càng lúc càng cảm thấy một ngạt vâng thi ngữ nói xong liền gọi lạp lạp cùng tiên nhi cùng đến bên kia tiệc rượu ánh mắt tưởng thiên lỗi không hiểu sao vẫn dõi theo bóng lưng đường khả hình nhìn qua ánh mắt càng lúc càng nóng cháy càng lúc càng nóng cháy audio điện tử võ tấn bền hết chương 985